giờ khắc này trên thực tế đại cục đã định. Kế tiếp liền xem hắn. Trong lòng vừa động hắn không ngừng bắt đầu thúc giục hỗn độn chung. Hỗn độn chung thượng khắc văn lưu chuyển lên, càng lúc càng nhanh. Tê tê tê, giống giống giống. Bên trong Medusa kêu thảm thiết dựng lên. Thịch thịch thịch. Giờ phút này xa hồ bà lại là hạ sát thủ, múa may trong tay quải trượng không ngừng quay chung quanh hỗn độn chung bắt đầu đánh. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được xa hồ bà mỗi một lần đánh hỗn độn chung đều có không gì sánh kịp cường đại lực lượng tiến vào hỗn độn chung nội, mà bên trong Medusa kêu thảm thiết sẽ càng ngày đại. Cùng xa hồ bà phối hợp dưới, Dương Nghị Vân phát hiện thao tác hỗn độn chung càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ầm 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 chạm vào. Bất quá nội loại Medusa cũng đích xác không phải cái đèn cạn dầu. Bắt đầu ở hỗn độn chung nội không ngừng va chạm, phát ra cường đại bạo phát lực. Hắn có thể cảm nhận được loại này lực va đập, phi thường cường đại. Nếu không có xa hồ bà ở một bên áp trận, hắn chưa chắc có thể vây khốn Medusa. Oanh! Giờ phút này xa hồ thánh nữ tới rồi, gia nhập tới rồi trong đó, cùng xa hồ bà ở hỗn độn chung bốn phía không ngừng rót vào cường đại pháp lực lần lượt đánh. Dương Nghị Vân trong lòng đại định, bắt đầu hết sức chăm chú, thúc giục hỗn độn chung thượng khắc văn, bực này khắc văn cũng không phải là đơn giản khắc văn. Chất chứa đại đạo chi lực, mỗi một lần thúc dục dưới chẳng khác nào tăng lớn một lần uy lực. Trung quy có thể đem Medusa cấp luyện hóa không thể. Suốt nửa canh giờ lúc sau, Medusa rốt cuộc đã không có sức phản kháng, bất động. Thu. Dương Nghị Vân nhẹ giọng niệm ra một cái thu tự. Hỗn độn trung ong một chút, từ thật lớn bắt đầu thu nhỏ. Sa hồ bà cùng sa hồ thánh nữ cũng rốt cuộc dừng lại. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân đem hỗn độn chung thu nhỏ lại tới rồi lòng bàn tay bên trong. Thiên chúa vì sao dừng lại? Sa hồ bà nhìn không được hỏi, dựa theo nàng ý tứ hẳn là không ngừng hạ, trực tiếp đem Medusa cấp luyện hóa đánh đổ, hoàn toàn làm cái này đối thủ một mất một còn tan thành mây khói. Dương Nghị Vân lòng bàn tay hỗn độn chung như cũ lập lòe kim quang, hắn cảm giác đến Medusa đã tinh bì lực tấn, đích xác hiện tại muốn luyện hóa chết Medusa dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn đều có tính toán. Hắn tưởng lưu lại Medusa một mạng. Bởi vì tới nơi này ước nguyện ban đầu là, tìm kiếm thời không pháp thần, mà thời không pháp thần có thể tìm được dĩ vãng càn khôn thần điện một ít lão gia hỏa, những người đó phóng tới hiện tại chưa chừng chính là thiên đạo cấp bậc cường giả. Hắn ước nguyện ban đầu chính là tìm được 9 đại thiên đạo cấp bậc cường giả, giúp hắn mở ra luân hồi, tiến vào U Minh giới. Một khi đã như vậy, Medusa chính là thiên đạo cấp bậc, có sẵn người. Vì cái gì muốn giết chết? Lưu lại chẳng phải là vừa vặn. Đương nhiên cũng phải nhìn Medusa thần phục không thần phục. Nếu Medusa thần phục nói, hơn nữa sa hồ bà hắn bên người đã có thể có 2 tôn thiên đạo cấp bậc cường giả. Đối với sa hồ bà, Dương Nghị Vân biết hẳn là không thành vấn đề trở thành hắn người theo đuổi, rốt cuộc hỗn độn chung phản hồi tới tin tức sa hồ tộc liền chờ đợi hắn cái này thiên mệnh giả xuất hiện. Hơn nữa phía trước thiên chúa đều kêu. Nắm chắc. Cho nên đối Medusa Dương Nghị Vân tưởng lưu lại. Nghe được sa hồ bà nói chuyện, Dương Nghị Vân cười cười nói, thiên đạo cũng có đức hiếu sinh, Medusa nếu đều ở trong khống chế, lưu nàng một mạng cũng không sao. Sa hồ bà ánh mắt lập lòe một chút, chung quy không có ở nhiều lời, chỉ là khom người thối lui đến một bên, nàng cũng rõ ràng Medusa hiện tại bị nắm giữ ở vị này thiên chúa trong tay, muốn sát muốn xẻo đều ở thiên chúa ý niệm chi gian. Dương Nghị Vân chính là nàng chờ thiên chúa, là chủ, nàng là phó, hắn nói cái gì đều là đúng, không được phản bác, đây là tổ huấn. Cứ việc hy vọng Dương Nghị Vân đem lão đối đầu Medusa cấp diệt, nhưng cũng cưỡng cầu không được thiên chúa ý chí. Thấy sa hồ bà không cần phải nhiều lời nữa, Dương Nghị Vân đem ánh mắt đặt ở trong tay hỗn độn trung thượng, mở miệng nói, muốn chết muốn sống. Lời nói thực trắng ra, trực tiếp chính là yếu hại. Hắn biết Medusa nghe được đến. Ở sinh tử trước mặt, hắn liền không tin Medusa còn có thể kháng đi xuống. Người thiên đạo cấp bậc lại như thế nào? Hiện giờ bị trấn áp ở hỗn độn chung nội, sinh tử đều ở hắn nhất niệm chi gian. Tu đạo vô số tuế nguyệt, hắn liền không tin này Medusa có thể nói ra một cái chết tự tới. Trầm mặc, nửa ngày không động tĩnh. Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nói, ta mấy chục cái số, định ngươi sinh tử. Hỗn độn chung nội Medusa như cũ không động tĩnh. 10, 9, 8, 7, 8, nhị, ta muốn sống. Rốt cuộc hỗn độn chung nội truyền ra Medusa suy yếu vô cùng thanh âm.
Dương Nghị Vân cười lúc này mới đối sao. Không có người không sợ chết. Đặc biệt là tu luyện càng đến hậu kỳ, càng là tích mệnh. Đương nhiên cũng không phải nói cái này cấp bậc cường giả liền thật sợ chết, mà là sợ chết không minh bạch, không đáng. Chính như Medusa loại tình huống này, nếu không đáp ứng, sẽ bị Dương Nghị Vân không chút do dự luyện chết, đây mới là nhất không đáng cách chết. Cho nên chỉ có thể đáp ứng, không đáp ứng liền chết. Có thể làm sao bây giờ? Hảo, ta yêu cầu ngươi yêu hồn ấn ký. Dương Nghị Vân cùng trắng ra. Nếu thần phục liền phải có điều chế hành. Giao ra yêu hồn ấn ký đây là trực tiếp nhất đơn giản thô bạo khống chế phương pháp. Ong! Ngay sau đó hỗn độn chung một vang, một cái ba tấc mini bản Medusa con rắn nhỏ bay ra tới, Dương Nghị Vân vung tay lên trực tiếp tiến vào giữa mày. Này liền tương đương là khống chế Medusa sinh tử. Đương nhiên nếu đổi làm những người khác, là Dương Nghị Vân cái này thần chủ cấp bậc nói, căn bản cũng không dám làm một tôn thiên đạo cấp bậc cường giả yêu hồn tiến vào thân thể của mình. Nhưng Dương Mẫu Nhân vĩnh viễn là cái ngoại lệ, hắn nguyên thần đặc thù, hơn nữa có hỗn độn chung cùng hỗn nguyên một hơi áp trận, căn bản là không để bụng Medusa yêu hồn ấn ký có thể hay không phản vệ vấn đề. Thu! Dương Nghị Vân đem hỗn độn chung thu hồi. Thả ra Medusa. Khống chế Medusa yêu hồn ấn ký lúc sau, một chút đều không sợ nàng sẽ phản kháng, tưởng phản kháng, một niệm dưới là có thể hủy diệt nàng bản mạng yêu hồn. Medusa từ hỗn độn chung ra tới. Lại lần nữa hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Ở Dương Mẫu Nhân trong mắt quả thực chính là một cái mỹ không nghĩ bất luận cái gì sinh linh mỹ nữ xà. Đương nhiên đây là đang xem nàng nửa người trên thời điểm, nhưng ánh mắt rơi xuống Medusa bảy màu đuôi rắn lúc sau, Dương Nghị Vân liền cả người một run run, hắn đối loài rắn từ nhỏ liền có điểm sợ hãi trong lòng. Một chút liền đem tốt đẹp ảo giác đánh vỡ. Medusa mỹ là máu lạnh chi mỹ. Dương Nghị Vân trong lòng báo cho chính mình đây là một cái mỹ lệ rắn độc, không có việc gì vẫn là thiếu nghĩ cách hảo. Thích hợp làm nhận lấy tùy tùng, cái khác vẫn là thôi đi. Medusa thả ra sau mềm như bông ghé vào trên mặt đất, thoạt nhìn suy yếu bất kham. Dương Nghị Vân trở tay vung lên, một giọt sinh mệnh chi thủy, trực tiếp xuất hiện phiêu phù ở Medusa trước mắt nói, ăn vào này một giọt thần thủy, đối với ngươi khôi phục có trợ giúp. Đây là Dương Mẫu Nhân khống chế Medusa đạo thứ hai thủ đoạn. Hắn tin tưởng Medusa sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên Medusa gian nan ngẩng đầu vừa thấy, hai tròng mắt chung sáng ngời, nàng cảm nhận được này một giọt màu tím giọt nước chung ẩn chứa cuồn cuộn sinh cơ chi lực, đích xác đối nàng khôi phục có rất lớn trợ giúp. Bản mạng yêu hồn đều giao cho Dương Nghị Vân, nàng cũng không có gì kiêng kỵ, há mồm liền nuốt vào sinh mệnh chi thủy. Một phen chiến đấu xuống dưới, nàng đều hư thoát. Đích xác yêu cầu cường đại sinh cơ tới khôi phục. Giống. Nuốt vào sinh mệnh chi thủy một khắc, Medusa phát ra một tiếng mang theo thống khổ kêu thảm thiết. Toàn thân bảy màu đại tác phẩm, chói mắt vô cùng, thành một cái kén. Một bên xa hồ bà đồng tử co rụt lại, hai tròng mắt tỏa sáng, nhìn về phía Dương Nghị Vân, nàng tu vi cường đại tự nhiên nhìn ra Dương Nghị Vân cấp Medusa này một giọt thần thủy tràn ngập cường đại sinh cơ, ở Medusa ăn vào đi sau. Cư nhiên cải thiện Medusa huyết mạch, đây là bất luận cái gì một cái yêu tộc đều không thể ngăn cản dụ hoặc. Dương Nghị Vân cười hắc hắc, còn có cuối cùng hai giọt, cho các người đi. Vung tay lên lại là hai giọt sinh mệnh chi thủy, phân biệt bay về phía Sa Hồ bà cùng Sa Hồ thánh nữ. Đa tạ thiên chúa. Sa Hồ bà đôi mắt đại lượng, vội vàng nói lời cảm tạ, nói xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sa Hồ thánh nữ nói, đây là đại tạo hóa nhưng cải thiện huyết mạch. Nói không chừng còn có thể tiến hóa một lần, còn không mau cảm ơn thiên chúa. Sa Hồ thánh nữ lúc này mới đi theo nói lời cảm tạ, đa tạ thiên chúa. Bà làm nàng xưng hô thiên chúa, chỉ có thể đi theo, dù sao phía trước bà cũng nói Dương Nghị Vân là Sa Hồ tộc nhiều thế hệ chờ thiên mệnh giả, ngày sau là Sa Hồ tộc chi chủ, đảo cũng không có gì khó xử. Chủ yếu là Dương Nghị Vân lấy ra giọt nước, đích xác có thể cải thiện huyết mạch. Điểm này Sa Hồ thánh nữ cũng từ Medusa trên người cảm nhận được. Không cần khách khí, không cần khách khí, đều là người một nhà, hắc hắc Dương Mẫu Nhân trong lòng mừng rỡ, đều ăn vào đi, ăn vào sau liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Một năm lúc sau, Medusa cùng Sa Hồ bà, Sa Hồ thánh nữ ba người hấp thu xong rồi sinh mệnh chi thủy. Tu vi càng cao hấp thu thời gian muốn chậm một chút, tuy rằng huyết mạch không có tiến thêm một bước tiến hóa, nhưng lại đều có tăng lên. Đối yêu tộc tới nói, huyết mạch tăng lên liền đại biểu cho thiên phú thêm vào, đặc biệt là các nàng cái này cấp bậc tới nói, quả thực là có thể so với lên trời,
tưởng lại tiến thêm một bước cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Cái này dùng Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy sau, huyết mạch tăng lên một đoạn, tương đương các nàng tu luyện thiên phú tăng lên, về sau còn có thể tại tiến thêm một bước, này quả thực cùng thần thoại giống nhau. Sau đó sao? Hắc hắc, Dương Mẫu Nhân nhếch miệng cười, từ đây lúc sau bên người nhiều tới hai tôn thiên đạo cấp bậc đại thần, cùng một tôn thượng vị pháp thần. Tuy rằng sinh mệnh chi thủy đối với các nàng ba cái có tiến thêm một bước khống chế, nhưng đối kết quả này đều có thể tiếp thu. Đối Medusa tới nói, yêu hồn đều phải đi ra ngoài, ở nhiều một tầng khống chế nàng không sao cả. Mà Sa Hồ bà bà cùng Sa Hồ thánh nữ, bản thân liền chờ thiên mệnh giả xuất hiện, thiên mệnh giả chính là các nàng đi theo đối tượng là chủ nhân, đồng dạng như thế. Ngược lại đối Dương Nghị Vân đều tràn ngập cảm kích, làm các nàng huyết mạch thiên phú tăng lên, về sau đại đạo chi lộ có thể lại tiến thêm một bước. Đến tận đây, Dương Mẫu Nhân mục tiêu chín đại thiên đạo, có hai tôn. Kế tiếp Dương Nghị Vân thả ra ngọc là lướt cùng đằng xà đám người, tiếp tục đi trước, yêu thần đạo cung vẫn là muốn đi, dành nhân sâm quả trợ giúp ngọc là lướt khôi phục cái này mục tiêu sẽ không thay đổi. Liệt Dương sa mạc thần cảnh chung hai đại đầu sỏ thu nạp, làm Dương Mẫu Nhân ở Liệt Dương sa mạc có thể đi ngang, đi ra ngoài tự nhiên đã không là vấn đề. Có Sa Hồ bà bà và Medusa này hai tôn thiên đến cấp bậc cường giả ở, hết thảy đều không phải vấn đề. 10 ngày lúc sau bọn họ liền đi ra Liệt Dương sa mạc. Đi thời điểm, bên người nhiều Medusa cùng Sa Hồ bà bà cùng với Sa Hồ thánh nữ, còn có toàn bộ Sa Hồ tộc. Đến nỗi rắn hổ mang nhất tộc, Medusa căn bản liền không tính toán mang đi, hơn nữa liền tính là muốn mang, Dương Nghị Vân cũng sẽ không muốn. Còn ở Medusa căn bản chính là cổ quái tính cách, tựa hồ đối xà nhân cũng không có gì tình cảm, công đạo cũng chưa công đạo liền đi theo Dương Nghị Vân đi rồi. Đến nỗi Sa Hồ tộc, đó là không giống nhau. Toàn bộ Sa Hồ tộc cũng không có bao nhiêu người khẩu, thêm lên liền trên dưới 100 cái, xem như thực thưa thớt. Hơn nữa dựa theo Sa Hồ bà nói, các nàng nhất tộc vốn dĩ chính là đang đợi chờ Dương Nghị Vân cái này thiên chúa xuất hiện, Sa Hồ tộc cũng không xem như Liệt Dương sa mạc thần cảnh nguyên trụ dân chỉ có rắn hổ mang tộc, hiện tại Dương Nghị Vân cái này thiên chúa xuất hiện, tự nhiên muốn đi theo rời đi. Trên dưới 100 cái Sa Hồ tộc người cũng không nhiều lắm, cùng nhau mang theo rời đi đó là. Đối với Dương Nghị Vân tới nói không thành vấn đề, trực tiếp đem Sa Hồ tộc thu vào càn khôn hồ không gian mang đi. Chút nào không ảnh hưởng, hơn nữa vẫn là chuyện tốt. Sa Hồ tộc rời đi Liệt Dương sa mạc thần cảnh toàn bộ liền về xà nhân tộc, đây cũng là Medusa yên tâm rời đi nguyên nhân. 10 ngày lúc sau đi ra Liệt Dương sa mạc, đại đội nhân mã tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. To lớn lửa cháy sa mạc có hai tôn thiên đạo cấp bậc cường giả tọa chấn, đi ra ngoài thời điểm cái gì phiền toái cũng chưa, không nói cái khác chỉ cần Sa Hồ thánh nữ thả ra hơi thở trong sa mạc rất nhiều sinh linh đều sẽ cách thật xa né xa ba thước. Cho nên Dương Nghị Vân đoàn người đi ra ngoài thời điểm vô cùng thuận lợi, gần 10 ngày liền đi ra ngoài. Đương nhiên bước tiếp theo chính là Hoang Hải, xuyên qua Hoang Hải lúc sau, tìm được rồi thông hướng yêu thần đạo cung đảo nhỏ, liền có thể đi vào yêu thần đạo cung. Từ không trung thần thành càn khôn cốc xuất phát, đến đi ra Liệt Dương sa mạc không sai biệt lắm đi qua 6 năm thời gian, chủ yếu là ở Liệt Dương sa mạc thần cảnh thời điểm cùng xà nhân tộc dây dưa dài quá điểm, thời gian sẽ ở bất chi bất giác chung qua đi. Dư lại 3 năm nhiều thời gian, kế tiếp lộ xem như dư lại 1/3, đối Dương Nghị Vân tới nói hiện tại một chút đều không cần sốt ruột, bởi vì có hai tôn thiên đạo cấp bậc siêu cấp thủ hạ, đối với sớm trên đường phát sinh bất luận cái gì sự kiện đều có thể đủ giải quyết. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng chút nào. Đương nhiên toàn bộ đội ngũ quyền chỉ huy còn ở Hoàng Thư Lang trên tay, ở tính kế cùng dùng não phương diện nhưng đều không phải thực lực tu vi là có thể giải quyết. Hơn nữa nhọc lòng chỉnh thể đại đội ngũ loại sự tình này, kỳ thật cũng là một ít lông gà vỏ tỏi chuyện này, Dương Nghị Vân cũng không có khả năng làm Sa Hồ bà hoặc là Medusa đi quản những việc này. Mặc kệ nói như thế nào, cường giả trước sau phải có cường giả phong phạm. Cho dù là thượng vị cấp bậc pháp thần Sa Hồ thánh nữ, Dương Nghị Vân cũng sẽ không làm nàng đi quản này đó chuyện nhỏ. Sát gà không thể dùng nhiêu đao không phải. Tuy rằng tam tôn đại thần trở thành hắn danh xứng với thực thủ hạ, nhưng Dương Nghị Vân chút nào không dám đối với các nàng có bất kính, thiên đạo cấp bậc cường giả nhìn chung toàn bộ vĩnh hằng thần giới cùng hắn sở tới thần giới đều xem như lông phượng sừng lân tồn tại. Liền phép tính thần cũng đều số đến lại đây. Bực này cường giả chính là chân chính thiên địa chí cường. Nên có tôn kính Dương Nghị Vân một chút đều không phải ít. Đối cùng Dương Nghị Vân thái độ,
Mặc kệ là Sa Hồ bà vẫn là Medusa đều thực vừa lòng. Chỉ thiếu các nàng được đến tôn trọng. Đương nhiên này trong đó Sa Hồ bà hoàn toàn không thèm để ý cái gì, cảm nhận được tôn nghiêm chính là Medusa, rốt cuộc nàng là Dương Nghị Vân mạnh mẽ thu phục, Sa Hồ bà là tự nguyện, thiên nhiên cùng Dương Nghị Vân thân cận. Bất quá Medusa dọc theo đường đi đều một bộ người sống chớ gần hơi thở, Mỹ làm người hốt hoảng trên mặt không hề cảm tình sắc thái, cũng không nói lời nào chính là đi theo phi hành, mà Sa Hồ bà còn lại là và Medusa biểu hiện toàn bộ tương phản, dọc theo đường đi đều vô cùng hiền từ hòa ái biểu tình, nàng bản thân chính là bà lão tướng mạo, làm Dương Nghị Vân cảm nhận được đã lâu thân thiết cảm, tựa hồ có một loại ở nãi nãi trên người mới có thể cảm nhận được thân thiết cảm giác. Nhớ tới nãi nãi Dương Nghị Vân luôn là có chút đau thương, đối với đem hắn lôi kéo đại nãi nãi, Dương Nghị Vân kỳ thật so cha mẹ đều phải thân thiết, đáng tiếc chính là, năm đó nãi nãi qua đời, lấy hắn ngay lúc đó tu vi căn bản là không có nghịch thiên sửa mệnh năng lực, hiện tại nhưng thật ra có, đáng tiếc nãi nãi không còn nữa, thời gian cũng không có khả năng chảy ngược. Nhưng cũng rõ ràng đây là sinh lão bệnh tử bản thân chính là thiên đạo tuần hoàn, đây là đại đạo chi nhất, hắn cũng không có gì tiếc nuối. Thiên đạo có định số, luân hồi chưa chắc là chuyện xấu. Rõ ràng về rõ ràng, nhưng hắn liền tính là tu luyện thành thần, cũng đã lâu là huyết nhục thân hình, là có tình cảm. Cho nên Dương Nghị Vân cùng Sa Hồ bà chi gian đến lúc đó giao lưu vô dụng bất luận cái gì chướng ngại, cũng đi theo Sa Hồ thánh nữ hô bà, coi như khi kêu nãi nãi giống nhau. Cuối cùng chính là Sa Hồ thánh nữ, muốn Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, cái này cường đại thượng vị pháp thần nha đầu từ Ngọc Lả Lướt vừa xuất hiện liền cùng Ngọc Lả Lướt trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Đây cũng là chuyện tốt, Dương Nghị Vân mừng rỡ có người bồi Ngọc Lả Lướt trò chuyện. Mà đằng xà thứ này từ nhìn thấy Medusa lúc sau liền hoàn toàn biến thành người câm, Dương Nghị Vân thậm chí có thể cảm nhận được đằng xà ở Medusa trước mặt đánh tâm nhãn phát run. Tương đối bình thường chính là Hoàng Thư Lang cùng Thổ Tinh Nguyên hai cái, này hai cái đều là biểu hiện thực ổn cái loại này. Hai người một trước một sau giữ gìn đại đội ngũ mạnh mẽ, đem hết thảy đều xử lý mọi mặt chu đáo. Làm Dương Nghị Vân tỉnh không ít tâm. Rốt cuộc tiến vào hồng hoang chung. Lúc này Dương Nghị Vân hỏi Sa Hồ bà nói, bà nhưng đối yêu thần đạo cung hiểu biết nhiều ít. Sa Hồ bà hơi hơi một đốn, sắc mặt nhiều ít có chút ngưng trọng nói, thiên chúa ngươi chuyến này chẳng lẽ là đi trước yêu thần đạo cung. Đối với lần này mục đích địa Dương Nghị Vân cũng không có đối Sa Hồ bà và Medusa nói lên, lúc này tiến vào hoang hải lúc sau mới hỏi về yêu thần đạo cung. Nếu hiện tại nói lên, Dương Nghị Vân cũng liền không tính toán che giấu, đều xem như người một nhà, nói ra làm Sa Hồ bà và Medusa nghe một chút, cũng hảo có cái chủ ý, rốt cuộc này hai tôn chính là chân chính đại thần, cùng yêu thần đạo cung cung chủ một cái cấp bậc tồn tại. Đương nhiên nói lời nói tới. Thiên đạo cấp bậc cũng muốn chia làm vài cái cấp bậc. Tiến vào thiên đạo cảnh giới đây là cái này đại cảnh giới nhập môn, lúc sau đó là lĩnh ngộ năm đạo quy tắc áo nghĩa, như thời không, sinh mệnh, tử vong, hắc ám, quang minh. Lại lúc sau đó là hợp đạo giai đoạn, đem năm đại quy tắc áo nghĩa lẫn nhau dung hợp, cuối cùng năm đại quy tắc áo nghĩa về một, đó là siêu thoát. Cho nên nói kế hoạch lên, thiên đạo cảnh giới là thực khổng lồ. Cũng là có cao thấp cấp bậc chi phân. Tỷ như Sa Hồ bà chính là thiên đạo cảnh giới lúc ban đầu kỳ, nàng còn không có lĩnh ngộ đến quy tắc áo nghĩa. Mà Medusa lại là muốn so Sa Hồ bà cường một ít, đã chạm đến năm đại quy tắc áo nghĩa một trong số đó, tiến vào đệ nhị giai đoạn. Nhưng khoảng cách hợp đạo cấp bậc vẫn là khác nhau như trời với đất. Cho nên thiên đạo cảnh giới chỉ là một cái đại khái chẳng qua cách nói, chỉ có này đó chân chính đạt tới thiên đạo cảnh giới cường giả mới rõ ràng này trong đó chênh lệch nơi. Sa Hồ bà đúng là rõ ràng trong đó chênh lệch cho nên không sốt ruột trả lời, hỏi lại Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân cũng lần này cũng liền đúng sự thật nói ra, từ đầu bắt đầu, đem hắn cuối cùng muốn đi yêu thần đạo cung thu hoạch nhân sâm quả muốn khôi phục Ngọc Lả Lướt sự giảng thuật cấp Sa Hồ bà nghe, đương nhiên còn có Medusa, hắn biết Medusa không nói lời nào nhưng lại có thể nghe được đi vào. Chờ Dương Nghị Vân nói xong. Sa Hồ bà nghiêm túc nói, thiên chúa ta cùng rắn độc rất ít đi chú ý quá ngoại giới, đối với vĩnh hằng thần giới tam đại nói cung cũng lược có nghe thấy, nhưng hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá ba đạo nói cung tồn tại lịch sử đã lâu, tất nhiên đều không phải tiểu thế lực có thể so, đầu tiên tam đại nói cung cung chủ đều là thiên đạo cấp bậc tồn tại, nghe nói đều là thiên đạo cảnh năm đại quy tắc áo nghĩa cường giả, liền tính là lĩnh ngộ trong đó một loại quy tắc áo nghĩa cường giả, cũng tất nhiên cường đại vô cùng. Muốn so với ta cùng rắn độc cường hãn.
đi hướng yêu thần đạo cung được không, nhưng không thể cường tới, nếu không sợ là sẽ có đại phiền toái, thiên chúa còn cần cẩn thận đối đãi mới là, đương nhiên mặc kệ thiên chúa làm ra cái dạng gì quyết định, lão thân đều là duy trì. Sa hồ bà biểu đạt chính mình quan điểm, cũng coi như là ở Dương Nghị Vân trước mặt tỏ thái độ, hắn sẽ duy trì Dương Nghị Vân. Chỉ có giờ phút này Medusa tuy rằng không nói gì, nhưng Dương Nghị Vân phát hiện nàng phi hành tốc độ chậm lại xuống dưới, này thuyết minh nàng đang nghe Dương Nghị Vân cùng Sa hồ bà nói chuyện. Không mở miệng không đại biểu bất biến thái, bất quá Medusa là không lựa chọn, liền tính là xuống địa ngục nàng cũng muốn đi theo, ai làm nàng là Dương Nghị Vân mạnh mẽ thu phục đâu. Đối với Sa hồ bà như thế trịnh trọng nói, Dương Nghị Vân tự nhiên rõ ràng, nhếch miệng cười cười nói, bà đừng lo, không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không cùng yêu thần đạo cung trở mặt. Chân chính mục đích vẫn là vì nhân sâm quả mà thôi, bực này thần vật nghe đồn việc có cường giả mang đi yêu thần đạo cung muốn đổi lấy cái gì thần vật, chúng ta có thể nghĩ cách, có thể không cần cường tự nhiên là không thể cành mẹ đẻ cành con. Bà nhưng đối nhân sâm quả có hiểu biết sao, đối với khôi phục ngọc là lướt nhưng có trợ giúp. Dương Nghị Vân nói chuyện trông được giống nhau cùng Sa hồ thánh nữ ở bên kia chuyện trò vui vẻ ngọc lả lướt. Sa hồ bà gật gật đầu nói, lả lướt cô nương tình huống thoạt nhìn, đích xác yêu cầu nhân sâm quả kia chờ trí bảo, nhân sâm quả có thể danh liệt thần giới 10 đại thần quả, tự nhiên không giống bình thường, nếu là có thể được đến nhân sâm quả tất nhiên có thể trợ giúp lả lướt cô nương. Dương Nghị Vân nghe Sa hồ bà như thế vừa nói trong lòng đại định, nghiêm túc nói, lần này yêu thần đạo cung hành trình. Nhân sâm quả ta chí tại tất đắc, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới đều sẽ không tiếc, nếu là thật xuất hiện cái gì biến cố, đến lúc đó hết thảy còn cần dựa vào bà các ngươi nhị vị. Những lời này Dương Nghị Vân cũng là đối Medusa nói. Thiên chúa chiết sát lão thân, thiên chúa ý chí chính là lão thân sứ mệnh, chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ, còn thỉnh thiên chúa yên tâm. Sa hồ bà rất rõ ràng hiện tại nàng mệnh đều là Dương Nghị Vân, huống chi từ hỗn độn chung xuất thế thời điểm. Dương Nghị Vân chính là Sa hồ chi chủ nhân ý chí chính là nàng sứ mệnh, những lời này cũng không phải là tùy tiện nói mà thôi. Nàng rõ ràng hơn Dương Nghị Vân nói như vậy chính là tôn trọng nàng, đây là chiếu cố nàng mặt mũi, Dương Nghị Vân hoàn toàn có thể trực tiếp hạ mệnh lệnh, nhưng lại nghiêm túc thỉnh cầu, này phân tôn trọng ở, cái này chủ nhân liền không nói không. Sa hồ tộc vận mệnh giao cho hắn, không lỗ. Mà lúc này vẫn luôn không nói gì Medusa cũng nói, ta không thành vấn đề. Lời nói thực đoản, nhưng lại biểu lộ thái độ, Medusa lại làm sao không rõ đây là Dương Nghị Vân tôn trọng, tự nhiên là muốn tỏ thái độ, ai làm nàng hiện tại trở thành Dương Mẫu Nhân phó đâu. Như vậy đa tạ nhị vị. Giờ khắc này Dương Mẫu Nhân thiệt tình nói lời cảm tạ. Hắn biết bất luận cái gì sự tình trước nay liền không có thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi trong lòng tưởng rất tốt đẹp, nhưng không nhất định liền chân chính tốt đẹp. Ai biết lần này đi yêu thần đạo cung sẽ hết thảy thuận lợi. Bất quá có thể được đến Sa hồ bà và Medusa này hai tôn thiên đạo cấp bậc cường giả hứa hẹn, hắn chuyến này sẽ trong lòng đại định. Chỉ cần là nhân sâm quả xuất hiện ở yêu thần đạo cung hắn sẽ không tiếc đại giới thậm chí ở tất yếu thời điểm có thể không từ thủ đoạn đều phải được đến, nếu không hắn hao hết chắc trở thời gian dài như vậy mưu hoa chẳng phải là đều uổng phí. Đây là hắn không cho phép. Suy xét sự tình muốn khảo sát chu đáo. Đầu tiên đem nhất hư tình huống dự tính đi vào luôn là không sai. Đương nhiên hắn cũng không phải cái loại này hạng người lỗ mãng, có thể ảm đạm không việc gì hòa bình được đến nhân sâm quả do đó bất động vũ lực, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu là có cái gì trở ngại, hắn không tiếc một trận chiến. Nhất định phải được đến nhân sâm quả giúp Ngọc Lả Lướt khôi phục không thể, đây là hắn làm một người nam nhân đối Ngọc Lả Lướt hứa hẹn, cũng là hắn nên làm. Hoang hải rất lớn thực cuồn cuộn. Trên biển hoàn cảnh cũng là sóng gió mãnh liệt mạo hiểm vô cùng, ngay từ đầu đụng tới sóng biển gió lốc từ từ, Hoàng Thư Lang cùng 300 vệ đội, còn có thể ứng phó. Một tháng sau tiến vào biển sâu hết sức, rốt cuộc khó có thể ứng đối. Ngày nay, trên biển phía chân trời phong vân đại tác phẩm dựng lên. Sóng biển tạo nên mấy chục trượng cao, phía chân trời phía trên mây đen đền bù, ngay sau đó đụng phải mưa to tầm tã tình huống. Ầm vang. Bỗng nhiên chi gian một tiếng sấm vang vọng thiên địa. Lại là ở ngay lập tức chi gian, không hề dấu hiệu có mấy ngàn nói lôi đình tia chớp từ trên trời giáng xuống. 300 vệ đội nháy mắt có mấy chục người bị lôi đình đánh trúng, cơ hồ đều không kịp cứu giúp, kêu thảm rơi xuống vào bọt sóng ngập trời biển rộng chung, thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, bị nhộn nhạo mấy trăm trượng chi cao sóng biển cắn nuốt.
Thiên Chúa là sóng thần lôi đình, làm vệ đội đều đến đằng xà trên lưng tới, bọn họ tu vi quá thấp ngăn không được. Sa Hồ bà bà lớn tiếng mở miệng. Đang nói chuyện hết sức, nàng đối với đầy trời lôi đình bỗng nhiên huy động một kích trong tay quải trượng, tức khắc ầm vang một chút, Sa Hồ bà bà quải trượng kim quang đại tác hình thành một cái cây số phạm vi kim sắc kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Ầm ầm ầm, răng rắc sát. Liền ở Sa Hồ bà bà bày ra kết giới đem mọi người đều bao phủ ở trong đó thời điểm, phía chân trời phía trên lôi đỉnh gió lốc tựa hồ bị làm tức giận giống nhau. Hoàng thư lang làm đại gia thu nạp lại đây. Dương Nghị Vân trước tiên hô to hạ lệnh, đồng thời đằng xà thét dài một tiếng thân hình biến hóa tới rồi vài trăm thước chi trường. Hoàng thư lang cùng Thổ Tinh Nguyên cũng có phối hợp ăn ý ở Dương Nghị Vân hạ lệnh phía trước liền mang theo hơn 200 vệ đội bay vào tới rồi đằng xà trên lưng. Có Sa Hồ bà bà và Medusa hai tôn siêu cấp đại thần ở tự nhiên sẽ không làm dư lại những người này bị thương. Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua phía dưới sóng gió mãnh liệt biển rộng, trong lòng có chút đau thương, rốt cuộc mấy chục danh thần vệ, nháy mắt liền táng thân hoang trong biển, hắn có thể cảm nhận được những cái đó thần vệ đã vô dụng sinh cơ. Chủ yếu là hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, mọi người căn bản là không kịp phản ứng, liền tính là Sa Hồ bà bà và Medusa cũng chưa tới kịp ra tay. Lại một cái Dương Nghị Vân cảm nhận được hoang trong biển chất chứa cuồng bạo vô cùng phá hủy lực lượng, căn bản liền không phải những cái đó thần vệ có thể ngăn cản trụ. Cứ việc trong lòng tiếc hận, nhưng lại cũng không làm nên chuyện gì, kế tiếp phải bảo vệ hảo dư lại này đó thần vệ mới là lẽ phải. Từ một màn này cũng làm Dương Nghị Vân thấy được vĩnh hằng thần giới hoàn cảnh ác liệt một mặt, mặc kệ ở kia một giao diện, thiên nhiên thiên uy vĩnh viễn là vô địch cường đại, cho dù là cao giai thần nhân vậy khó có thể đoán trước cùng loại kém. Đây cũng là vì cái gì mỗi một cái thần linh đều ở theo đuổi siêu thoát căn bản. Không có siêu thoát thần linh trước sau ở tam giới ngũ hành trong vòng, liền ngăn cản không được thiên uy chi lực. Một màn này làm Dương Nghị Vân đối thiên địa gia tăng một phần kính sợ chi tâm, cũng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Phía trước hắn còn ở vì bước vào thần chủ chi cảnh đắc chí, nhưng giờ khắc này lại là loại này đắc chí biến mất không còn một mảnh. Đương nhiên đối với trước mắt xuất hiện sóng thần lôi đình hắn cũng không có cảm thấy quá mức sợ hãi, bởi vì giờ phút này Sa Hồ bà bà đã ra tay, có phòng bị lúc sau, hắn tin tưởng này đó ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, thiên đạo cấp bậc cường giả là có thể ứng đối. Từ giờ phút này kết giới là có thể nhìn ra tới. Sa Hồ bà bà có tuyệt đối thực lực ngăn cản trụ lôi đình chi uy. Hơn nữa Medusa cái này so với Sa Hồ bà bà còn mạnh hơn thượng một đường mỹ nữ xà không ra tay đâu. Bất quá, cũng đúng là bởi vì Medusa không có ra tay, làm Dương Nghị Vân nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, này mỹ nữ xà có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn không phục, liền bởi vì bị mạnh mẽ thu phục, liền không nghĩ xuất lực. Liền ở trong lòng hắn mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, lại thấy Medusa toàn thân lập lòe bảy màu thần quang, nháy mắt chạy ra khỏi Sa Hồ bà bà bày ra kết giới, nhảy phóng lên cao, thẳng đến đầy trời lôi đình. Hơn nữa mở miệng nói cáo giả bổn tọa không hiếm lạ người phá màn hào quang bảo hộ. Dứt lời chi gian Medusa toàn thân bảy màu thần quang bùng nổ, chói mắt như liệt dương, phát ra một tiếng thét dài, tê. Giống. Lại là ở nháy mắt hóa thân thành che trời thân hình, ở Dương Nghị Vân trong mắt Medusa lần này biến thân to lớn, sợ là mấy vạn mễ chi thật lớn. Bỗng nhiên há mồm một tiếng thét dài dưới, thiên địa phong vân biến sắc, làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là... Ngay sau đó Medusa tại hạ một khắc trực tiếp một ngụm nuốt hút dưới, đầy trời lôi đình lại là ở chớp mắt dưới bị nuốt vào thật lớn vô cùng miệng chung. Liên quan đầy trời mây đen biến mất không thấy. Theo đầy trời mây đen biến mất không thấy, lôi đình biến mất, phía chân trời phía trên xuất hiện liệt dương ánh sáng. Lập tức liền biến thành tinh không vạn lý, gió êm sóng lặng. Giờ khắc này mặc kệ là Dương Nghị Vân khiếp sợ, ngay cả Sa Hồ bà đều ánh mắt lập lòe. Có lẽ là đối Medusa thế lực cường đại tán thành đi. Mà những người khác liền càng không cần phải nói, tất cả đều trừng lớn trong mắt. Tựa hồ chưa từng có người tưởng tượng quá, thế gian thế nhưng còn có như vậy cường giả một ngụm cắn nuốt thiên địa chi uy tình huống đi. Đồng dạng thân là xà tộc đằng xà, nhìn xoay quanh ở phía chân trời phía trên Medusa, giờ khắc này là nói thẳng nước miếng, nhưng trong ánh mắt lại là tràn ngập hướng về chi sắc. Dương Nghị Vân nhìn Medusa thân thể cao lớn ở vầng sáng chợt lóe lúc sau lại khôi phục xà nhân tâm thái, người bình thường lớn nhỏ sau, trong lòng tràn đầy chính là may mắn. Hắn hiện tại đã biết rõ ở liệt dương sa mạc thần cảnh chung có thể trấn áp xuống dưới Medusa thật sự là có vận khí chia làm ở bên trong, hoặc là nói là có hỗn độn chung cùng Sa Hồ bà tồn tại,
chỉ có thể nói là may mắn trấn áp này mỹ nữ xà, nếu là không có hỗn độn chung, Dương Nghị Vân rất khó tưởng tượng sẽ là một cái dạng gì kết quả. Medusa thực lực hắn vô pháp tưởng tượng. Đồng dạng mặt khác, hắn đối chính mình hỗn độn chung cũng có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Cường đại như Medusa cuối cùng vẫn là bị hỗn độn chung cấp triển đè ép xuống dưới, này thuyết minh hỗn độn chung thật là siêu nhiên vật vị trí bảo. Đây là đến từ nguyên thần thiên phú thần thông cùng sa hồ tộc bảo hộ hỗn độn chung hợp hai làm một, thành tựu trí cao vô thượng trí bảo tồn tại. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân có chút hưng phấn. Có thể tưởng tượng trong tương lai, theo hắn tu vi tăng lên thực lực tăng mạnh, sử dụng hỗn độn chung uy lực tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại, nói cách khác hắn tương lai hoàn toàn có khả năng trấn áp thiên đạo cấp bậc cường giả. Cái này ý tưởng ra tới, làm hắn nội tâm đều có chút run rẩy. Đương nhiên là kích động run rẩy. Rốt cuộc hắn nắm giữ một kiện siêu việt thiên đạo cấp bậc chí bảo. Với hắn mà nói, đối với tương lai cùng đế tôn vô thượng số mệnh chi chiến, lại tăng thêm một cái đại sát khí. Đây là chuyện tốt. Chủ nhân yêu thần đạo cung đánh dấu cái kia đảo nhỏ xuất hiện. Liền ở Dương Nghị Vân như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại hết sức, bên tai vang lên Hoàng Thư Lang thanh âm. Lúc này hắn mới hoàn hồn, thu hồi mãn đầu óc phán đoán, theo Hoàng Thư Lang ngón tay nhìn lại, quả nhiên ở hải mặt bằng cuối, xuất hiện một tòa lấp lánh sáng lên đảo nhỏ, đúng là yêu thần đạo cung thư mời thượng ghi lại cái kia đảo nhỏ. Thật đúng là, Dương Nghị Vân nói thầm một câu, kế tiếp một hàng thẳng đến đảo nhỏ. Một tòa thật lớn đảo nhỏ, liền tọa lạc ở hoang hải chỗ sâu trong, tứ phía hoàn hải, thoạt nhìn như là một tòa cô đảo giống nhau. Thực mau đằng xà mang theo đại gia rừng ở trên đảo nhỏ. Giờ phút này ở trên tòa đảo nhỏ này đều đã tồn tại rất nhiều thần linh. Một đám đều hơi thở cường đại, tất cả đều ở đảo nhỏ trung ương mảnh đất trên quảng trường. Ở quảng trường trung ương còn lại là có một tòa lưỡng nghi đại môn. Có thể cất chứa mấy chục vạn thần linh thật lớn trên quảng trường, giờ phút này nhìn qua có loại biển người tấp nập náo nhiệt. Xem như đem khoảng cách yêu thần đạo cung thịnh hội thời gian còn có nửa năm thời gian, tựa hồ tiến vào yêu thần đạo cung đại môn còn không có mở ra. Mọi người đều đang đợi chờ chung. Dương Nghị Vân làm Medusa cùng Sa Hồ bà thu hồi hơi thở, điệu thấp hành sự liền hảo, hắn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, khiến cho không cần thiết phiền toái, nếu là bên người xuất hiện hai tôn thiên đến cấp bậc cường giả, hắn tất nhiên sẽ trở thành chói mắt tồn tại. Ở không có được đến nhân sâm quả phía trước, vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Bao gồm Sa Hồ thánh nữ cái này thượng vị pháp thần Dương Nghị Vân đều làm nội liếm hơi thở, hết thảy điệu thấp liền hảo. Bất quá có hơn 200 vệ đội chỉnh tề mở đường, đằng xa vì tọa kỵ, một đường qua đi vẫn là làm quảng trường một ít thần linh tránh ra con đường. Dùng Hoàng Thư Lang nói bài sản là tất yếu, tốt xấu là một phương bá chủ, có thể tới tham gia yêu thần đạo cung thịnh hội không hề nghi ngờ đều đem là một phương đại thần cùng một phương bá chủ, thiếu tất yếu phô trương ngược lại sẽ bị người khinh thường, cái này phô trương xem như bình thường. Hơn nữa rất điệu thấp, bởi vì đích xác thành công ngàn thượng vạn đội ngũ thế lực tồn tại. Mấy trăm thần linh đích xác xem như điệu thấp. Dương Nghị Vân tưởng điệu thấp, nhưng cố tình nhận việc cùng nguyện vi. Mới vừa đi không bao lâu, còn không có đi đến quảng trường trung ương cái kia lưỡng nghi trước cửa, đã bị đuôi mù gấp cản lại. Trọng điểm là vẫn là hướng về phía Ngọc Lả Lướt cùng Sa Hồ Thánh Nữ thậm chí là Medusa mà đi. Vốn dĩ Dương Nghị Vân thực hỏa đại, xem ngẫm lại vẫn là không ra tiếng, bởi vì tìm phiền toái chính là bôn tam nữ dung mạo đi. Này trong đó chính là có Medusa ở. Đơn giản hắn xem diễn, nếu điệu thấp không được vậy cao điệu đi. Làm Medusa cấp này đó đuôi mù yêu nghiệt một ít giáo huấn cũng hảo. Ai u ba vị nữ thần có lễ, tại hạ thần ma nói cung tả cung chủ chi tử Lăng Thiên Tử, yêu thần đạo cung mở ra còn có nửa năm thời gian, ta lại là có thể trước tiên tiến vào yêu thần đạo cung, ba vị nữ thần có không cùng đi trước a? Phi thường đáng khinh một người nam tử, chặn đường đi. Hơn nữa ánh mắt không chút nào che giấu lửa nóng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Medusa cùng Sa Hồ Thánh Nữ, Ngọc Lả Lướt ba người trên người. Dương Nghị Vân nghe được lúc sau tức khắc hỏa đại, nhưng hắn nhìn đến Medusa lúc sau, đem trong lòng hỏa khí lại đè ép xuống dưới, bởi vì hắn biết Medusa chính là một cái mỹ nữ rắn độc, nàng độc cùng nàng dung mạo giống nhau tuyệt. Cái này vương bát đản cư nhiên dám đùa giỡn tam nữ, thật sự là chán sống vị. Nếu muốn tìm chết, vậy làm Medusa thành toàn hắn. Thiên đạo cường giả tôn nghiêm thích xung mạo phạm. Còn nói là ai ăn gan hùm mật gấu, phục hồi tinh thần lại mới biết được, nguyên lai là có bối cảnh ngốc nghếch. Vĩnh hằng thần giới tam đại nói cung,
có yêu thần đạo cung, thần ma nói cung, thạch mộc đạo cung. Mở miệng đùa giỡn Medusa ngốc nghếch tự xưng là thần ma nói cung tả cung chủ chi tử, điển hình ma thần nhị đại, cũng khó trách sẽ như thế nói năng lỗ mãng. Lúc này bốn phía thần linh rất nhiều, cũng không thiếu người hiểu chuyện thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nghị luận. Ai đáng tiếc, lại có ba cái nữ thần muốn tao ương. Cũng không phải là sao, gặp phải thần ma nói cung mười đại ôn thần chi nhất, có thể không tao ương mới là lạ. Nhị vị tiền bối thần ma nói cung chi danh tại hạ nghe nói qua, nhưng mười đại ôn thần lại là không nghe nói, là cái gì khó lường tồn tại sao? Thần ma nói cung mười đại ôn thần ngươi cũng chưa nghe nói, như thế nào hỗn đến nơi đây tới? Phía trước một người trong lời nói tràn ngập khinh bỉ, nhưng vẫn là mở miệng nói cái gọi là mười đại ôn thần, chỉ chính là tam đại nói cung chi nhất thần ma nói cung, các đại cao tầng phía sau lưng con nối dõi, liền tỉ như trước mắt cái này Lăng Thiên Tử, chính là thần ma nói cung tả phó cung chủ ấu tử, ỷ vào là thần ma nói cung tả phó cung chủ chi tử, quả thực đúng vậy hoành hành ngang ngược không chuyện ác nào không làm. Đặc biệt là cái này Lăng Thiên Tử ở thần ma nói cung mười đại ôn thần trung danh liệt đệ nhị hư, nhất háo sắc, có vô số nữ yêu ma tinh quái đều bị hắn cấp đùa chết, này ba cái nữ thần cũng không biết là cái kia thế lực xuất thân, nếu là thế lực lớn xuất thân có lẽ Lăng Thiên Tử còn có thể kiêng kỵ một vài, nếu là không có gì bối cảnh hoặc thực lực, bị Lăng Thiên Tử này tôn ôn thần theo dõi, kia cần phải tao ương. Dù sao cũng phải tới nói thần ma nói cung mười đại ôn thần mỗi một cái thứ tốt, một cái so một cái hư. Các người chư vị đều tiểu tâm đi, dưới tòa có xinh đẹp nữ đệ tử gì đều tàng hảo đi. Ta nhận được ba cái nữ thần nơi thế lực cờ xí, tựa hồ là một tòa tiểu thần ra tới, gọi là gì không trung thần thành, thành chủ là cái thần chủ cấp bậc, như vậy thần thành thế lực ở vĩnh hằng thần giới không có 1000 cũng có 800, ba cái nữ thần tuyệt đối muốn tao ương. Ai hảo cải trắng đều làm heo cùng. Ai nói không phải đâu. Hư đều nhỏ giọng điểm đi. Trừ bỏ mặt khác hai đại nói cung cùng một ít cổ xưa tồn tại, không cái kia thần linh dám đắc tội thần ma nói cung, loại sự tình này mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Đúng vậy, tam đại nói cung chính là vĩnh hằng thần giới chúa tể thế lực, ai lại có biện pháp nào đâu. Muốn ta nói a, lúc này hẳn là xin giúp đỡ yêu thần đạo cung, chỉ cần yêu thần đạo cung đại môn mở ra, yêu thần đạo cung người xuất hiện, Lăng Thiên Tử cũng không dám sằng bậy. Tính thời gian còn có nửa năm thời gian yêu thần đạo cung đại môn mới có thể mở ra đâu. Chưa chắc, thời gian chỉ là một cái quy định trong lúc, dĩ vãng đều là trước tiên mở ra, dựng lên như thần ma nói cung cùng thạch mộc đạo cung cùng với những cái đó cổ xưa thần tộc xuất hiện, đều có thể trước tiên bị yêu thần đạo cung nghênh đi vào, nói không chừng nói cung đại môn liền phải mở ra. Chỉ mong đi. Từng tiếng nghị luận truyền vào tới rồi Dương Nghị Vân trong tai, cái này hắn càng yên tâm, dân ý đều thảo muốn người này. Bị đánh chết cũng liền bình thường. Nghe tới cái này Lăng Thiên Tử cư nhiên vẫn là cái gì mười đại ôn thần chi nhất, có chút ác danh, tu vi cảnh giới Dương Nghị Vân nhìn thoáng qua cư nhiên là cái sơ cấp thần chủ, cùng hắn giống nhau tu vi. Cái này làm cho Dương Nghị Vân trong lòng cảm thán, tam đại nói cung thoạt nhìn đích xác bất phàm, tùy tiện ra tới một cái ác nhị đại đều là thần chủ cấp bậc, nội tình lịch sử hồn hậu, xem ra không phải thổi ra tới. Bất quá! Giờ phút này hắn cũng không để bụng trêu chọc thần ma nói cung, dù sao có Medusa cùng Sa Hồ bà ở, liền tính là thần ma nói cung cung chủ ra tới có thể như thế nào. Cái này Lăng Thiên Tử đã bị Dương Nghị Vân đánh vào phải giết sổ đen. Chủ nhân ta đi ăn kia tiểu tử. Đằng xa nhìn Lăng Thiên Tử hung tợn mở miệng, thứ này rốt cuộc có cơ hội vuốt mông ngựa, thấy Lăng Thiên Tử vũ nhục chính là cùng Dương Nghị Vân cùng một nhịp thở ba cái nữ thần, giờ phút này đằng xa nhìn không được mở miệng. Rất có chỉ cần Dương Nghị Vân ra lệnh một tiếng liền nhào lên đi đem Lăng Thiên Tử xé nát tư thế. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, ngươi ngừng nghỉ điểm đi kia hóa tốt xấu là sơ cấp thần chủ, ngươi đi lên cho nhân ra đưa đầu rắn A, hảo hảo xem diễn, Medusa một cái liền nghiền áp toàn trường, dùng không đến ngươi. Hắc hắc, ta này không phải không khí sao đằng xà cười hắc hắc, kỳ thật chính là nói, tỏ lòng trung thành mà thôi. Thiên Chúa, thần ma nói cung thoạt nhìn cũng chẳng ra gì. Phía sau lưng con cháu đều như thế bành trướng, thượng tầng nghĩ đến cũng không phải cái gì hảo mặt hàng Sa Hồ bà híp mắt nói. Dương Nghị Vân nghe Sa Hồ bà nói như thế, tức khắc một nhạc nói, bà sẽ không sợ ta đắc tội thần ma nói cung. Ha ha, đến lúc đó thần ma nói cung người xuất hiện sợ là còn cần bà ngươi ra tay nga. Sa Hồ bà hơi hơi mỉm cười nói, Thiên Chúa nói đùa, chủ nhục thần chết, đạo lý này lão thân vẫn là minh bạch. Thần ma nói cung kia tiểu tử mở miệng hài hước là lướt cô nương, chính là ở vũ nhục Thiên Chúa, lão thân đánh bạc mệnh đi,
cũng hảo bảo toàn Thiên Chúa mặt mũi, với thần ma nói cung là địch cũng không tiếc. Ha ha ha, hảo, có bà lời này, lòng ta liền kiên định. Dương Nghị Vân cất tiếng cười to, khiến cho không ít người đôi mắt. Bất quá thực mau đại gia đôi mắt liền lại lần nữa đặt ở giữa sân mấy cái vai chính trên người. Lúc này Lăng Thiên Tử ngăn lại đường đi, to gan lớn mật giống nhau nhìn chằm chằm Medusa, Ngọc Lả Lướt cùng Sa Hồ Thánh Nữ xem. Vệ đội nhóm muốn xua đuổi Lăng Thiên Tử thời điểm, Medusa lại là vèo chợt lóe thân mình bơi lội đi ra ngoài, xuất hiện ở Lăng Thiên Tử trước người, xem cá chết giống nhau nhìn chằm chằm Lăng Thiên Tử, lạnh giọng nói tự sát, lưu ngươi toàn thây. Dương Nghị Vân nghe được Medusa lời này, trong lòng mừng rỡ, lẩm bẩm, đủ khí phách, đối ta khẩu vị. Bốn phía người sau khi nghe được lại là sửng sốt, hít hà một hơi. Đại gia giờ phút này mới nhìn đến đi ra đại đội nhân mã trung ương Medusa cư nhiên là cái xà nhân, bất quá cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, yêu thần hạng người có rất nhiều, thấy nhiều không trách, đại gia khiếp sợ chính là, Medusa trên cao nhìn xuống Lăng Thiên Tử những lời này. Thực sự khí phách, chưa từng có người dám đối thần ma nói cung người nói như thế. Quả thực là xích quả quả coi rẻ. Mà làm đương sự Lăng Thiên Tử trong lòng càng là phát ngốc, này còn lần đầu tiên có người dám như thế đối hắn nói chuyện. Ngây người qua đi, Lăng Thiên Tử điên cuồng cười to, oa ha 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 có ý tứ a, cư nhiên là điều mỹ nữ xà nhân, không tồi bổn thiếu gia còn trước nay chưa từng chơi mỹ nữ xà, ngươi thực hảo, ha ha ha. Cười lớn dừng một chút Lăng Thiên Tử nhìn Medusa vẻ mặt nghiền ngẫm nói, có thể hay không lưu toàn thây liền phải xem nữ thần có bản lĩnh hay không. Nghe được Lăng Thiên Tử nói chuyện, Dương Nghị Vân tức khắc đều phải cười ra tiếng. Có bản lĩnh hay không, chờ một chút liền biết. Nếu là Medusa không bản lĩnh, toàn trường thậm chí toàn bộ thần giới cũng liền không mấy cái có bản lĩnh. Đương nhiên đây là bởi vì Medusa hoàn toàn nội liếm tu vi hơi thở. Dương Nghị Vân thực chờ mong Medusa thả ra hơi thở một khắc, không biết Lăng Thiên Tử sẽ là cái dạng gì biểu tình. Toàn trường cũng chỉ có Dương Nghị Vân người bên cạnh, cùng Dương Nghị Vân giống nhau ý tưởng, xem Lăng Thiên Tử đã là xem người chết ánh mắt. Trừ bỏ Dương Nghị Vân những người này ở ngoài, giữa sân mọi người lại vừa lúc tương phản tất cả đều đúng vậy xem trọng Lăng Thiên Tử. Sốt cuộc thần ma nói cùng 10 đại ôn thần ác danh quá lớn, mà Medusa tuy rằng là thiên đạo cấp bậc cường giả. Nhưng lại rất ít hành tẩu vĩnh hằng thần giới, ngược lại không có danh khí, hoặc là nói gặp qua nàng người rất ít, biết liền càng thiếu. Mọi người xem hảo Lăng Thiên Tử, đồng tình Medusa. Mặc kệ là người là yêu, đều có một cái điểm giống nhau là đồng tình kẻ yếu. Ở mọi người trong mắt Medusa tam nữ chính là kẻ yếu. Giờ phút này đối mặt Lăng Thiên Tử vô tri cười to, Medusa gần là quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân. Nàng giờ phút này thân phận là Dương mẫu nhân người hầu, liền tính là muốn một cái tát chụp chết Lăng Thiên Tử, cũng đến trưng cầu một chút Dương Nghị Vân cái này chủ nhân ý kiến. Dương Nghị Vân khóe miệng mang theo ý cười, đối với Medusa nhẹ nhàng gật đầu một cái, cho một cái ngươi làm chủ ánh mắt. Chỉ là hai người chi gian cái này ánh mắt đối diện, làm bốn phía người đều minh bạch, nguyên lai mỹ nữ xà chủ nhân là Dương Nghị Vân, cũng kết luận mỹ nữ xà đầu tiên muốn tao ương, bởi vì giữa sân tuyệt đại đa số thần linh. Đều là bị mời mà đến một phương bá chủ, tu vi nhiều ở thần chủ cấp bậc, đại gia liếc mắt một cái là có thể nhìn đến Dương Nghị Vân là sơ cấp thần chủ cảnh giới. Làm chủ nhân chính là sơ cấp thần chủ, mỹ nữ xà tu vi chỉ có thể thấp sẽ không cao, đây là đại gia bình thường ý tưởng. Đối mặt Lăng Thiên Tử cái này sơ cấp thần chủ ác thiếu, lại là xuất thân thần ma nói cung đại nhị đại, thần chủ cảnh giới cũng coi như là cường giả, mỹ nữ xà tự nhiên không phải đối thủ. Mà một màn này xem ở Lăng Thiên Tử cái này ôn thần trong mắt, lại là có chút ghen ghét Dương Nghị Vân, trong lòng âm thầm nói, cái này đầu chọc tiểu tử hảo sinh đáng giận, bên người cư nhiên hội tụ như thế ba cái tuyệt sắc, hắn đường đường thần ma nói cung tả cung chủ chi tử cư nhiên không bực này diễm phúc, lý nên hắn mới xứng hưởng thụ mỹ nữ xà mắt đẹp mới đúng. Nghĩ đến đây Lăng Thiên Tử mạc danh có chút ghen ghét, hung tợn chừng mắt nhìn Dương Nghị Vân liếc mắt một cái, vừa muốn mở miệng nhục nhã Dương Nghị Vân giống nhau hết sức. Lại là chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo liền trực tiếp mất đi ý thức. Chạm vào. Một tiếng nặng nề rung động vang lên. Mọi người trừng lớn tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Một đám há to miệng. Lại là ở mọi người trong mắt, chi gian mỹ nữ xà nhẹ nhàng vung tay lên, một cái tát chụp đánh ở Lăng Thiên Tử trên người. Sau đó liền thấy Lăng Thiên Tử trực tiếp hóa thành một bãi huyết nhục. Này quả thực.
Toàn trường mọi người trừ bỏ số ít một ít cường giả ở ngoài, căn bản là không thấy được đã xảy ra chuyện gì, gần là nhìn đến Medusa huy động một chút cánh tay, lúc sau. Lăng Thiên Tử liền biến mất không thấy, lại nhị đại chi là trên mặt đất xuất hiện một bãi màu đỏ. Giờ phút này liền tính là đại bộ phận người không thấy rõ, nhưng cũng minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Không hề nghi ngờ, là mỹ nữ xà một cái tát trực tiếp đem Lăng Thiên Tử cái này ác thiếu chụp đã chết. Toàn trường yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Một lát sau chỉ nghe được từng tiếng lộc cộc thanh. Đây là rất nhiều người nuốt nước miếng thanh âm. Tê tê tê. Từng tiếng đảo hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Đường đường thần ma nói cung tả phó cung chủ, thần ma nói cung số 2 nhân vật đau nhất ấu tử cứ như vậy bị mỹ nữ xà một cái tát chụp đã chết. Quả thực giống như là chụp đã chết một con muỗi giống nhau nhẹ nhàng. Phải biết rằng Lăng Thiên Tử chính là sơ cấp thần chủ A. Một tôn thần chủ đã bị tuyệt mỹ nữ xà, thoạt nhìn nũng nịu mỹ nữ xà phất tay chi gian cấp chụp thành một đống huyết, kêu thảm thiết không phát ra tới, bất luận cái gì phản ứng đều không có. Lăng Thiên Tử sợ là đến chết cũng chưa phản ứng lại đây hắn là chết như thế nào. Một cái bàn tay chi uy, trực tiếp chụp đã chết một tôn thần chủ, thân thể cùng nguyên thần đồng thời phá hủy cách chết. Một tôn sơ cấp thần chủ A, liền tính là đứng đầu phát sinh cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức liền trực tiếp chụp chết. Nhưng giờ phút này sống sờ sờ sinh ra được bị chụp đã chết. Chết ở một vị nũng nịu mỹ nữ xà trong tay. Phản ứng lại đây sau, rất nhiều người nhìn về phía Medusa ánh mắt đều bất đồng. Một đám tràn ngập kính sợ, đương nhiên càng có rất nhiều sợ hãi, không hẹn mà cùng trước sau thối lui, cùng bọn họ trong mắt mỹ nữ xà kéo ra khoảng cách. Giờ phút này mọi người mới hiểu được, này mỹ nữ xà là cái dạng gì tồn tại. Căn bản là vô pháp tưởng tượng tồn tại. Là chân chính trí cường giả. Vô cùng có khả năng là siêu việt pháp thần tồn tại. Pháp thần phía trên là cái gì cảnh giới mỗi một cái thần linh đều biết, đó là mỗi một cái thần linh đều hướng tới cảnh giới, đều vì này nỗ lực, vượt mọi chông gai muốn chạm đến, nhưng nhẹ nhàng trăm triệu chung không một có thể chạm đến cảnh giới. Cái gì cảnh giới? Thiên đạo cảnh giới. Ở chín thành chín thần linh trong lòng thiên đạo cảnh giới, đó là chân chính đứng đầu kim tự tháp, là bọn họ nhìn lên cảnh giới. Loại này cấp bậc cường giả toàn bộ thần giới đều lông phượng sừng lân. Ba đạo nói cung vì cái gì nhiêu ích, chính là bởi vì ba đạo nói cung cung chủ là thiên đạo cảnh giới trí cường giả. Kia nhưng đều là chân chính thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Rất nhiều thần linh tiến đến tham gia yêu thần đạo cung thịnh hội, không chỉ là giao lưu bảo vật, càng nhiều mục đích chính là vì một lần thiên đạo cảnh cường giả phong thái, hy vọng có thể được bực này trí cường giả xem một cái hoặc là để điểm một vài cơ duyên mà đến. Hiện tại, đại gia trước mặt sợ là sống sờ sờ xuất hiện một tôn thiên đạo cảnh trí cường giả. Bị dọa tới rồi, kinh tới rồi, cũng kinh hỉ tới rồi. Rất nhiều người xem Medusa ánh mắt thay đổi, nhưng có một ít thông minh hạng người, ngay sau đó đem ánh mắt phóng tới Dương Nghị Vân trên người. Vì cái gì? Bởi vì phía trước Medusa chính là trưng cầu quá Dương Nghị Vân ánh mắt, ở được đến Dương Nghị Vân gật đầu lúc sau, mới một cái bàn tay chụp đã chết Lăng Thiên Tử. Như vậy, có thể làm mỹ nữ xà trưng cầu ý kiến Dương Nghị Vân lại sẽ là người nào đâu. Phía trước có người nhìn ra cờ xí là không trung thần thành thành chủ. Có biết không trung thần thành người, lại là rõ ràng không trung thần thành chỉ là vĩnh hằng thần giới rất nhiều thần trong thành trong đó một tòa mà thôi, cũng không tính nhiều nổi danh. Hơn nữa đại gia ngó trái ngó phải, Dương Nghị Vân đều là sơ cấp thần chủ. Đều không phải là pháp thần hoặc là siêu việt pháp thần tồn tại. Nhưng nhẹ nhàng liền như vậy một cái thời điểm thanh niên, cư nhiên có thể lãnh đạo vô cùng có khả năng là thiên đạo cảnh cấp bậc cường giả mỹ nữ xà, đương nhiên ở đây sinh linh nhìn không thấu mỹ nữ xà tu vi, suy đoán nàng là thiên đạo cảnh, nhưng lại cho rằng 8-9 phần 10. Cho nên Dương Nghị Vân cái này đầu chọc nhân tộc tức khắc thần bí lên. Đối với nhân tộc ở vĩnh hằng thần giới tuy rằng thiếu, nhưng ngẫu nhiên vẫn phải có, hơn nữa vĩnh hằng thần giới vốn dĩ chính là vạn tộc san sát thế giới. Cho nên Dương Nghị Vân nhân tộc thân phận cũng không có gì đối đại gia tới nói dị thường. Mọi người tò mò là, hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Tuyệt đối không phải là không trung thần thành thành chủ đơn giản như vậy. Cũng không có nghe nói vĩnh hằng thần giới nhiều ra tới một cái khác nói cung thế lực. Có thể có thiên đạo cấp bậc cường giả thế lực, tuyệt đối là nói cung cấp bậc, cũng không phải là một tòa thần thành, gần là một phương bá chủ đơn giản như vậy. Toàn trường vô số đạo ánh mắt dừng ở Dương Nghị Vân và Medusa trên người.
Medusa như cũ là cái loại này cả người tản ra người sống chứa tiến hơi thở, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm, ngay sau đó xoay người về tới Ngọc Lả Lướt cùng Sa Hồ Thánh Nữ bên người, không hề bất luận cái gì dao động, một cái tát chụp đã chết Lăng Thiên Tử, thật giống như thật là chụp đã chết một con muỗi giống nhau nhẹ nhàng. Ngược lại là Dương Nghị Vân bị rất nhiều ánh mắt chú ý, có như vậy một chút không được tự nhiên. Nhưng, càng có rất nhiều kiêu ngạo a. Medusa chụp chết Lăng Thiên Tử cái này ôn thần, thật giống như là hắn chụp chết giống nhau, trong lòng nói không nên lời thống khoái. Nhưng phàm là đối chính mình nữ nhân có mạo phạm, Dương Mỗ Nhân trong lòng tuyệt đối cấp tử hình. Medusa một cái tát nhưng hả giận. Đến nỗi hậu quả gì đó, Dương Mỗ Nhân không nghĩ tới. Dù sao bên người hai đại thiên đạo cấp bậc cường giả ở, hắn cũng không có gì sợ quá. Lại nói là ngươi thần ma nói cùng ôn thần khiêu khích trước đây. Trọng điểm là Medusa ra tay, hắn căn bản liền không mở miệng. Có thiên đạo cấp bậc cường giả thủ hạ tại bên người, cái này cảm giác nghĩ tư tư. Sát đều giết, hắn mới mặc kệ mặt khác sự. Liền ở toàn trường yên tĩnh hết sức. Một thanh âm vang vọng thiên địa. Là vị kia chuẩn thánh đại giá quang lâm, hùng mỗ không có từ xa tiếp đón a. Dương Nghị Vân biểu tình một đốn nhìn về phía quảng trường trung ương lưỡng nghi môn hộ, chỉ thấy lúc này lưỡng nghi môn hộ thần quang đại tác phẩm. Ngay sau đó từ đại môn thần quang trung đi ra ba đạo nhân ảnh, ở lúc sau đó là 5 cái, tổng cộng thêm lên 8 thân ảnh xuất hiện. Sa Hồ bà lại là tiến lên một bước cùng Dương Nghị Vân sóng vai mà đứng, biểu tình túc mục lên. Thiên chúa đợi chút nếu là có biến cố, ngài mang theo nha đầu các nàng trực tiếp rời đi, này yêu thần đạo cung quả nhiên bất phàm, phía trước 3 cái đều là thiên đạo cảnh cường giả, phía sau 5 người đều là pháp thần. Trung gian cầm đầu cái kia lão nhân hơi thở cùng rắn độc giống nhau, hẳn là thiên đạo cảnh bước vào quy tắc áo nghĩa cường giả, khả năng so với rắn độc còn phải cường đại một đường, tả hữu hai trung niên nam nữ còn lại là cùng ta một cái cấp bậc, tam tôn thiên đạo, lại là không biết có thể hay không vì Lăng Thiên Tử xuất đầu. Sa Hồ bà híp mắt nhìn chằm chằm đạp hư mà đến 8 thân ảnh nói. Dương Nghị Vân trong lòng đích xác có chút giật mình, hắn không nghĩ tới yêu thần đạo cung cư nhiên có tam tôn thiên đạo cảnh giới cường giả. Nhưng là đối Sa Hồ bà lời nói, hắn lại không cho là đúng, dựa theo Sa Hồ bà nói, yêu thần đạo cung tam tôn cường giả chung, chỉ có một cường đại nhất và Medusa không sai biệt nhiều, còn lại 2 cái cùng nàng giống nhau. Nếu là nói như vậy, hơn nữa hắn, cũng là tam đối tam, đảo cũng chưa chắc sợ bọn họ. Dương Mỗ Nhân sở dĩ như vậy tưởng, chính là bởi vì hắn có hỗn độn chung còn có càn khôn hồ chung hỗn nguyên một hơi. Dùng hảo phụ trợ Medusa cùng Sa Hồ bà, chưa chắc liền sẽ nhược. Hơn nữa hắn ngày đó ở liệt dương sa mạc thần cảnh, vận chuyển hỗn độn chung chính là trấn áp Medusa. Nhếch miệng cười nói, bà ngươi quên ta có hỗn độn chung sao? Sa Hồ bà sửng sốt, ngay sau đó đảo cũng thoải mái nói, nhưng thật ra lão thân quá độ. Đúng rồi bà vừa rồi nghe được chuẩn thánh 2 chữ, chính là đối thiên đạo cảnh cường giả xưng hô. Dương Nghị Vân hỏi Sa Hồ bà. Sa Hồ bà gật gật đầu nói, đúng vậy, ở vĩnh hằng thần giới đối thiên đạo cảnh cường giả gọi chung là hô đều là chuẩn thánh nhân, siêu siêu thiên đạo cảnh giới lúc sau xưng hô mới có thể là thánh tôn xưng hô. Thì ra là thế. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Mà Sa Hồ bà giờ phút này cũng an tâm, ngẫm lại Dương Nghị Vân hỗn độn chung chi uy, đích xác nếu Dương Nghị Vân có chí bảo hỗn độn chung, thật muốn là cùng yêu thần đạo cung khởi xung đột chưa chắc liền sợ bọn họ. Dương Nghị Vân cùng Sa Hồ bà nói chuyện bên trong, lưỡng nghi môn chung đi ra tam đại thiên đạo mang theo 5 đại pháp thần đã đi tới. Lúc này chỉ nghe 4 phía vang lên từng tiếng vô cùng tôn kính thăm hỏi thanh. Bái kiến yêu tôn, bái kiến nhị thánh. Toàn trường thần linh thấy được yêu thần đạo cung tam đại thiên đạo cảnh giới cường giả, ôm quyền chào hỏi. Dương Nghị Vân nghe được đại gia bái kiến thanh âm, lần này không cần hỏi cũng đoán được, yêu tôn xưng hô là cái yêu thần đạo cung đại cung chủ. Mà nhị thánh tự nhiên chính là tả hữu 2 vị phó cung chủ, vừa rồi Sa Hồ bà đều nói, ở vĩnh hằng thần giới thiên đạo cảnh giới cường giả gọi chung là hô đều là chuẩn thánh, đại gia vì mặt mũi gọi thẳng nhị thánh đảo cũng bình thường. Tự xưng là hùng mỗ lão giả đó là yêu thần đạo cung đại cung chủ, cười phất tay ý bảo mọi người không cần đa lễ, lúc này đi bước một đi tới, ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Medusa trên người. Liền ở vừa rồi hùng du thiên ở yêu thần đạo cung cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng hơi thở. Một chút liền cảm nhận được là cùng cấp bậc cường giả hơi thở, hơn nữa tương đối xa lạ, thiên đạo cấp bậc thần linh toàn bộ vĩnh hằng thần giới liền như vậy vài vị, hắn đều biết,
nhưng này luồng hơi thở lại là tương đối xa lạ, hơn nữa hắn cảm nhận được này luồng hơi thở chung còn mang theo sát ý. Này đã có thể không giống bình thường, bởi vì xuất hiện ở hắn yêu thần đạo cung cửa. Vội vàng tiếp đón mặt khác hai vị cung chủ cùng năm đại pháp thần đi ra. Thiên đạo cấp bậc cường giả, mỗi một cái đều không giống bình thường, dù sao cũng phải đi ra ngoài nhìn xem mới là. Loại này cấp bậc cường giả ngoài ý muốn cái gì, Hùng Du Thiên rất rõ ràng. Kết quả ra tới thời điểm cũng đã được đến thủ hạ hội báo, là có một người xà nhân nữ tử chém giết thần ma nói cung tả phó cung chủ chi tử Lăng Thiên Tử. Đối với Lăng Thiên Tử bực này ôn thần ác thiếu, Hùng Du Thiên tự nhiên chính là biết đến, không chuyện ác nào không làm, chỉ là không phải hắn yêu thần đạo cung đệ tử môn nhân, hắn cũng sẽ không đi quản, lại là không nghĩ tới bị người trực tiếp giết. Hùng Du trời biết Lăng Thiên Tử là chết chưa hết tội, đã chết xứng đáng, đối với thần ma nói cung hắn cũng không để bụng, tam đại nói cung trên thực tế đều các có trong tối ngoài sáng tranh phong, bị giết hắn cao hứng đều không kịp. Bởi vì này thuyết minh thần ma nói cung sẽ nhiều một vị thiên đạo cấp bậc địch nhân. Chờ hắn vừa ra tới, liền thấy được Medusa, quả nhiên là thiên đạo cấp bậc cường giả, hơn nữa cũng là bước vào quy tắc áo nghĩa giai đoạn thiên đạo thần linh, tuy rằng thoạt nhìn là vừa rồi bước vào, nhưng như cũ so với hắn bên người hai đại phó cung chủ cường đại, này liền làm Hùng Du Thiên càng không dám chậm trễ. Vội vàng hô lên một câu không có từ xa tiếp đón nói tới, thẳng đến Medusa trước người, ôm quyền cười nói, đạo hữu tiến đến ta yêu thần đạo cung Hùng mỗ chậm trễ. Ngữ khí thực khách khí. Yêu thần đạo cung đại hội sắp tới, hắn cũng không dám mặc danh gây thù chuốc oán, cái này mỹ nữ xà hắn quả nhiên chưa thấy qua, trong lòng còn đang suy nghĩ đây là địa phương nào toát ra tới thiên đạo cường giả. Giờ phút này Medusa tự nhiên là không phải ít cường giả phong phạm, thấy Hùng Du Thiên thái độ không tồi, lại cũng ôm quyền nói, lửa cháy sa mạc Medusa, đi theo ta chủ tiến đến. Medusa lạnh như băng tính tình, lời nói rất ít, cũng không tốt giao tế, liền như vậy ứng phó rồi một tiếng. Đồng thời nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân, ý tứ nói cho Hùng Du Thiên có việc ngươi tìm ta chủ nhân. Nàng này liếc mắt một cái lại là làm Hùng Du Thiên dẫn dắt hai đại phó cung chủ cùng năm đại pháp thần thiếu chút nữa thạch hóa. Chủ nhân, một tôn thiên đạo cường giả chủ nhân. Người nào có thể chắn được thiên đạo cường giả chủ nhân? Mang theo đầy mình nghi hoặc, Hùng Du Thiên thuận Medusa ánh mắt xem qua đi, dừng ở Dương Nghị Vân trên người, tức khắc ngây người. Dương Nghị Vân chính là cái sơ cấp thần chủ mà thôi, sao có thể là thiên đạo cấp bậc cường giả chủ nhân. Hùng Du Thiên tâm hụt hẫng, còn tưởng rằng Medusa là cố ý trêu chọc hắn. Mày nhăn lại càng muốn nói một câu đạo hữu nói giỡn nói ra tới hết sức, lại là thấy được Dương Nghị Vân bên người xa hồ bà bà. Tức khắc nội tâm quay cuồng lên, lại là một tôn thiên đạo cấp bậc cường giả, lại là cái xa lạ gương mặt, một chút xuất hiện hai tôn thiên đạo cấp bậc cường giả, cái này làm cho Hùng Du Thiên nội tâm không bình tĩnh. Thiên đạo cấp bậc cường giả khi nào như thế không đáng giá tiền. Toàn bộ thần giới trăm vạn ngàn vạn năm cũng khó ra một cái a. Lần này liền hai tôn. Sa hồ bà nhìn đến Hùng Du Thiên ánh mắt dừng ở trên người nàng, đang xem Dương Nghị Vân cùng toàn trường người thần sắc, tức khắc liền minh bạch nên làm như thế nào, đương nhiên sa hồ bà rõ ràng nhất hẳn là chiếu cố chính là Dương mẫu nhân mặt mũi. Bởi vì Dương mẫu nhân là chủ tử, cũng biết lúc này không thể không ra tiếng. Nên có cường giả lễ nghĩa vẫn là phải có. Sa hồ bà tiến lên một bước đối với Hùng Du Thiên đạo, liệt dương sa mạc sa hồ nhất tộc cửu vĩ thiên sa gặp qua Hùng cung chủ. Hùng Du Thiên nội tâm quả thực là sấm sét cuồn cuộn, hảo gia hỏa lại là lửa cháy sa mạc ra tới cường giả, hắn ở vĩnh hằng thần giới lâu như vậy đều nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua liệt dương sa mạc khi nào có thiên đạo cấp bậc cường giả, hơn nữa một chút toát ra tới chính là hai tôn. Đương nhiên vĩnh hằng thần giới cuồn cuộn vô biên. Hắn không biết liền không đại biểu không có, thế giới này có rất nhiều lánh đời độn tu cường giả. Phục hồi tinh thần lại Hùng Du Thiên vội vàng chắp tay ôm quyền nói, gặp qua thiên đường cắt hữu, đúng là không nghĩ tới lửa cháy sa mạc cư nhiên có hai tôn chuẩn thánh cường giả, chúng ta không cô, thật đáng mừng a. Đều là thiên đạo cấp bậc cường giả, tuy rằng Hùng Du Thiên tu vi muốn so với sa hồ bà mạnh hơn một đường, nhưng lại trước sau đều là thiên đạo cảnh giới cùng thế hệ, không hề có mất lễ nghĩa. Mà Hùng Du Thiên phía sau một chúng yêu thần đạo cung cường giả cùng với toàn trường sở hữu thần linh nghe tới Hùng Du Thiên đối sa hồ bà nói ra nói sau, chính là đều bị khiếp sợ tột đỉnh. Lại là một tôn chuẩn thánh. Nháy mắt công phu đại gia liền ở hiện trường gặp được năm đại thiên đạo cấp bậc cường giả, thật sự là chuyến đi này không tệ.
Vốn dĩ một chút xuất hiện hai tôn tân thiên đạo cường giả liền rất làm đại gia chấn kinh rồi, nhưng nhất khiếp sợ chính là kế tiếp Sa Hồ bà bà theo như lời một phen câu nói. Chỉ thấy Sa Hồ bà bà hơi hơi mỉm cười, đối với Hùng Du thiên đạo, Hùng cung chủ vị này chính là nhà ta chủ nhân. Không dư thừa bất luận cái gì lời nói, Sa Hồ bà bà hơi hơi đối với Dương Nghị Vân khom người một chút giới thiệu Dương mẫu nhân. Bởi vì Sa Hồ bà bà nhiều ít rõ ràng một ít Dương mẫu nhân trong lòng tưởng cái gì, đang nói nàng và Medusa đều ra tới, tự nhiên không thể quên Dương Nghị Vân cái này chủ nhân, nếu không chính là thất lễ. Sa Hồ bà bà lời này ra tới, Hùng Du Thiên nội tâm là thật sự đất bằng khởi sấm sét. Hảo gia hỏa một tôn chuẩn thánh không đủ, còn tới một đôi. Này nhân tộc tiểu tử rốt cuộc là cái gì địa vị, có thể làm hai tôn thiên đạo chuẩn thánh nhân xưng chủ. Hùng Du Thiên ánh mắt không tự chủ được lại lần nữa rơi xuống Dương Nghị Vân trên người, thấy thế nào Dương Nghị Vân trong mắt hắn chính là cái sơ cấp thần chủ cảnh giới nhân tộc mà thôi. Nhưng là nhẹ nhàng hai đại chuẩn thánh đô thành hắn là chủ. Bình thường dưới tình huống, có thể làm chuẩn thánh chi chủ người, kia cũng đến là siêu thoát đại thánh nhân tài hành. Cố tình, Dương Nghị Vân là cá nhân tộc sơ cấp thần chủ. Chẳng lẽ thứ người này không phải mặt ngoài nhìn qua sơ cấp thần chủ đơn giản như vậy người? Nhất định đúng rồi. Nếu không thế gian có thể có gì người có thể làm thiên đạo cấp bậc chuẩn thánh cúi đầu xưng thần? Không có. Nghe cũng chưa nghe qua. Không riêng gì Hùng Du Thiên tâm quay cuồng, mọi người trong mắt đều mau rớt trên mặt đất. Quả thực là thạch phá kinh thiên. Một đám nhìn về phía Dương Nghị Vân ánh mắt đều thành kinh ngạc chi sắc. Quá! Toàn trường đều yên tĩnh. Khụ khụ! Vẫn là Sa Hồ bà bà thấy Hùng Du Thiên phát ngốc, liền ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Hùng Du Thiên vị này yêu thần đạo cung đại cung chủ, ý tứ là, người đừng đem nhà ta chủ nhân lượng ở một bên a. Nhiều xấu hổ không phải. Cũng đích xác Dương mẫu nhân không sở hữu ánh mắt nhìn chằm chằm, cả người là không thế nào tự tại. Cũng may Sa Hồ bà bà chiếu cố hắn cái này chủ nhân thể diện, cuối cùng là làm Dương mẫu nhân miễn đi xấu hổ. Nhưng càng có rất nhiều khoe khoang. Tưởng điệu thấp là điệu thấp không được, cao điệu đi, một ít trực tiếp chạy ra khỏi phía chân trời. Ngẫm lại cũng là thế gian thật đúng là không vài người có thể bị thiên đạo cấp bậc cường giả tôn xưng một tiếng chủ nhân. Hắn liền làm được. Nói Dương mẫu nhân giờ phút này trong lòng không khoe khoang đó là giả. Mà Hùng Du Thiên còn lại là ở Sa Hồ bà bà nhắc nhở dưới như ở trong mộng mới tỉnh, cứ việc trong lòng có trọng đại nghi hoặc khó hiểu, nhưng đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm hắn không thể không coi trọng, có thể trở thành hai tôn thiên đạo cấp bậc cường giả chủ nhân người, mặc kệ là cái gì tu vi cảnh giới, hắn đều phải nghiêm túc đối đãi. Ở Hùng Du Thiên tâm trung nghĩ đến, Dương Nghị Vân tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như thế đơn giản tồn tại, rốt cuộc là thần thánh phương nào thật đúng là tò mò. Trọng điểm là hắn như thế nào mang theo người tới hắn yêu thần đạo cung, lẽ ra bực này cường giả nhân vật, là chướng mắt hắn yêu thần đạo cung tổ chức nói cung thịnh hội đi. Trong lòng như thế nghĩ, Hùng Du Thiên lại là nga nga hai tiếng phục hồi tinh thần lại, đối với Dương Nghị Vân túc mục khom người ôm quyền nói, gặp qua. Gặp qua vị tiền bối này. Ở xưng hô thượng Hùng Du Thiên thật đúng là không biết như thế nào xưng hô Dương Nghị Vân, nói chuẩn thánh đi, thoạt nhìn chính là cái sơ cấp thần chủ, xưng hô chuẩn thánh không ổn. Nói không phải đâu, cố tình nhân ra là hai tôn thiên đạo chuẩn thánh cường giả chi chủ, lời nói đến bên miệng Hùng Du Thiên xưng hô một tiếng tiền bối, nhưng thật ra cảm giác không thất lễ, cũng bảo toàn cường giả mặt mũi. Nhưng hắn này một tiếng tiền bối, lại là vô hình chung làm Dương Nghị Vân địa vị ở toàn trường cất cao một đoạn, thậm chí còn so với hắn cái này yêu thần đạo cung cung chủ thân phận đều cao một đoạn. Bởi vì hắn cũng là thiên đạo cảnh giới, mà Sa Hồ bà và Medusa cùng hắn giống nhau. Chỉ có thể như thế. Hùng Du Thiên lại là cũng không nghĩ tới có cái gì không ổn, bị Dương Nghị Vân chiếm tiện nghi. Giờ phút này ở trong lòng hắn Dương Nghị Vân chính là siêu nhiên tồn tại, là cái thâm tàng bất lộ trí cường giả, tuyệt đối không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản thần chủ tu vi, có lẽ đã là siêu việt chuẩn thánh cường giả đi. Dương mẫu nhân đâu? Nhìn đến Hùng Du Thiên khom người đối chính mình trong lòng thăm hỏi, trong lòng tức khắc nhạc nở hoa. Hắn cũng nghĩ đến. Hùng Du Thiên là bởi vì Sa Hồ bà và Medusa nguyên nhân, đem hắn trở thành cao hơn thiên đạo cường giả. Chuyện này tự nhiên không thể nói toạc, chàng cũng chỉ có thể một chàng rốt cuộc, dù sao có Sa Hồ bà và Medusa chịu trách nhiệm, hắn cũng không sợ. Dương mẫu nhân trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt lại là ra vẻ nhẹ nhàng chung mang điểm thanh cao tư thái, nhìn như tùy ý đối Hùng Du Thiên vẫy vẫy tay nói, Hùng cung chủ khách khí,
bổn tọa nghe nói yêu thần đạo cung nói cung thịnh hội rất là náo nhiệt, có rất nhiều thiên địa thần vật sẽ ở thịnh hội xuất hiện, vì vậy tiến đến đánh giá, cũng không có mặt khác chuyện gì, hy vọng không quấy rầy đến quý cung. Tiền bối có thể quang lâm ta yêu thần đạo cung là ta nói cung vinh hạnh, như thế nào sẽ quấy rầy, nhưng thật ra hùng mỗ không có từ xa tiếp đón, như thế vậy thỉnh Dương tiền bối nhập ta nói cung làm khách chỉ điểm một vài. Hùng Du Thiên nghe được Dương Nghị Vân lời này, trong lòng cũng kiên định vài phần, ở hắn lý giải chung, Dương Nghị Vân chính là một tôn bất xuất thế lánh đời cường giả, thuộc về tâm huyết dâng trào, xảo nghe được yêu thần đạo cung đại hội, tiến đến xem náo nhiệt, chỉ cần không phải nháo sự, cái gì cũng tốt nói. Đến nỗi vừa rồi Medusa ra tay chém giết Lăng Thiên Tử, Hùng Du Thiên tự động xem nhẹ, ngươi thần ma nói cung nếu là vì một giới thần chủ con cháu cùng một tôn chuẩn thánh kết thù, ha ha, hắn đến lúc đó hy vọng mới hảo. Dù sao Lăng Thiên Tử phụ thân vị nào thần ma nói cung tả phó cung chủ lại không có tới, lần này tiến đến dẫn đầu chính là Lăng Thiên Tử cái này ôn thần ác thiếu, dư lại một ít chó săn, tự nhiên không dám tìm Medusa phiền toái, trừ phi thần ma nói cung ba cái lão bất tử tự mình tiến đến. Tôi cũng không sợ, người lại không phải bọn họ yêu thần đạo cung người giết. Nếu là thần ma nói cung có thể cùng Dương Nghị Vân thủ hạ hai tôn thiên đạo chuẩn thánh khởi xung đột, yêu thần đạo cung rất vui lòng nhìn thấy. Dương mỗ nhân nghe Hùng Du Thiên thực khách khí lời nói, trong lòng âm thầm nói, xem ra lần này tìm kiếm nhân sâm quả nắm chắc lại lớn vài phần, chuyện tốt a. Ở Dương mỗ nhân trong lòng nghĩ đến, có thể làm Hùng Du Thiên ngộ nhận vì chính mình là đại lão này sẽ đối hắn kế tiếp. Dành nhân sâm quả có rất lớn trợ giúp. Tổng nể tình không phải. Nếu là nhân sâm quả thực xuất hiện ở nói cung đại hội thượng, liền tính là có người tranh đoạt, có Hùng Du Thiên cái này phụ trợ ở, cũng muốn ước lượng một phen mới là. Dương mỗ nhân trong lòng càng là rõ ràng, hắn hiện tại thân phận địa vị ở vô hình trung bị cất cao một mảng lớn, điểm này đích xác thực hù người. Mặc kệ nói như thế nào, đều là sướng lên mây. Khụ khụ như thế liền làm phiền Hùng cung chủ. Dương mỗ nhân quyết định này mấy đại lão muốn trang rốt cuộc, đơn giản liền thuận cột hướng lên trên bò, lập tức liền tiếp thu liền Hùng Du Thiên mời. Lúc này thân phận của hắn địa vị nghịch chuyển dưới, đã xa xa không phải một cái không trung thành chủ có thể so sánh với, ở xa hồ bà và Medusa phụ trợ hạ, đã siêu nhiên. Lúc này toàn trường tất cả mọi người là hâm mộ ghen ghét biểu tình, vì cái gì? Toàn bộ vĩnh hằng thần giới đều không có bất luận cái gì một người có thể bị yêu thần đạo cung cung chủ tôn xưng một tiếng tiền bối, hơn nữa ở trực tiếp một câu tôn sùng là thượng tân đãi ngộ. Nhưng cố tình Dương Nghị Vân liền có. Bất quá mọi người cũng biết đây cũng là không có biện pháp sự, ai làm nhân gia thủ hạ có hai tôn thiên đạo cấp bậc cường giả tồn tại đâu. Đương nhiên mọi người cũng giống Hùng Du Thiên giống nhau đem Dương Nghị Vân trở thành siêu nhiên tồn tại, lý nên có cái này đãi ngộ. Kế tiếp đó là Hùng Du Thiên tự mình dẫn đường mời Dương Nghị Vân dẫn đầu tiến vào yêu thần đạo cung. Nhưng chính là lúc này một tiếng không làm thanh âm ở trong đám người vang lên. Hùng cung chủ còn thỉnh cho chúng ta thần ma nói cung làm chủ a. Giờ phút này đại gia ánh mắt một chút liền tập trung ở thanh âm nơi phát ra. Mọi người nhìn lại, hảo sao, trò hay rốt cuộc bắt đầu rồi. Bởi vì người nói chuyện đúng là thần ma nói cung người. Là cái lão giả. Thân xuyên thần ma nói cung hầu hạ, thực hảo phân biệt. Đây mới là chính xác mở ra hình thức. Thần ma nói cung tả phúc cung chủ ấu tử bị người một cái tát chụp thành thịt nát, ngay từ đầu không có bất luận cái gì thanh âm ra tới, là bởi vì khiếp sợ cùng sợ hãi, cũng nên yêu thần đạo cung người xuất hiện, chưa kịp mà thôi. Yêu thần đạo cung nói cung thịnh hội, mặt khác hai đại nói cung tự nhiên sẽ phái người tiến đến xem lễ, đồng dạng thân là tề danh đại đạo cung, tự nhiên sĩ diện muốn phô trương. Sẽ không phái một người tiến đến. Trên thực tế thần ma nói cung tiến đến hơn 1.000 người, chẳng qua đại biểu thần ma nói cung tiến đến dẫn đầu người chính là Lăng Thiên Tử, chỉ là vị này ôn thần ác thiếu, từ trước đến nay không kiêng nể gì hoành hành ngang ngược thói quen, đặc biệt vẫn là háo sắc, thấy Medusa cùng Ngọc Lả Lướt cùng với Sa Hồ Thánh Nữ ba cái nữ thần liền nguyên hình tất lộ, chạy ra hành sự ác thiếu bản tính. Chỉ là không nghĩ tới một chút liền nhắc tới ván sát thượng, đụng phải thiên đạo cường giả Medusa. Mạo phạm thiên đạo chuẩn thánh hậu quả tự nhiên là toi mạng. Chờ thần ma nói cùng những người này phản ứng lại đây thời điểm, Lăng Thiên Tử đã thành thịt nát. Khiếp sợ rất nhiều yêu thần đạo cung ba vị cung chủ trực tiếp xuất hiện, hô lên chuẩn thánh xưng hô, còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại là một tôn chuẩn thánh ra tới, lại tiếp theo Hùng Du Thiên xưng hô Dương Nghị Vân là tiền bối, cái này làm đi theo Lăng Thiên Tử mà đến thần ma nói cung chúng thần ma liền càng không dám có cái gì vọng động.
Ở thiên đạo cường giả trước mặt, bọn họ những người này chính là tặng người đầu, có thể vặn cổ tay chỉ có thể là thần ma nói cung cung chủ tiến đến. Chỉ chớp mắt nhân gia phải bị Hùng Du Thiên mời vào yêu thần đạo cung đi. Cái này thần ma nói cung một chúng thần ma sốt ruột. Lăng Thiên Tử tuy rằng là ác thiếu ôn thần, bọn họ những người này cũng không thích Lăng Thiên Tử, nhưng không chịu nổi Lăng Thiên Tử là thần ma nói cung số 2 nhân vật tả phó cung chủ chi tử A. Hơn nữa lần này tiến đến đại biểu vẫn là thần ma nói cung. Nếu bọn họ những người này cái gì đều không làm, cái gì đều không nói, cứ như vậy mặc kệ hung thủ rời đi, tả phó cung chủ nhất định sẽ đưa bọn họ thần hồn đánh tan không thể. Trọng điểm là thần ma nói cung thể diện từ đây liền mất hết, cho đến lúc này đại cung chủ, là có thể làm cho bọn họ chết một vạn thứ. Nghĩ vậy chút hậu quả. Cầm đầu thần ma nói cung pháp thần căng ra đầu đứng ra mở miệng nói như vậy một câu, hắn không dám trực tiếp tìm Medusa chất vấn, càng không dám tìm thoạt nhìn càng thêm thần bí Dương Nghị Vân, nhưng lại tìm yêu thần đạo cung cung chủ Hùng Du Thiên kêu oan. Bởi vì nơi này là hắn yêu thần đạo cung địa bàn, hơn nữa thần ma nói cung cùng yêu thần đạo cung chính là tề danh nói cung, tin tưởng mặc kệ thế nào, Hùng Du Thiên đều phải nói một câu. Mặc kệ là lời tốt lời xấu, thần ma nói cung này vì pháp thần muốn chính là một cái lý do, trở về lúc sau cũng hảo có cái lý do thoái thác. Sau đó, Hùng Du Thiên khóe miệng liền trừ trừ một chút. Hắn lo lắng sự vẫn là xuất hiện, chính là bởi vì ở hắn yêu thần đạo cung địa bàn thượng, mặc kệ nói như thế nào, Lăng Thiên Tử cái này ác thiếu bị giết, đều phải đối thần ma nói cung có cái công đạo, nếu không thần ma nói cung kia ba cái lão bất tử là sẽ không bỏ qua. Điểm này Hùng Du Thiên rõ ràng. Bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì tam đại nói cung thế lực cùng thực lực đều giống nhau. Ai cũng không sợ ai. Mà khi rất nhiều thần linh mặt, hắn nếu là không nói một câu, khó tránh khỏi cho người mượn cớ, lần sau ai còn dám tới tham gia bọn họ yêu thần đạo cung nói cung đại hội. Nhưng làm Hùng Du Thiên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi chất vấn Medusa? Vẫn là đi trách cứ Dương Nghị Vân, muốn công đạo? Này không phải vô nghĩa sao? Hùng Du Thiên hận không thể một cái tát chụp chết cái này thần ma nói cung pháp thần, quay đầu nheo lại đôi mắt xem qua đi nhìn chằm chằm cái này pháp thần, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười, trong lòng nghĩ như thế nào trả lời vấn đề này. Mà thần ma nói cung pháp thần, bị Hùng Du Thiên vị này yêu thần đạo cung người mạnh nhất nhìn chằm chằm. Cả người liền đổ mồ hôi lạnh, hắn trong lòng rõ ràng hắn những lời này chính là đắc tội Hùng Du Thiên, nhưng đối mặt tựa hồ nhìn qua càng thêm thần bí Dương Nghị Vân cùng không kiêng nể gì liền ra tay giết người Medusa, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đắc tội Hùng Du Thiên. Lúc này Dương Nghị Vân ha hả cười, trực tiếp mở miệng nói, thần ma nói cung người đúng không? Ách, là, tại hạ thần ma nói cung pháp thần Tiếu Loan. Tiếu Loan là thật không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ trực tiếp cùng hắn đối thoại. Đối cái này bị hai tôn chuẩn thánh đô xưng hô vi chủ nhân người, Tiếu Loan trong lòng đồng dạng không cho rằng là mặt ngoài nhìn qua thần chủ tu vi, mà là siêu việt thiên đạo cấp bậc cường giả càng cường giả. Tính lên là kẻ thù, nhưng Tiếu Loan lại một chút không dám có cái gì bất mãn, ngược lại có chút nơm nấp lo sợ, sợ vị này ra cái thứ nhất không cao hứng đưa bọn họ đều diệt. Dương Nghị Vân còn lại là đạm đạm cười nói, hôm nay bổn tọa tâm tình hảo, liền bất hòa ngươi so đo cái gì, trở về nói cho các ngươi cung chủ. Sát Lăng Thiên Tử chính là ta Dương Nghị Vân thủ hạ Medusa cái gọi là, cùng yêu thần đạo cung không quan hệ, Lăng Thiên Tử nói năng lỗ mãng, đáng chết, nếu là thần ma nói cung không phục, cứ việc tới tìm ta đó là, cút đi. Dương Nghị Vân nói xong không bao giờ xem vị này thần ma nói cung pháp thần liếc mắt một cái, trên mặt mang theo mỉm cười đối Hùng Du Thiên cười nói, Hùng cung chủ đi thôi, mang ta đi các ngươi yêu thần đạo cung đánh giá. Lúc này Hùng Du Thiên tâm đối Dương Nghị Vân là hảo cảm tăng nhiều. Hắn đang lo không biết như thế nào trả lời thần ma nói cung pháp thần nói hết sức, không nghĩ tới Dương Nghị Vân trực tiếp đem trách nhiệm tiếp nhận đi, hơn nữa một phen nói khí phách vô cùng, làm thần ma nói cung trực tiếp tìm hắn. Có đương gánh, có can đảm. Cái này biểu hiện ở Hùng Du Thiên nghĩ đến chính là cường giả phong phạm, căn bản liền không đem thần ma nói cung để vào mắt. Nghĩ như thế, Hùng Du Thiên đối Dương Nghị Vân là càng thêm tôn kính vài phần, trong lòng ám đạo, không hổ là hai tôn chuẩn thánh chủ nhân A. Dương mỗ nhân tự nhiên là nếu muốn đạt được Hùng Du Thiên hảo cảm, cố ý đứng ra nói lời này, hiệu quả thoạt nhìn là phi thường không tồi, hắn thấy được Hùng Du Thiên hai tròng mắt trung lập lòe ra hảo cảm độ thêm một thần sắc. Cái này Dương mỗ nhân càng yên tâm, từ hắn ở không trung thần thành đạt được nhân sâm quả sẽ xuất hiện ở yêu thần đạo cung một viên bắt đầu, hắn sở làm hết thảy đều là quay chung quanh nhân sâm quả mà đi động.
nửa đường đụng phải Medusa cùng Sa Hồ bà này hai tôn đại thần, hoàn toàn thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại, ở Sa Hồ bà và Medusa phụ trợ hạ, làm hắn xưng là người khác trong mắt siêu cấp cường giả, này có lợi cho hắn bước tiếp theo hành động đối đạt được nhân sâm quả chỗ tốt. Cho nên đối Hùng Du Thiên Tôn kính cùng mọi người kính sợ từ từ, Dương Mỗ Nhân chiếu đơn toàn thu. Từ giờ trở đi nhân thiết của hắn chính là thần bí mà cường đại siêu cấp cường giả, chỉ cần có thể hù người, có thể làm hắn được đến nhân sâm quả, cuối cùng có thể làm ngọc lả lướt khôi phục, hắn làm. Quản hắn có hay không nguy hiểm, lập tức làm lại nói. Dù sao thiên sập xuống, còn có Medusa cùng Sa Hồ bà ở. Dương Mỗ Nhân biết chính mình chấp niệm có điểm thâm, nhưng ở hắn xem ra đây là chuyện tốt. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không bị người phát hiện kỳ thật hắn chính là một cái thần chủ tu vi sự, hắn chút nào không lo lắng, dù sao ta chưa nói quá ta là siêu cấp cường giả, là các ngươi những người này tự nhận là. Mặc kệ chuyện của ta nhi, mà thần ma nói cung, hắc hắc này nồi nấu tạm thời làm Medusa kháng đi. Lại nói hắn cũng thật là không thèm để ý. Từ yêu thần đạo cung này đó cường giả cấp bậc tới xem, tam đại nói cung nếu tể danh, vậy đều là không sai biệt lắm tình huống. Yêu thần đạo cung cường đại nhất đại cung chủ Hùng Du Thiên chính là thiên đạo cảnh quy tắc áo nghĩa trình tự, và Medusa một cấp bậc, đương nhiên thoáng sánh bằng Đỗ Toa cường đại chút, nhưng cũng chính là ở chỗ, Hùng Du Thiên bước vào quy tắc áo nghĩa thời gian sánh bằng Đỗ Toa sớm, bản chất đều không sai biệt nhiều. Mặt khác phó cung chủ, còn lại là cùng Sa Hồ bà giống nhau, đều là thiên đạo cảnh giới, không bước vào quy tắc áo nghĩa giai đoạn. Dựa theo như vậy tính, thần ma nói cung nghĩ đến cũng không sai biệt lắm cứ như vậy. Thần ma nói cung nếu là thật tới tìm phiền toái, trừ phi là ba cái lớn nhỏ cung chủ tất cả đều tới, nếu không chỉ cần thiếu một cái tới, hắn tin tưởng Medusa cùng Sa Hồ bà đều có thể ứng phó. Nếu hơn nữa hắn hỗn độn chung nơi tay, liền tính là thần ma nói cung tam đại cung chủ đều xuất hiện, cũng không có gì ghê gớm, cùng lắm thì đánh không thắng liền chạy, hắn cũng không tin đối phương còn có thể lưu lại bọn họ không được. Cho nên nói Dương Mỗ Nhân trong lòng đánh bàn tính thực chính. Cố ý ở Hùng Du Thiên trước mặt trang một lần, hiệu quả không tồi. Mà thần ma nói cung pháp thần thiếu loan rắm cũng không dám đánh một cái. Trơ mắt nhìn Dương Nghị Vân một hàng bị Hùng Du Thiên mời vào yêu thần đạo cung. Đối thần ma nói cung những người này tới nói, đã không mặt mũi lại đãi đi xuống, ác thiếu lăng thiên tử bị giết, mặt mũi mất hết, lúc này thiếu loan chỉ có thể mang theo người rời đi. Trở về báo tang đi. Hắn cũng được đến muốn đệ lý do, trở về lúc sau cũng không đến mức bị tả phó cung chủ trách phạt. Thần ma nói cung người rời đi, nhưng Dương Mỗ Nhân còn lại là bị Hùng Du Thiên tự mình mang theo tiến vào yêu thần đạo cung. Ở Dương Nghị Vân trong lòng, yêu thần đạo cung cùng trong tưởng tượng giống nhau, quả nhiên tiến vào lưỡng nghi đại môn lúc sau là một phương thần cảnh thế giới. So với không trung thần thành cấp bậc cao không biết nhiều ít. Đầu tiên là địa phương đại đây là tất nhiên, nghiễm nhiên chính là một cái thế giới, nhưng thế giới này tất cả đều là yêu thần đạo cung địa bàn, không có dư thừa bất luận cái gì một phương thế lực tồn tại. Tiếp theo là thần nguyên lực nồng hậu trình độ gần như là sương mù hóa trạng thái, lúc sau là này một phương thế giới một thảo một mộc từ từ đều là tinh linh chi trạng. Đều cụ bị thần tính, nhưng huyễn hóa ra hình thái. Cùng hắn lúc trước đi phục hy nơi người hoàng nói một cái bộ dáng. Hoa cỏ cây cối đều là ba tấc khởi bước biến ảo tinh linh, nơi đi qua tinh linh khởi vũ, tiếng ca thiên lan, nghe đều làm nhân tâm thần yên lặng xuống dưới. Dương Nghị Vân trong lòng thầm nghĩ, thật sự không hổ là vĩnh hằng thần giới tam đại thánh địa chi nhất, có thể tọa ủng như vậy thần cảnh, khó trách có thể truyền thừa lịch sử đã lâu, được xưng nói cung, danh xứng với thực. Nói thật Dương Mỗ Nhân nhiều ít vẫn là có chút hâm mộ. Đương nhiên lại nói tiếp, ở hắn nơi thần giới. Kế thừa Càn Khôn Thần Điện thế giới, cũng đồng dạng là bực này thần cảnh cảnh tượng, chẳng qua Càn Khôn Thần Điện suy sụp lúc sau, căn bản liền không có nhân ra yêu thần đạo cung bực này sinh cơ bừng bừng khí tượng. Một đường đi đến, thần sơn kỳ phong hữu hình có linh, đặt chân tự động khai đạo, thần điện gác mái đếm không hết, khí phái vô cùng, mấu chốt nhìn qua liền không có nhân công kiến tạo dấu vết, tựa hồ hết thảy đều hồn nhiên thiên thành, bẩm sinh mọc ra tử giống nhau, xa hoa lộng lẫy. Phía sau còn lại là từng tiếng thổn thức thanh. Hắn bị mời vào tới, những người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ, yêu thần đạo cung người sẽ không làm quá khó coi, lưỡng nghi cửa mở ra, khắp nơi thế lực người tất cả đều vào được. Đối với yêu thần đạo cung thần cảnh cảnh tượng, mặc kệ là dĩ vãng đã tới vẫn là lần đầu tiên tiến đến thần linh đều là tán thưởng không thôi.
Dương Mẫu Nhân đi theo Hùng Du Thiên, tả hữu đi theo Medusa cùng Sa Hồ Bà Bà, phía sau là Ngọc Lả Lướt cùng Sa Hồ Thánh Nữ, Hoàng Thư Lang chờ, mình mông cuồn cuộn thượng yêu thần đạo cung nói cung sơn. Lúc sau vệ đội bị an bài ở một chỗ đơn độc đình viện, Dương Nghị Vân còn lại là bị an bài ở nói cung đỉnh một chỗ 9 tầng thần lâu, dùng Hùng Du Thiên nói, đây là toàn bộ yêu thần đạo cung cao quý nhất tân đạo tràng, có thể quan sát chính xác thần cảnh cảnh đẹp, thần nguyên lực sung túc, thần lâu thứ 9 tầng có yêu thần đạo cung lịch đại tiền bối Sở Lưu đại đạo hiểu được, có thể tùy ý tham quan. Đương nhiên cái này đãi ngộ giới hạn trong Dương Nghị Vân mấy người này. Dĩ vãng có thể tham quan, hoặc là có thể ở lại đi vào người, một bàn tay số lại đây. Đối Hùng Du Thiên cái này an bài, Dương Mẫu Nhân là tương đương vừa lòng, đều có chút ngượng ngùng, cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Hùng Du Thiên an bài hảo lúc sau, có tòa hạ đồng tử tới báo, nói là Thạch Mộc Đạo Cung cung chủ tự mình tiến đến, mặt khác còn có mấy nhà cổ xưa thế lực người đã đến. Như thế tình huống, Hùng Du Thiên liền đối với Dương Nghị Vân nói, tiền bối thỉnh tạm thời nghỉ ngơi, Hùng Mỗ làm chủ nhà muốn đi gặp mấy cái lão bằng hữu, 3 tháng sau nói cung thịnh hội chính thức mở ra. Đến lúc đó Hùng Mỗ lại đến thỉnh tiền bối xem lễ, này thần lâu có 3.000 cao giai tinh linh hầu hạ, tiền bối cứ việc sai phái, có cái gì yêu cầu thỉnh cứ việc nói ra đó là. Hùng cung chủ cứ việc đi giúp, không cần quản chúng ta Dương Mẫu Nhân chẳng lẽ khách khí một chút. Theo sau Hùng Du Thiên mang theo tả hữu 2 vị cung chủ rời đi. Mà giờ phút này Dương Mẫu Nhân ngồi ở thần lâu tầng thứ nhất đại sảnh, bên người là Sa Hồ Bà Bà, Medusa, Ngọc Lả Lướt, Sa Hồ Thánh Nữ, Đằng Xà, Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang. Cười mở miệng nói, này thần lâu pha đại, chúng ta đi lên tham quan tham quan, thứ 9 tầng đã có yêu thần đạo cung lịch đại tiền bối hiểu được, đây chính là khả ngộ bất khả cầu cơ duyên, nhưng đừng cúi chào lãng phí cơ hội. Hoàng Thư Lang lại là nhíu mày mở miệng nói, chủ nhân ta xem vẫn là thôi đi, vị này yêu thần đạo cung cung chủ Hùng Du Thiên nhiệt tình có chút quá mức, dựa theo hắn nói, này thần lâu nên là yêu thần đạo cung trọng địa. Đặc biệt là thứ 9 tầng, nếu là yêu thần đạo cung lịch đại tiền bối Sở Lưu ngộ đạo trọng địa, không đến mức đối chúng ta này đó người ngoài mở ra, có thể hay không có trá. Không đến mức đi, Dương Nghị Vân nghe xong cũng có chút lấy không chuẩn, nhìn về phía Sa Hồ Bà Bà và Medusa. Sa Hồ Bà Bà trầm ngâm một phen nói, Hoàng Thư Lang lo lắng cũng không phải không có lý, bất quá nghĩ đến cũng không có gì vấn đề lớn, Hùng Du Thiên hiển nhiên là đem Thiên Chúa trở thành siêu việt thiên đạo cấp bậc cường giả. Và lại có ta cùng rắn độc ở, hắn nếu là muốn làm cái gì cũng đến ước lượng một phen. Hơn nữa chúng ta cùng hắn yêu thần đạo cung không có trực tiếp xung đột, hắn không đạo lý ở phương diện này chơi trá, bất quá ở người khác địa bàn vẫn là hết thảy tiểu tâm thì tốt hơn hảo, mọi người đều cẩn thận một ít, luôn là tốt. Dương Nghị Vân nghe Sa Hồ Bà Bà nói chuyện, nhịn không được gật đầu, hắn ngẫm lại cũng là như thế. Đến nỗi Hoàng Thư Lang như cũ bảo trì giả phong cách của hắn, mọi việc ái cân nhắc. Nhiều suy nghĩ, đây là chuyện tốt, chẳng qua ở chung quy là cách cục nhỏ điểm, về sau còn phải chậm rãi bồi dưỡng mới có thể. Vậy đi thôi, đi lên nhìn kỹ hãng nói Dương Nghị Vân lập tức đánh nhịp. Kỳ thật này tòa thần lâu, chính là một chỗ tu luyện đạo tràng. Tổng cộng 9 tầng, chỉ có thứ 9 tầng là Hùng Du Thiên trong miệng nói trọng địa. Mặt khác 8 tầng đều là thích hợp tu luyện phòng. Phương tiện là thực đầy đủ hết, luyện đan luyện khí từ tu luyện phương tiện mỗi một tầng đều có. Theo sau Dương Nghị Vân mang theo mọi người một tầng tầng mà thượng, đương nhiên thần lâu có biến ảo tinh linh tồn tại, kỳ thật đều là nô bộc tồn tại, một đám ngoan ngoãn vô cùng, đi đến nơi nào đều có giải thích, cái gì phòng luyện đan gian ở địa phương nào, tu luyện là ở đâu từ. Vẫn luôn thượng 8 tầng cơ bản giống nhau, ở Dương Nghị Vân trong mắt này tòa thần lâu chính là khách sạn 5 sao, mỗi một tầng đều tương đương một cái tổng thống phòng xếp, hiểu biết lúc sau, bọn họ trực tiếp thượng thứ 9 tầng. Đối với Hùng Du Thiên trong miệng yêu thần đạo cung lịch đại tiền bối sở hữu tu luyện hiểu được có tò mò. Không đi xem dàn xếp không được lòng hiếu kỳ. Tới rồi thứ 9 tầng, toàn bộ chính là một cái thật lớn đại sảnh không có phân cách phòng, đi vào lúc sau đập vào mắt đó là từng khối huyền phù ở không, cách mặt đất 3 mét cao. Cốt khối. Lớn lớn bé bé đủ loại tản ra nhan sắc khác nhau sắc thái cốt khối. Nhỏ nhất gần có móng tay cái như vậy tiểu, lớn nhất tắc có cối xay như vậy thật lớn. Này đó cốt khối thực rõ ràng nhìn qua chính là nào đó động vật hoặc là thần thú trên người trong đó một khối xương cốt mà thôi. Dương Nghị Vân thần thức đảo qua không dưới 300 khối. Dựng lên đều có từng người độc đáo hơi thở tồn tại, tuy rằng ảm đạm, nhưng lại rất rõ ràng. Này những cốt khối cũng đều có bất đồng thuộc tính.
Dương Nghị Vân hô qua tới một con cỏ cây tinh linh hỏi cái này chút cốt khối là chuyện như thế nào. Tinh linh trả lời là, khách quý cần dụng tâm đi cảm thụ. Sau đó liền không có sau đó. Dương Nghị Vân kinh ngạc, nhìn rời đi tinh linh có chút vô ngữ, bất quá hắn nhưng nhìn ra tới, nơi này tinh linh càng như là người máy giống nhau, hoàn toàn chính là cả tòa thần lâu xử lý giả, không tồn tại cái gì trí tuệ cái loại này. Liền không hề đi hỏi nhiều. Mà Sa Hồ bà mở miệng nói, chủ nhân có lẽ này cốt khối yêu cầu dùng thần hồn chi lực đi cảm thụ. Là sao ta thử xem. Dương Nghị Vân khi nói chuyện, sau thượng đôi mắt đi nhắm ngay trong tầm mắt một khối cốt khối mà đi. Quả nhiên ngay sau đó hắn cảm giác thần hồn bỗng nhiên chấn động, lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại là phát hiện tiến vào một thế giới khác. Chuẩn xác mà nói càng như là một cái ảo cảnh. Pi, một tiếng thấp kém tiếng kêu nhớ tới. Lại là phát hiện hình ảnh một lần, ở một gốc cây cổ thụ thượng xuất hiện một cái tổ chim, nội loại một viên nắm tay lớn nhỏ xanh thẳm trứng chim phá xác, vẫn luôn cả người phát lam chim nhỏ mạo màu lam thần quang bay ra xào huyệt. Ngay sau đó ngao du phía chân trời. Cuối cùng này chỉ thần điểu đắc đạo hóa hình, có được rời non lấp biển, vật đổi sao rời đại thần thông. Hình ảnh kết thúc, hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện như cũ đứng ở tại chỗ động cũng chưa động một chút. Giờ phút này trong lòng có chút hiểu ra, trong đầu tựa hồ phải bắt được cái gì trọng điểm, nhưng lại trước sau chảo không được. Hỏi Sa Hồ bà nói, ta nhập định bao lâu thời gian? Thiên Chúa nhập định 3 ngày. Sa Hồ bà trả lời. Cái này trả lời làm Dương Nghị Vân sửng sốt, nguyên bản cho rằng lúc này đây nhập định khả năng đi qua thật lâu, không nghĩ tới mới 3 ngày. Nhưng này 3 ngày hắn lại thấy được vẫn luôn thần điểu từ ra tiếng đến trưởng thành vì một con được đến thần điểu quá trình. Nội tâm tổng cảm giác quái quái, dựa theo Hùng Du Thiên cách nói, này đó cốt khối đều là bọn họ yêu thần đạo cung lịch đại tiền bối tu luyện hiểu được, nói như thế tới, này đó xương cốt đều là yêu thần đạo cung tiền bối bản thể xương cốt. Bất quá trừ bỏ thấy được ảo cảnh ảo giác ở ngoài, tựa hồ với tu luyện hiểu được không có gì quan hệ. Cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút nghi hoặc. Ngẫm lại sau, Dương Nghị Vân tiếp tục nhìn về phía tiếp theo khối cốt khối. Mà những người khác cũng một đám từng người tuyển huyền phù ở trong đại sảnh cốt khối đi xem hoặc là nói là đi cảm thụ. Đương nhiên Medusa cùng Sa Hồ bà không có đi xem, các nàng hai cái tu vi cấp bậc, đã không phải đi xem này đó cốt khối có thể tăng lên. Dương Nghị Vân từng khối cốt khối xem đi xuống, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chìm vào. Những người khác còn lại là một đám ngược lại từ bỏ. Dù sao nhìn không ra cái gì đạo lý tới. Thời gian thực mau đi qua hơn 1 tháng. Dương Nghị Vân lại là quan khán 1/3 cốt khối. Lại là như cũ không có dừng lại. Lại qua đi 1 tháng thời điểm, Dương Nghị Vân đem trong đại sảnh cuối cùng một khối cốt khối xem xong. Nhưng hắn trong ánh mắt lại là lún xuống ra mê mang chi sắc, nhìn qua có chút ngu si bộ dáng, trong ánh mắt đã không có bình thường sáng rọi. Một màn này lại là sợ hãi ngọc là lướt, lập tức liền phải tiến lên đi, hơn nữa trong miệng kêu to một tiếng, Vân tử. Lại bị Sa Hồ bà ngăn lại nói, là lướt cô nương dừng bước, không cần đi quấy rầy Thiên Chúa. Vì cái gì, Vân tử nhìn qua lâm vào nào đó ma chướng ảo cảnh chung, không đánh thức hắn, sẽ rất nguy hiểm. Có thừa lo lắng Dương Nghị Vân, ngọc là lướt giờ phút này nhưng không để ý Sa Hồ bà có phải hay không thiên đạo cường giả vấn đề này, mở miệng đều có chút không tốt. Cũng may Sa Hồ bà cũng không tức giận. Ngược lại kiên nhẫn giải thích nói, nơi này mỗi một khối cốt khối chung đều ghi lại một vị thần linh từ sinh ra tới nói quá trình, nhìn như đơn giản, kỳ thật là tự nhiên thiên địa đại đạo, có thể xem hiểu có thể lý giải, chính là vô cùng chân quý tu đạo hiểu được. Thiên Chúa hắn một hơi quan khán xong rồi 365 khối đạo cốt, tất nhiên sẽ tạp đã chịu rất lớn đánh sâu vào cùng hiểu được, sinh ra ma chướng lại cũng là tất nhiên, tu luyện tu lòng có ma chướng mới là đại đạo, có thể phá chướng. Thiên Chúa đại đạo tất nhiên lại tiến thêm một bước, cho nên chúng ta chờ đợi đó là, không thể quấy rầy hắn. Mặt khác tính tính thời gian 3 tháng chi kỳ không đủ cửu thiên, các người tất cả đều đi ra ngoài bên ngoài chờ, người khác yêu thần đạo cung người tới đánh Thiên Chúa, lão thân lại lần nữa chờ Thiên Chúa tỉnh lại đó là. Ngọc là lướt nghe Sa Hồ bà như thế vừa nói lúc này mới hiểu được, trong lòng tĩnh xuống dưới, có chút ngượng ngùng đối Sa Hồ bà xin lỗi, là ta hiểu lầm tiền bối, thực xin lỗi. Là lướt cô nương chiết sát lão thân, nơi này giao cho lão thân có thể, các ngươi đi ra ngoài chờ đi, yên tâm đối Thiên Chúa tới nói là tạo hóa. Sa Hồ bà tự nhiên biết Ngọc là lướt cùng Dương mẫu nhân là cái gì quan hệ, không dám ở Ngọc là lướt trước mặt thác đại.
ta lưu lại đi Ngọc Lả Lướt kiên trì. Cuối cùng những người khác đều đi ra ngoài, Ngọc Lả Lướt cùng Sa Hồ bà ở lại đại sảnh chờ Dương Nghị Vân thức tỉnh. Đương nhiên cái này thức tỉnh chỉ chính là hắn đánh vỡ trong lòng ma chướng. Nhoáng lên cửu thiên thời gian giây lát tức đến. Cũng đây là ngày thứ 9 thời điểm, Dương Nghị Vân cả người lại là chấn động, tản mát ra thần hồn hơi thở. Ảm đạm không ánh sáng hai tròng mắt chung lại cũng dần dần quang mang lập lòe, càng ngày càng sáng khôi phục sáng rọi. Vân tử! Ngọc Lả Lướt kinh hỉ ra tiếng, nàng cảm nhận được Dương Nghị Vân cảnh giới đột phá tới rồi chung vị thần chủ trình tự, đây là tâm cảnh thượng đề thượng, đáng quý. Chúc mừng thiên chúa tâm cảnh tiến nhanh, Sa Hồ bà cũng cười mở miệng chúc mừng. Dương mẫu nhân phun ra một ngụm chọc khí, lại là nhếch miệng cười nói, may mắn a, ha ha, hiện tại chính là thiếu hạ yêu thần đạo cung một cái đại nhân tình Nga. Đích xác Dương mẫu nhân cảnh giới đột phá, tuy rằng chỉ cảnh giới thượng đột phá một cái tiểu cảnh giới, vừa ý nghĩa sâu xa, chính hắn rõ ràng lần này quan khán này đó đạo cốt ý nghĩa có bao nhiêu đại. Nói thiếu hạ yêu thần đạo cung một cái đại nhân tình, một chút đều không khoa trương. Lần này đem sở hữu cốt khối quan khán một lần, nội loại tuy rằng không phải cái gì công pháp thần thông, nhưng lại mỗi một khối chung ký lục một người viễn cổ yêu thần từ sinh ra tới nói quá trình. Đây mới là nhất khó được chân quý hiểu được. Là mỗi một vị viễn cổ yêu thần đối thiên đạo đại đạo cùng với tự thân tu hành ghi lại cảm thụ, ở Dương Nghị Vân xem ra đây là đại đạo chân lý. Cho nên hắn đột phá cảnh giới, trọng điểm là đối hắn ngày sau tu luyện đều có thật lớn chỗ tốt. Ân tình này thực trọng. Sa Hồ bà lúc này mở miệng nói, thiên chúa Hùng Du Thiên sợ là có việc cầu ngươi đi, nếu không cũng sẽ không đem này đó bọn họ yêu thần đạo cung lịch đại tiền bối đạo cốt cho chúng ta mở ra đánh giá, ân tình này sợ là không hảo còn. Đúng vậy, đích xác không hảo còn, bất quá chỉ cần có thể làm được, vậy cấp phải đáp ứng hắn, lần này thu hoạch với ta mà nói rất lớn. Dương Nghị Vân trầm ngâm nói, chủ nhân yêu thần đạo cung nhị cung chủ Thiên Hạc đã đến, nói là nói cung thịnh hội bắt đầu rồi, mời ngài đi xem lễ. Lúc này lại là Hoàng Thư Lang đi đến nói chuyện. Đi thôi, ta đi xem. Dương Nghị Vân gật gật đầu. Ngay sau đó cùng Sa Hồ bà, Ngọc Lả Lướt, Hoàng Thư Lang xuống lầu. Nhị cung chủ Thiên Hạc ở lầu một chờ. Đối với yêu thần đạo cung vị này nhị cung chủ Dương Nghị Vân còn có ấn tượng, ngày đó tuy rằng Hùng Du Thiên đã làm đơn giản giới thiệu, chỉ là nói Thiên Hạc là nhị cung chủ, nhưng Dương Nghị Vân ghi tạc trong lòng. Thiên Hạc cùng Sa Hồ bà là một cái cấp bậc thiên đạo cường giả, là trung niên người diện mạo, không câu nệ nói cười, cho hắn cảm giác thực trầm ổn. Ở trong mắt hắn yêu thần đạo cung ba vị cung chủ liền không có một cái là đèn cạn dầu. Hùng Du Thiên thân là đại cung chủ, diện mạo chính là hòa ái lão ông, nhưng trên thực tế lại là cái loại này thâm tàng bất lộ cáo già. Đương nhiên yêu thần đạo cung tam đại cung chủ chung, để cho Dương Nghị Vân ấn tượng khắc sâu chính là tam cung chủ Thoán Thiên. Dựa theo Sa Hồ bà nói, đại cung chủ Hùng Du Thiên cùng nhị cung chủ Thiên Hạc bản thể thuộc tính đều có thể nhìn ra một vài, Hùng Du Thiên là hùng tộc, Thiên Hạc là hạc tộc bất quá đều có thể là trong đó đứng đầu cái loại này vương giả thần thú. Duy độc tam cung chủ Thoán Thiên Medusa cùng Sa Hồ bà đều nhìn không ra chút nào manh mối tới. Ngày đó Hùng Du Thiên giới thiệu thời điểm cũng chỉ là nói một câu, đây là ta yêu thần đạo cung tam cung chủ Thoán Thiên, cũng không có nhiều làm giới thiệu. Mà lúc ấy Dương Nghị Vân trong mắt, tam cung chủ Thoán Thiên chính là cái tiếu diện hổ, đôi mắt đều có thể nói chuyện cái loại này, thuộc về bát diện linh lung loại hình, xem ai đều là một bộ Phật Di Lặc biểu tình, trừ cái này ra nhìn không ra có bất luận cái gì cảm xúc dao động tới. Tổng cảm giác có chút âm thật sâu. Cho nên Dương Nghị Vân các vị lưu ý vị nào tam cung chủ Thoán Thiên. Dù sao cũng phải tới nói, yêu thần đạo cung ba vị cung chủ, liền không có một cái là đèn cạn dầu, đều là chí yêu yêu chí yêu thần, không thể khinh thường. Trong lòng lung tung rối loạn nghĩ những việc này như thời điểm, đi tới lầu một đại sảnh. Giờ phút này nhị cung chủ Thiên Hạc lại là chỉnh hợp Medusa câu được câu không đang nói chuyện, trường hợp có chút giới. Bởi vì Medusa căn bản liền không phải ái nói chuyện, cũng sẽ nói chuyện cái loại này, Thiên Hạc cũng là trầm ổn bình tĩnh lời nói thiếu người. Nếu là những người khác đi bồi Thiên Hạc vị này thiên đạo cấp bậc cường giả đi nói chuyện, thật đúng là không tư cách. Nhìn đến Dương Nghị Vân xuống lầu lúc sau, vị này nhị cung chủ đứng dậy ôm quyền nói, tiền bối nhà ta đại ca mời các ngươi đi nói cung quan lễ, hắn có việc đi không khai, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao không sao. Hùng cung chủ hôm nay là chủ nhà tự nhiên muốn bận rộn một ít, không có gì đáng ngại, như thế chúng ta liền đi thôi. Dương Nghị Vân đảo cũng không nhiều lời,
đối với nhị cung chủ đối chính mình thái độ, kỳ thật hắn trong lòng là có điểm chột dạ, bất quá nhìn đến bên người Sa Hồ bà và Medusa sau, cái này chột dạ liền không tồn tại. Cái gọi là nói cung đó là yêu thần đạo cung nói cung đại điện, cũng là toàn bộ yêu thần đạo cung trung tâm mảnh đất. Khoảng cách thần lâu không xa, vài phút sau đoàn người liền thấy được thật lớn nói cung. Cao ước 100 mét, chiếm địa cây số phạm vi, thành hình tròn một tòa nói cung đại điện. Ở nói cung đại điện trước là một tòa nhưng dung nãi mấy chục vạn thần linh quảng trường. Hôm nay nói cung thịnh hội liền ở quảng trường cử hành. Giờ phút này toàn bộ trên quảng trường đã bố trí đầy một bộ bạch ngọc ghế dựa, rất lớn, một tòa là có thể cất chứa 10 người tới cái loại này, toàn bộ quảng trường hiện ra bát quái bãi trí, mỗi một cái ghế không còn chỗ ngồi. Ở một vòng còn có huyền phù tiểu gác mái, xem như một đám ghế lô. Mà nói cung đại điện còn lại là rộng mở, từ quảng trường mỗi cái góc nhìn lại đều có thể thấy được. Điểm này đến lúc đó không ảnh hưởng chủ nhà chủ trì đại hội. Tới rồi nói cung đại điện trước thời điểm có thể, Thiên Hạc dừng lại đối Dương Nghị Vân nói, tiền bối nói cung bên trong đại điện, chỉ có thể là thiên đạo cấp bậc cường giả đi vào, bên trong đều là thiên đạo chuẩn thánh cường giả, ngày này vài vị bằng hữu liền tọa lạc ở chỗ này đi, ngài và Medusa, Sa Hồ đạo hữu tiến vào đại điện là được. Nghe được nhị cung chủ Thiên Hạc nói như thế, Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng ngay sau đó đối Ngọc Lả lướt mấy cái gật gật đầu, làm cho bọn họ tọa lạc ở đại điện chi vị. Lại cũng đã là rất cao đãi ngộ. Vị trí đều là dựa vào trước. Cường giả vi tôn thế giới, thật là có quy củ, từ trước đến nay đều là cấp bậc nghiêm ngặt. Đến nỗi hắn. Ha ha, Dương Mỗ Nhân giờ phút này trong lòng kỳ thật ở nhút nhát. Bởi vì toàn bộ yêu thần đạo cung người đều đem hắn trở thành siêu việt thiên đạo đại lão, ngẫm lại muốn đi vào đại điện cùng nhất bang thiên đạo cường giả cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí còn địa vị thân phận bị phủng vượt qua thiên đạo cấp bậc, nói hắn trong lòng không nhút nhát đó là giả. Hảo! Chung quy sự tình tới rồi này một bước, hắn cũng quản không được như vậy nhiều, dù sao bên người có Medusa cùng Sa Hồ bà ở, cũng không có gì sợ hãi. Trong lòng chỉ cầu nguyện ngàn vạn có khác cái kia đuôi mù khiêu khích hắn, một khi thực sự có người khiêu khích, hắn cái này siêu việt thiên đạo tiền bối đã có thể lộ hãm, đến lúc đó tuyệt đối là mừng rỡ tử. Nhưng là ngẫm lại nhân sâm quả, ngẫm lại Ngọc Lả lướt hắn bất cứ giá nào. Cấp Ngọc Lả lướt mấy người dặn dò một phen, liền mang theo Medusa cùng Sa Hồ bà, đi theo ở nhị cung chủ Thiên Hạc phía sau đi vào nói cung đại điện. Đi vào đại điện, Dương Nghị Vân nhìn chung quanh một vòng. Tức khắc trong lòng liền có điểm phương. Hảo gia hỏa, cư nhiên có 5 người ở đại điện chung, Hùng Du Thiên làm ở chủ ngồi trên, bên phải là Tam cung chủ Thoán Thiên. Phía dưới tay phải là một người phụ nữ trung niên, bất quá lại là một thân phu nhân trang điểm, nhìn rất có khí chất. Bên kia còn lại là một già một trẻ 2 người. Ở bọn họ tiến vào đại điện thời điểm, 5 người ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người mình, Dương Nghị Vân đã sớm chuẩn bị, trên mặt chút nào không biến hóa, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm đầu chọc trực tiếp đi vào tới. Lại nói tiếp hắn cái này đầu chọc đầu tóc cũng không biết sao lại thế này, đến nay đều không có ở mọc ra tới, bất quá hắn cũng thói quen. Chính là đi đến bất luận cái gì trường hợp tổng hội trở thành bị người trong mắt tiêu điểm. Hiện tại hơn nữa Thiên Hạc, Medusa, Sa Hồ bà, đại điện chung đã có thể có 8 đại thiên đạo cấp bậc cường giả, đạm nhiên còn có hắn cái này ở Hùng Du Thiên nhãn chung siêu việt thiên đạo cấp bậc đại lão, không nhiều không ít vừa lúc là 9 người. Nghĩ đến là Hùng Du Thiên đã đối đại điện chung mặt khác mấy người nói lên quá hắn, Dương Nghị Vân vừa tiến đến liền cảm nhận được vài đạo ánh mắt dừng ở trên người hắn. Tổng cảm giác bọn họ ánh mắt đều tràn ngập lửa nóng. Loại cảm giác này thật giống như chính mình là một khối thịt mỡ, ở đây người đều tưởng đi lên cắn một ngụm giống nhau. Đại ca Dương tiền bối tới rồi. Đi tuốt đàng trước mặt Thiên Hạc đối với chủ tọa thượng Hùng Du Thiên nói. Ha ha ha, tiền bối mau mau nhập tòa. Hùng Du Thiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đối với Dương Nghị Vân nói chuyện, ý bảo Dương Nghị Vân ngồi xuống, hơn nữa chỗ ngồi liền ở hắn bên trái. Lại là ý bảo Tam cung chủ Thoán Thiên nhường một chút, làm Dương Nghị Vân ngồi ở hắn bên tay trái. Vị trí này xem như trừ bỏ chủ nhà vị trí ở ngoài đại điện trung đệ nhất. Dương Nghị Vân có cái cảm giác, cái này Hùng Du Thiên nếu không phải hôm nay hắn là chủ nhà, chủ ngồi vị trí đều có thể nhường ra tới. Lúc này Dương Nghị Vân trên thực tế trong lòng là mạo mồ hôi, đều mẹ nó chính là thiên đạo cấp bậc cường giả, chỉ có hắn là cái hàng giả, cố tình nhìn qua mọi người đều đương hắn là đại lão. Nhưng là có thể như thế nào đâu. Là các ngươi cho rằng, cũng không phải là ta nói, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống diễn kịch.
trên mặt giả bộ một bộ da vẻ nhẹ nhàng bộ dáng, mang theo nhàn nhạt ý cười, phi thường trang, gặp mặt Hùng Du Thiên mời nhập tòa, Dương Mỗ Nhân chắp tay sau lưng, không hề có khách khí ngồi qua đi ngồi xuống. Nhưng là trong miệng lại là tùy ý khách sáo một câu đa tạ. Đem một vị đại lão phong phạm suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Sa Hồ bà và Medusa tự nhiên cũng ngồi ở hắn bên người. Lúc này mọi người một lần nữa nhập tòa. Phía trước thời điểm, những người khác cũng đều lễ phép tính đứng dậy, xem như đối Dương Mỗ Nhân cái này đại lão tôn trọng. Một lần nữa nhập tòa lúc sau, đại gia nhưng đều chờ Hùng Du Thiên vị này chủ nhà lẫn nhau giới thiệu đâu. Hùng Du Thiên nhìn Dương Nghị Vân đầu tiên chỉ vào trung niên phu nhân nói, tiền bối vị này chính là tam đại nói cung chi nhất, Thạch Mộc Đạo Cung tam cung chủ Hồng Liên phụ nhân, lần này tiến đến ta yêu thần đạo cung quan lễ tham gia nói cung thịnh hội. Nói xong lúc sau, dừng một chút nói, Hồng Liên phụ nhân hắn chính là ta vừa rồi cho đại gia nhắc tới Dương Nghị Vân Dương tiền bối. Thạch Mộc Đạo Cung Hồng Liên gặp qua tiền bối phu nhân hoặc là nói Hồng Liên phu nhân đứng dậy đối Dương Nghị Vân chắp tay chào hỏi. Mang theo vài phần tò mò chi sắc, nhưng trên mặt lại là không hề có bất luận cái gì coi khinh chi sắc. Phía trước nàng tới thời điểm, cũng nghe nói Dương Nghị Vân và Medusa, Sa Hồ mấy cái ở yêu thần đạo cung ở ngoài chém giết thần ma nói cung lăng thiên tử việc, càng là nghe Hùng Du Thiên chính miệng giảng thuật Medusa cùng Sa Hồ bà xưng hô Dương Nghị Vân là chủ sự. Cứ việc đã sớm biết Dương Nghị Vân nhìn qua là thần chủ tu vi, dễ thân mắt thấy đến lúc sau, Hồng Liên trong lòng vẫn là không khỏi giật mình. Nhưng nàng cũng không dám là hảo đối Dương Nghị Vân bất kính, cũng không có hoài nghi cái gì, tới gần Hùng Du Thiên làm yêu thần đạo cung đại cung chủ chính miệng nói ra nói, sẽ không có cái gì xuất nhập. Hồng Liên tin tưởng Dương Nghị Vân là đại lão. Ngay sau đó Hùng Du Thiên tiếp tục giới thiệu một già một trẻ nói, tiền bối này nhị vị chính là đến từ Hoang Hải đáy biển chuẩn thánh, vĩnh hằng thần giới Hoang Hải chỉ phân Nam Bắc, bọn họ là Nam Hải huyền quy chuẩn thánh cùng Bắc Hải Bắc Cá chuẩn thánh, những người khác tiền bối đều nhận thức. Ta liền không nói nhiều giới thiệu. Kế tiếp ba vị cho các ngươi giới thiệu, Dương tiền bối ngồi xuống hai đại chuẩn thánh, Medusa cùng Sa Hồ. Hùng Du Thiên Chúa muốn giới thiệu chính là đến từ Thạch Mộc Đạo Cung phu nhân Hồng Liên phụ nhân, đến từ Nam Hải huyền quy cùng Bắc Hải Bắc Cá ba cái, đương nhiên trái lại cũng là cho ba người giới thiệu Dương Nghị Vân và Medusa cùng với Sa Hồ bà. Đến nỗi yêu thần đạo cung nhị cung chủ Thiên Hạc cùng tam cung chủ Thoán Thiên Đại gia đều nhận thức, cũng liền không ở nhiều làm giới thiệu. Dương Nghị Vân ba người tự nhiên cũng là yêu cầu một phen đáp lễ, hắn yêu cầu đi tìm hiểu ở đây mỗi một cái yêu thần, phải biết rằng này đó yêu thần nhưng đều là thiên đạo cấp bậc cường giả. Dựa theo ngồi ở hắn bên người Sa Hồ bà truyền âm lời nói, Hồng Liên phu nhân là cùng nàng một cái cấp bậc, nhưng đến từ Nam Hải huyền quy lão giả lại là và Medusa một cái cấp bậc, còn có đến từ Bắc Hải thiếu niên Bắc Cá, đồng dạng đều là thiên đạo quy tắc áo nghĩa cấp bậc. Tương đương ở đây một chút liền có bốn cái thiên đạo quy tắc áo nghĩa cường giả. Này đó yêu thần không chút khách khí nói, đều xem như thần giới đứng đầu cường giả. Không có một kẻ yếu. Duy nhất hắn một người, còn lại là một cái thật thật đồng thau, nhưng lại cố tình bị trở thành vương giả. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân trong lòng từng trận chột dạ. Cũng không biết Hùng Du Thiên đối này vài vị nói như thế nào, hắn phát hiện mỗi một cái nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang theo tôn kính cùng lửa nóng. Một phen khách sáo lúc sau, Hùng Du Thiên rốt cuộc tiến vào chủ đề, ngồi trên chủ ngồi trên đối mặt đại điện ở ngoài mấy chục vạn thần linh hô, yêu thần đạo cung thịnh hội hiện tại bắt đầu, đa tạ chư vị thần linh tiến đến kêu thảm thiết ta nói cung thịnh hội, cách ngôn nhắc lại, nhưng bổn tọa vẫn là muốn nói một lần. Lần này nói cung thịnh hội chia làm hai cái giai đoạn, đầu tiên là bảo vật giám bảo xếp hạng bắt đầu, lần này cùng dĩ vãng giống nhau, lão quy củ đi từ chư vị trong tay tuyển ra 10 đại thiên địa thần bảo. Thắng lợi giả nhưng đạt được ta yêu thần đạo cung công phu cùng chỉ điểm, nhưng nhập ta yêu thần đạo cung tu hành. Đệ nhị giai đoạn đó là, chuẩn thánh giảng đạo, lúc sau tự do giao dịch. Hùng Du Thiên giảng thuật xong, theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa gõ la thanh nhớ tới, tuyên bố nói cung thịnh hội mở ra. Dương Nghị Vân trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có người tìm hắn phiền toái, mà đắc tội thần ma nói cung người cũng không có tiến đến, thuận lợi đạt tới giám bảo giai đoạn. Cái gọi là giám bảo, mỗi người chỉ cần lấy ra bảo vật, lại đều có cơ hội tham gia yêu thần đạo cung chọn lựa 10 cái thứ tự cơ hội, ban đầu tự nhiên có yêu thần đạo cung 5 đại pháp thần tự mình hải tuyển 100 kiện thiên địa thần bảo, lúc sau đem chọn lựa ra tới 100 kiện thần bảo, đưa vào nói cung đại điện, đến lúc đó chính là nói cung đại điện sở hữu ở đây thiên đạo cấp bậc cường giả cộng đồng chọn lựa ra 10 đại bảo vật, hơn nữa liệt hảo thứ tự.
đến tận đây liền tính là hoàn thành, dám bảo giai đoạn. Nghe tới đơn giản, kỳ thật là cái phi thường tinh tế quá trình. Dương Nghị Vân lại là mong đợi lên, hắn được đến tin tức nhân sâm quả tất nhiên sẽ xuất hiện ở yêu thần đạo cung dám bảo thịnh hội thượng, trong lòng nghĩ nếu là nhân sâm quả sau khi xuất hiện, hắn hẳn là như thế nào giành. Liền ở Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ nhân sâm quả thời điểm, bên tai vang lên Hùng Du Thiên nói chuyện thanh, lại là tương lai đánh gãy. Chỉ nghe Hùng Du Thiên đạo, chư vị dám bảo yêu cầu thời gian còn cần một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta có thể tâm sự chính sự. Nghe được Hùng Du Thiên nói như vậy, Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, nghe tới, Hùng Du Thiên ý tứ này, yêu thần đạo cung thịnh hội căn bản chính là ngụy trang, cảm tình thật thật sự tình có khác mặt khác. Là cái gì chính sự nhi? Hắn nhưng thật ra có điểm tò mò, nhìn thoáng qua Sa Hồ bà bà, lại thấy Sa Hồ bà bà giao giao đầu, tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm. Ngẫm lại cũng là Sa Hồ bà bà và Medusa vẫn luôn đều tránh ở liệt dương sa mạc, căn bản là không có chú ý quá ngoại giới, hiện tại Hùng Du Thiên nói sự tình gì, thoạt nhìn ở đây những người khác đều biết, duy độc liền bọn họ ba cái không biết. Nhìn không được hỏi, Hùng cung chủ chính là có chuyện gì? Lúc này thời điểm Hùng Du Thiên vội vàng nói, a thiếu chút nữa quên mất, ba vị đều là ẩn sĩ, không rõ ràng lắm, vừa lúc, Hùng mỗ kế tiếp muốn nói chuyện này, cũng là thành ý mời ba vị gia nhập tiến vào. Dương Nghị Vân không có lại đi đánh gãy Hùng Du Thiên, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Chỉ nghe Hùng Du Thiên dừng một chút tiếp tục nói, chuyện này xem như thiên đạo cấp bậc mới biết được, cũng mới có thể tiếp xúc đến sự, càng là toàn bộ vĩnh hằng thần giới lớn nhất bí mật. Ở vĩnh hằng thần giới Hoang Hải Nam Bắc giao hội nơi, tồn tại một chỗ thần bí nơi, chúng ta xưng là, thánh đạo thần vực, thánh nhân thánh, vô số tuế nguyệt gần nhất, vĩnh hằng thần giới lịch đại thiên đạo cảnh giới cường giả đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào thánh đạo thần vực, bởi vì nơi nào vô cùng đặc thù, tồn tại thánh đạo di tích. Bước vào thiên đạo cảnh giới lúc sau, mọi người đều biết, gần là mới là thiên đạo cảnh giới tu luyện bắt đầu, tiếp theo giai đoạn là thiên đạo cảnh giới năm đại quy tắc áo nghĩa tu luyện. Chờ năm đại quy tắc áo nghĩa viên mãn lúc sau, cuối cùng là hợp đạo, dung hợp năm đại quy tắc áo nghĩa thành công, mới là siêu thoát thánh cảnh. Nhưng, bước vào thiên đạo lúc sau mỗi một cái giai đoạn đều là thật lớn thiên trảm, tưởng tăng lên nói dễ hơn làm. Thiên đạo cảnh giới cũng không phải là dựa hấp thu thần vật thần bảo là có thể vượt qua đi, mỗi một bước đều chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì không có bất luận cái gì lối tắt, không có tham khảo. Toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, đáng tin cậy chính mình thật sự có thể làm đến sao. Không nói cái khác, toàn bộ vĩnh hằng thần giới, đều tìm không ra một cái có thể hợp đạo, trăm vạn năm ngàn vạn năm xuống dưới, đều chỉ có thể vây, cũng chỉ có thánh đạo thần vực có hy vọng. Nơi đó có thánh đạo di tích, đối chúng ta chính là hy vọng, ai cũng không nghĩ dừng chân tại chỗ, đình mang không trước, cho nên thánh đạo thần vực chính là hy vọng, mỗi một cái thiên đạo cấp bậc người trước hy vọng. Còn có 500 năm thánh đạo thần vực liền sẽ tái hiện, sở hữu người bước vào thiên đạo cảnh giới cường giả đều sẽ đi vào. Nhưng tiến vào thánh đạo thần vực nguy hiểm rất lớn, bất quá nếu có thể có một vị năm đại quy tắc áo nghĩa viên mãn hoặc là càng cường hợp đạo cường giả tồn tại nói, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái, đến lúc đó sẽ tất nhiên sẽ có điều hoạch. Như thế Hùng Mỗ thành tâm mời tiền bối ba vị thêm, 500 năm lúc sau chúng ta một hồi đi trước thánh đạo thần vực, không biết tiền bối ý hạ như thế nào. Nga đúng rồi. Còn có chính là tổ chức nói cung thịnh hội mục đích, kỳ thật cũng là vì tiến vào thánh đạo thần vực làm chuẩn bị, một lần nói cung dám bảo đại hội, có thể vơ vét rất nhiều thần vật thần bảo, tiến vào thánh đạo thần vực tất yếu chuẩn bị là yêu cầu, cho nên đây mới là yêu thần đạo cung tổ chức thịnh hội căn bản nơi. Hùng Du Thiên giảng thuật một đống lớn, Dương Nghị Vân cũng nghe minh bạch, cái gọi là kinh thánh thần vực chỉ có thiên đạo cấp bậc cường giả mới có thể đi, cũng đối thiên đạo cấp bậc cường giả có trợ giúp. Ở Hùng Du Thiên Tâm đã sớm đem hắn trở thành cường giả, này đây vì lĩnh ngộ năm đại quy tắc áo nghĩa, thậm chí là đạt tới hợp đạo giai đoạn cường giả, mà hắn ý tứ là tiến vào thánh đạo thần vực chung, có một ít nguy hiểm nơi yêu cầu một vị bực này cường giả áp trận, đến lúc đó là có thể đạt được đại cơ duyên. Nhưng mấu chốt là, Dương Mỗ Nhân đừng nói là thiên đạo cảnh năm đại quy tắc áo nghĩa, liền tính là pháp thần đều con mẹ nó không phải, đi theo các ngươi đi chịu chết sao? Anh em phí lớn như vậy tinh lực chính là tới giành nhân sâm quả, trợ giúp Ngọc là lướt khôi phục dung mạo cùng tu vi, cũng không phải là gia nhập các ngươi đi cái gì thánh đạo thần vực. Không có hứng thú, cũng không cái kia thực lực đi. Đương nhiên Medusa cùng Sa Hồ bà hắn cũng không tính toán làm đi mạo hiểm, thật vất vả thu nạp hai đại cường giả, cũng không thể đi mạo hiểm, vừa nghe thánh đạo thần vực liền không phải cái gì thiện mà.
tuyệt đối là không đi. Nhưng là cự tuyệt cũng muốn một cái lý do không phải. Hiện tại hắn có chút minh bạch, Hùng Du Thiên làm hắn đưa vào yêu thần đạo cung thần lâu thứ 9 tầng quan khán những cái đó đạo cốt, quả nhiên là vì giờ khắc này làm chuẩn bị, lúc này nói ra, đổi làm bất luận kẻ nào thật đúng là không hảo cự tuyệt. Đau đầu a. Dương Nghị Vân trong lòng ngao gào. Nghĩ nghĩ Dương Nghị Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói, ai nha, bực này cơ hội đích xác khó được, đáng tiếc, bổn tọa có càng chuyện quan trọng phải làm, thoát không khai thân, nếu không liền gia nhập các ngươi cùng đi thánh đạo thần vực nhìn xem, như thế chỉ có thể xin lỗi. Dương Mỗ Nhân nói một cái gượng ép lý do cự tuyệt. Cái này làm cho Hùng Du Thiên sửng sốt, hai tròng mắt giữa dòng lộ ra thất vọng, nhưng lại là chưa từ bỏ ý định nói, xin hỏi tiền bối có cái gì chuyện quan trọng làm. Sao không nói ra? Nếu có thể làm được, Hùng Mỗ nguyện ý khuynh tấn toàn bộ yêu thần đạo cung rèn luyện vì tiền bối xử lý. Chờ Hùng Du Thiên dứt lời, Dương Nghị Vân còn không có mở miệng, Thạch Mộc đạo cung Hồng Liên phu nhân cũng mở miệng nói, không tồi, tiền bối như có cái gì muốn xử lý sự, cứ việc nói ra, chỉ cần có thể làm đến ta Thạch Mộc đạo cung cũng nguyện ý hỗ trợ, nhưng cầu tiền bối gia nhập chúng ta đi trước thánh đạo thần vực một hàng. Ta Nam Hải cũng nguyện ý tương trợ tiền bối. Ta Bắc Hải cũng ra một phần lực, thánh đạo thần vực mở ra một lần quá khó khăn, còn thỉnh tiền bối suy xét mới là, nếu là nhập thánh nói thần vực đối tiền bối tới nói tự nhiên cũng là một phần đại cơ duyên, nếu có thu hoạch, tiền bối nhưng ưu tiên đều có thể. Đến từ Hồng Hoang Nam Bắc hai vị thiên đạo chuẩn thánh cũng phụ họa lên. Cái này Dương Mẫu Nhân như là bị đặt tại hỏa thượng nướng giống nhau, trong lòng thẳng chửi má nó. Hắn đã nhìn ra. Những người này vì có thể tiến một lần chó má thánh đạo thần vực cái gì đều bất cứ giá nào. Nhưng mấu chốt là hắn không nghĩ a. Nhưng đối mặt vài đôi mắt nhìn chằm chằm, đều lửa nóng nhìn hắn, còn phi thường có thành ý nói ra giúp hắn giải quyết vấn đề, nghiễm nhiên đem hắn bước tới rồi góc chết a. Dương Nghị Vân căng ra đầu nói, bất mãn chư vị bên ngoài có một vị là bổn tọa đạo lữ, nàng vì bổn tọa hao tổn căn nguyên nguyên khí, tu vi cảnh giới từ thượng vị pháp thần đại té thần vương cảnh giới, trắng đầu. Già rồi dung nhan, lần này bổn tọa tiến đến yêu thần đạo cung, chính là nghe nói có nhân sâm quả xuất hiện, nghe đồn nhân sâm quả có thể khôi phục nguyên khí, nàng đối bổn tọa trọng yếu phi thường, thắng qua hết thảy. Ở bổn tọa trong lòng nàng mới là bổn tọa đại đạo, cho nên không phải bổn tọa không muốn gia nhập các ngươi đi thánh đạo thần vực, mà là tình huống của nàng chậm trễ không được, chỉ có thể xin lỗi. Dương Mẫu Nhân lời này nói vô cùng nghiêm túc, nhưng lại cũng là nửa thật nửa giả. Vẫn là cự tuyệt. Trong lòng nghĩ anh em đều kém lưu nước mắt, các người tổng không thể bắt lấy không bỏ đi. Nhưng là nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, kế tiếp phát triển hoàn toàn mất khống chế, chẳng qua là hỉ ưu nửa tham. Chỉ nghe Hùng Du Thiên cười ha ha nói, tiền bối nguyên lai là muốn nhân sâm quả, cái này hảo thuyết, lần này ta nói cung thịnh hội thượng, liền có một vị pháp thần mang đến nhân sâm quả, muốn với ta yêu thần đạo cung trao đổi bảo vật, vốn dĩ ta còn không có tính toán đổi. Nếu tiền bối muốn chuyện này liền giao cho ta tới làm, nhân sâm quả sau đó liền cấp tiền bối đưa tới. Dứt lời căn bản không đợi Dương Nghị Vân mở miệng, Hùng Du Thiên liền đối Tam Cung chủ thoán thiên đạo, tam đệ việc này ngươi tự mình đi làm đi. Là đại ca. Tam Cung chủ khóe miệng trừ trừ một chút, muốn nói lại thôi, chung quy vẫn là đứng dậy đi ra đại điện. Một màn này Dương Nghị Vân xem ở trong mắt, vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng là lại nói không ra khẩu, hắn thấy được rõ ràng. Tam Cung chủ thoán thiên khóe miệng trừ trừ, hắn quá quen thuộc, đó là một người thịt đau thời điểm mới có biểu hiện. Cái này làm cho Dương Nghị Vân minh bạch, Hùng Du Thiên trong miệng có được nhân sâm quả vị nào pháp thần tưởng cùng yêu thần đạo cung đổi bảo vật tất nhiên là yêu thần đạo cung trọng bảo, yêu thần đạo cung thay đổi người tham quả sẽ có hại. Như thế Dương Nghị Vân trầm mặc, hắn hao hết trắc trở vẫn là vì được đến nhân sâm quả, hiện giờ Hùng Du Thiên một câu liền thu phục, đây là hắn không có biện pháp cự tuyệt. Dương Nghị Vân bảo trì trầm mặc, nhưng giữa sân Thạch Mộc đạo cung Hồng Liên phu nhân lại mở miệng nói, vừa rồi nô gia nhìn thoáng qua vị nào là lướt cô nương, nói thật, Dương tiền bối vị nào cô nương muốn khôi phục chỉ dựa vào nhân sâm quả là không đủ, nhân sâm quả nhiều nhất làm nàng dung mạo khôi phục bình thường, có thể tưởng tượng muốn cho thực lực của nàng khôi phục đến thượng vị cấp bậc pháp thần, xa xa không đủ, nhưng ở thánh đạo thần vực lại có một loại có thể làm bị hao tổn cảnh giới khôi phục bình thường thần vật trợ giúp đến là lướt cô nương. Dương Nghị Vân nghe Hồng Liên phu nhân nói chuyện, tức khắc nheo lại đôi mắt nhìn về phía nàng, hắn tưởng từ vị này Hồng Liên phu nhân trong ánh mắt nhìn xem nàng lời nói có vài phần thật. Nhưng, Dương Nghị Vân thất vọng rồi. Hồng Liên phu nhân không hề có kiêng dè hắn,
này thuyết minh nàng chưa nói dối, cũng không phải vì làm hắn đi thánh đạo thần vực mà bịa đặt ra tới nói dối. Trên thực tế đối Ngọc Lả lướt tình huống, hắn cũng không biết nhân sâm quả có thể hay không làm nàng hoàn toàn khôi phục, sâu trong nội tâm cảm thấy không có khả năng, hắn kiểm tra quá Ngọc Lả lướt tình huống thân thể, kỳ thật thực không xong. Có lẽ đúng như Hồng Liên phu nhân lời nói, nhân sâm quả chỉ đủ Ngọc Lả lướt khôi phục dung mạo, đương nhiên lời này mà Hồng Liên phu nhân giảng thuật bảo thủ, nhân sâm quả chính là thiên địa thần vật, vĩnh hằng thần giới nổi tiếng, tự nhiên không ngừng là điểm này công hiệu. Đơn giản là Hồng Liên phu nhân vì làm hắn gia nhập các nàng cùng đi thánh đạo thần vực bảo thủ cách nói mà thôi. Bất quá muốn hoàn toàn làm Ngọc Lả lướt khôi phục tu vi khả năng chỉ dựa vào nhân sâm quả thực không đủ, điểm này hắn tin tưởng Hồng Liên phu nhân sẽ không lừa hắn, cũng không cần phải lừa hắn. Ngay sau đó Hồng Du Thiên cũng nói, đúng vậy, ta nhớ ra rồi thánh đạo thần vực chung có một loại thần bảo tên là cửu trọng niết bàn hoa, hoa khai cửu trọng một niết bàn. Đúng là chữa trị bị hao tổn cảnh giới tu vi thần vật, việc này ta có thể làm chứng Hồng Liên phu nhân lời nói không được, thượng một lần thánh đạo thần vực mở ra thời điểm, ta đã thấy, chẳng qua kia một lần một đóa cửu trọng niết bàn hoa bị thần ma nói cung đến đi. Dương Nghị Vân nội tâm tan vỡ. Sát, các ngươi đều nói như vậy, ca có thể làm sao bây giờ? Dương Nghị Vân biết cái này mời là cần thiết đi, không có biện pháp, Hùng Du Thiên trả giá đại đại giới. Hơn nữa vì có thể làm Ngọc Lả lướt hoàn toàn khôi phục, hắn không lựa chọn. Khóe miệng trừ trừ nói, một khi đã như vậy xem ra thánh đạo thần vực là bay đi không thể, hành, chúng ta đây ba cái liền đi theo chư vị đi một chuyến. Như thế đại thiện, có Dương tiền bối gia nhập, tin tưởng lần này chúng ta tiến vào thánh đạo thần vực tất nhiên có điều hoạch. Hùng Du trời cao hưng lên, rốt cuộc đem Dương Nghị Vân thu phục. Trọng điểm là hắn thu phục Dương Nghị Vân, không chỉ là một cái, mà là ba cái. Medusa cùng Sa Hồ bà đều là Dương Nghị Vân thủ hạ, thu phục Dương Nghị Vân chẳng khác nào thu phục Medusa cùng Sa Hồ bà, một chút tương đương gia nhập ba cái giúp đỡ, đi thánh đạo thần vực kia chờ địa phương, cường giả càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc có thể cùng thần ma nói cung chống lại một chút, Hùng Du Thiên Tâm nghĩ đến. Đại ca nhân xâm quả đổi lấy. Liền vào giờ phút này, Tam Cung chủ Thoán Thiên trong tay phủng một cái bạch ngọc hộp đi đến. Còn Dương tiền bối đi Hùng Du Thiên nói thẳng nói, hắn bày ra ra rộng lượng một mặt. Dương Nghị Vân giờ phút này trong lòng có chút kích động. Vẫn luôn còn ở trong lòng tính toán như thế nào có thể được đến nhân sâm quả, không nghĩ tới như vậy thuận lợi liền đổi tay. Đối Ngọc Lả lướt ưng thuận hứa hẹn cuối cùng là thực hiện một nửa. Tiền bối Tam Cung chủ Thoán Thiên trực tiếp đưa tới Dương Nghị Vân trước mặt. Đa tạ Dương Nghị Vân tiếp nhận bạch ngọc hộp, hắn không lại làm ra vẻ, thứ này hắn yêu cầu. Tiếp nhận lúc sau vung tay lên liền mở ra hộp. Tức khắc dáng màu đại lượng. Sinh mệnh chi lực cùng thần hồn chi lực đồng thời phát ra mà ra, còn có nồng đậm thần nguyên lực hỗn loạn ở trong đó, gắt gao là lần này phát ra hơi thở hắn hút vào một ngụm khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng ra. Thứ tốt a, quả nhiên là thần vật chí bảo. Dương Nghị Vân ở trong lòng cảm thán một câu. Bạch ngọc bên trong hộp nhân sâm quả cũng không phải là khi còn nhỏ xem Tây Du Ký chung như vậy bộ dáng. Mà là toàn thân lóng lánh ngũ sắc dáng màu, ngược lại là giống một gốc cây nhân sâm giống nhau hình tượng, có căn cần xúc tua, thoạt nhìn như là hình người. Dương Nghị Vân nháy mắt lại đắp lên cái nắp, bực này bảo vật bại lộ ở không khí hạ, tất nhiên sẽ sói mòn trong đó năng lượng. Bà giao cho ngươi, trợ giúp Ngọc Lả lướt làm nàng đi hấp thu đi. Dương Nghị Vân đem nhân sâm quả giao cho Sa Hồ bà, nhìn nàng đi tìm Ngọc Lả lướt trợ giúp Ngọc Lả lướt đi dùng nhân sâm quả. Bực này thần vật có cái cao thủ tương trợ mới bảo hiểm. Là Sa Hồ bà mang theo nhân sâm quả khom người rời đi đại điện. Dương Nghị Vân nhìn về phía Hùng Du Thiên trầm ngâm một chút nói, Hùng cung chủ Dương Mỗ biết yêu thần đạo cung trả giá đại giới đổi lấy nhân sâm quả, như thế giúp ta đại ân, Dương Mỗ đáp ứng Hùng cung chủ đi trước thánh đạo thần vực, nhưng việc nào ra việc đó, này nhân sâm quả nhân quả cần thiết trả lại ngươi một chút. Thả không biết Hùng cung chủ dưới tòa có hay không hậu bối. Dương Mỗ trong tay có một giọt thần thủy, nhưng cải thiện huyết mạch, như không chê liền lấy ra tới làm đáp lễ. Dương tiền bối quá khách khí, một viên nhân sâm quả mà thôi, ta yêu thần cung đổi đến khởi, không cần tiêu pha. Hùng Du Thiên nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, lại là hào phóng phất tay không cần Dương Nghị Vân tiêu pha. Bất quá Hùng Du Thiên tâm kỳ thật vẫn là có vài phần chờ mong, hắn là yêu thần, tự nhiên rõ ràng yêu thần tăng lên huyết mạch ý nghĩa cái gì, chính là về phương diện khác cũng không báo cái gì kỳ vọng. Bởi vì tăng lên huyết mạch há là dễ dàng. Cũng không tính toán muốn Dương Nghị Vân chỗ tốt,
liền muốn cho Dương Nghị Vân thiếu yêu thần đạo cung nhân tình, đến lúc đó đi thánh đạo thần vực mới có thể có lý do thoái thác. Nhưng là ngay sau đó Hùng Du Thiên lại là nói không ra lời, ánh mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, nhẹ nhẹ chăm chú vào Dương Nghị Vân ngón tay tiêm thượng. Bởi vì Dương Nghị Vân bị vung tay lên liền nhìn đến đầu ngón tay thượng màu tím vầng sáng chợt lóe, xuất hiện một giọt ánh sáng tím lấp lánh giọt nước, mà này một giọt giọt nước xuất hiện thời điểm, toàn bộ đại điện tràn ngập sinh cơ, so với vừa rồi Dương Nghị Vân mở ra nhân sâm quả sinh cơ năng lượng còn muốn nồng hậu mấy chục lần. Cũng là bảo vật a. Dương Mỗ Nhân lại là trong lòng hắc hắc mà cười nói thầm, đào cái hố không biết có hay không người nhảy đâu. Sự thật chứng minh sinh mệnh chi thủy đối bất luận cái gì cấp bậc yêu tộc đều có tác dụng, đương nhiên lời nói không thể quá chậm, chỉ thiếu thiên đạo cấp bậc chính là không thành vấn đề có hiệu quả. Điểm này Medusa cùng Sa Hồ bà đều chứng minh rồi. Dương Mỗ Nhân hiện tại lấy ra tới một giọt sinh mệnh chi thủy, hắn biết là chơi với lửa, khá vậy rõ ràng này một phen hỏa nếu là chơi thành công. Đối hắn sẽ khởi đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi so nói. Ở đây mấy ngày này nói cấp bậc cường giả dùng nói. Ngao. Dương Mỗ Nhân nội tâm gào giống, ngẫm lại liền kích động. Nhưng là mặt khác, này có chút không hiện thực. Rốt cuộc đều là một đám lão yêu quái. Medusa cùng Sa Hồ bà dùng sinh mệnh chi thủy, kia hoàn toàn là ở trấn áp cùng tự nguyện chi gian. Đầu tiên nói Medusa đi, nếu không phải hỗn độn chung trấn áp nàng. Muốn cho nàng ăn vào sinh mệnh chi thủy không quá khả năng, mà Sa Hồ bà mặt sau lại là tự nguyện. Tới rồi ở đây này đó cường giả trước mặt, Dương Nghị Vân biết là không dễ dàng, cứ việc sinh mệnh chi thủy tản mát ra đối bọn họ cường hữu lực hấp dẫn, nhưng hắn như cũ không có gì tin tưởng. Cho nên ngay từ đầu Dương Nghị Vân liền hỏi Hùng Du Thiên có hay không cái gì hậu bối. Vì chính là muốn đánh mất một chút Hùng Du Thiên cùng những người này băn khoăn, làm tốt mặt sau làm trải chăn, hoặc là nói đào cái hố. Đến lúc đó liền xem có bao nhiêu người có thể nhảy vào tới. Dương Nghị Vân cũng không tính toán một chút khiến cho Hùng Du Thiên những người này nhảy vào hố tới. Hắn đầu tiên phải làm cái trải chăn, tỉ như hiện tại hỏi Hùng Du Thiên tìm một cái hậu bối tới. Chính là làm ví dụ ra tới, ở này đó lão yêu nội tâm mai phục một viên hạt giống, chờ đến thích hợp thời điểm tự nhiên sẽ nảy mầm. Minh mặt, làm này đó lão yêu quái, trở thành ăn vào một giọt tràn ngập sinh cơ năng lượng thần thủy. Đối yêu tộc trời sinh có dụ hoặc lực thần thủy tuy hảo, nhưng đối này đó tu luyện vô số tuế nguyệt lão yêu tới nói, tự nhiên minh bạch một đạo lý, bên kia là càng có thật lớn dụ hoặc lực, sau lưng thường thường cất giấu thật lớn nguy hiểm. Rất khó làm cho bọn họ mạo hiểm. Luôn là phải có cái ví dụ hoặc là quan sát mới được. Đối với giờ phút này Hùng Du Thiên xem ra nói, Dương Nghị Vân đầu ngón tay thượng này một giọt thần thủy đích xác tràn ngập lực hấp dẫn, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Hùng Du Thiên nhìn nhìn, đều cảm giác chính mình trong cơ thể máu ở nhảy nhót. Nguyên bản cho rằng Dương Nghị Vân chính là khách sáo một chút lấy ra tới một loại thần vật, xem như quả quả mặt mũi, nhưng hiện tại thoạt nhìn, lại không phải hắn tưởng tượng keo kiệt như vậy. Nếu không phải tu luyện vô số tuế nguyệt dưỡng thành cẩn thận thói quen, Hùng Du Thiên lập tức liền tưởng chính mình nuốt vào cảm thụ một chút, Dương Nghị Vân đầu ngón tay thượng này một giọt mạo màu tím vầng sáng giọt nước rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật. Cứ nhiên ẩn chứa như thế cường đại sinh cơ chi lực, càng là làm hắn cảm nhận được máu nhảy lên. Bất quá Hùng Du Thiên tự nhiên sẽ không như thế lỗ mãng, như thế nào sẽ đi tự mình mạo hiểm. Đúng rồi, này loại bảo vật liền như vậy một giọt, hơn nữa không thể lấy ra tới quá dài thời gian, nếu không sẽ mất đi công hiệu trở thành phế thải, Hùng Cung Chủ còn thỉnh tìm cái hậu bối tiến đến, chớ có lãng phí bổn tọa bực này trọng bảo. Dương Mỗ Nhân thêm phát hỏa, nhưng là nói chuyện thời điểm. Trên mặt lại là vẻ mặt trộm đau bộ dáng, một bộ vạn phần không muốn biểu tình. Hùng Du Thiên giờ phút này chính là thấy được Dương Nghị Vân bộ dáng, ngẫm lại sau nhìn thoáng qua bên người nhị cung chủ Thiên Hạc, gật gật đầu, ngay sau đó Thiên Hạc đứng dậy lục soát một chút rời đi đại điện. Lúc này hắn mới nói, đa tạ tiền bối hậu ban, còn thỉnh tiền bối sau đó, Hùng Mỗ thật là có cái không nên thân phía sau lưng, này một phần đại cơ duyên liền cho nàng đi. Như thế rất tốt, Dương Nghị Vân gật gật đầu. Nhưng trong lòng nói một tiếng đáng tiếc. Quả nhiên Hùng Du Thiên cái này lão yêu quái cẩn thận. Nhìn xuống sinh mệnh chi thủy dụ hoặc, bồi đi ra ngoài nhị cung chủ Thiên Hạc tìm cái gọi là hậu bối đi, ở Dương Nghị Vân nghĩ đến đơn giản là đi tìm có thể tin được thí nghiệm phẩm mà thôi. Nhưng với hắn mà nói, ai đều giống nhau. Chỉ cần ăn vào hắn sinh mệnh chi thủy, mặc kệ bất luận kẻ nào, sinh tử đều đem nắm giữ ở hắn trong tay. Ngay sau đó, năm sáu tức thời gian, đại điện trung thần quang chợt lóe.
Tam thúc ta còn không có ăn xong đâu, buông ta ra. Gì, như thế nào đến đại điện? Cha! Một tiếng rất có tự tính, giống như linh điểu giống nhau dễ nghe thanh âm vang lên. Nhưng là... Phốc! Dương Mỗ Nhân đầu tiên không nhịn xuống liền bật cười. Bởi vì hắn thấy rõ ràng người đến là cái bộ dáng gì. Bị nhị cung chủ Thiên Hạc Ninh Cổ xuất hiện, lại là một tôn. Một tôn, thân cao mã đại, béo nữ. Là cái nữ tử. Nhưng thân cao tiếp 2 mét có thừa, thể béo vô cùng, quả thực giống như là thịt sơn. Ít nói tựa hồ cũng có đến có 5-600 cân đi. Dương Nghị Vân đánh giá này vẫn là bảo thủ phỏng chừng. Ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ xiêm y, chẳng ra cái gì cả. Ngũ quan chuyển qua tới thời điểm, đều có chút thấy không rõ, bởi vì đầy mặt tất cả đều là thịt. Ở nhân tộc trung hình dung một người mặt đại, tổng hội tới một câu chậu rửa mặt so sánh, nhưng lại đều là khoa trương cách nói. Nhưng hiện tại đối trước mắt này một tôn béo quái vật khổng lồ tới nói, nàng mặt chính là thật đánh thật chậu rửa mặt giống nhau đại. Quả thực là, nhìn Dương Mỗ Nhân cổ họng đều có chút kia gì. Tốt nhất chơi là, cái này béo nữ xuất hiện lúc sau, đứng vững sau thấy rõ ràng hoàn cảnh cũng phản ứng lại đây, miệng bóng nhảy tựa hồ ở bị Thiên Hạc chộp tới thời điểm, còn ở ăn vụng thứ gì, nhìn đến Hùng Du Thiên lúc sau, thực thanh thúy kêu to một tiếng cha. Cái này thân phận đã cho thấy, này một tôn, cao to đại thần chính là Hùng Du Thiên nữ nhi. Dương Nghị Vân không nhịn cười ra tới, nghe được xưng hô lúc sau, lại là vội vàng dừng, cũng đừng làm cho tưởng Hùng Du Thiên ghi hận. Lại xấu tốt xấu là người ta khuê nữ không phải. Hoan nhi, gặp qua chư vị tiền bối đi. Cái này béo nữ phản ứng đến lúc đó không chậm, gian nan vô cùng làm ra ôm quyền khom người hành lễ. Tự xưng Hoan nhi. Làm tiền bối thấy hiệu quả, đây là tiểu nữ Hùng Hoan, tiền bối thần thủy khiến cho tiểu nữ dùng đi Hùng Du Thiên nói chuyện bên trong nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, trong ánh mắt thần sắc là vô cùng phức tạp. Hắn một tiếng đều là truyền kỳ, nhưng duy độc cái này nữ nhi lại là. Hùng Hoan từ sinh ra chính là trời sinh liền béo, lớn lên lúc sau càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại có cái phi thường quỷ dị đặc điểm, tu vi không phải yêu thần bất luận cái gì hệ thống, căn bản là vô pháp tu luyện, nhưng thiên thần thần lực, lực lượng theo lớn lên càng ngày đại cường đại, nhìn như không có bất luận cái gì tu vi, lại là sớm bùng nổ thời điểm, chẳng sợ chính là hắn cái này đương cha thiên đạo cao thủ cũng không dám đi chính diện nghênh đón cái này nữ nhi một quyền. Trời sinh kỳ xấu, không đối ứng nên là kỳ béo nguyên nhân. Làm Hùng Hoan trở thành toàn bộ yêu thần đạo cung hiệu quả, liên quan hắn cái này cung chủ cũng bị người sau lưng nghị luận. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, ý đồ làm nữ nhi khôi phục bình thường, đáng tiếc đều không có chút nào hiệu quả, sau lại liền từ bỏ. Hôm nay nghe được Dương Nghị Vân một phen lời nói trên tay hắn thần thủy có thể cải thiện huyết mạch, nhưng thật ra làm Hùng Du Thiên nghĩ tới cái này sắp bị hắn quên đi nữ nhi. Thân là yêu tộc hắn tự nhiên rõ ràng huyết mạch cải thiện đối yêu tộc tới nói ý nghĩa cái gì, trong lòng nghĩ nếu là Dương Nghị Vân này một giọt thần trái cây thật có thể cải thiện huyết mạch, có lẽ có thể làm nữ nhi thử xem, nói không chừng nữ nhi huyết mạch cải thiện lúc sau, hình thể là có thể khôi phục bình thường đâu. Không nói trông cậy vào nàng có thể tu luyện, nhưng chỉ cần hình thể thoáng bình thường một ít, đều là tốt, tuy rằng cái này nữ nhi cho hắn danh dự mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng, nhưng nói đến cùng chung quy là nữ nhi. Thân là phụ thân, sao có thể mặc kệ chính mình hài tử. Dương Nghị Vân lấy ra này một giọt thần thủy, hắn có thể cảm nhận được thật là trọng bảo. Có lẽ thật sự sẽ hữu dụng. Chỉ có nói Dương Nghị Vân thần thủy có thể hay không đối nữ nhi Hùng Hoan tạo thành cái gì thương tổn, cũng hoặc là nói có hay không cái gì độc, Hùng Du Thiên là chút nào không lo lắng. Bởi vì hắn cái này xấu xí nữ nhi trời sinh liền cùng khác yêu tộc không giống nhau, trời cao cho nàng xấu xí bề ngoài cùng có khuyết tật thân thể. Nhưng lại cũng bồi thường nàng mặt khác một ít bảo mệnh chỗ tốt. Hùng Hoan thể chất thực đặc thù, thế cho nên hắn thiên đạo cấp bậc cường cũng nhìn không thấu, hoặc là nói nhìn không ra một cái nguyên cớ tới. Nhưng là có thể biết được chính là, nữ nhi Hùng Hoan trừ bỏ trời sinh thần lực cường đại ở ngoài, thể chất cũng là nước lửa không xâm bách độc bất xâm. Huống hồ hắn biết Dương Nghị Vân không đến mức dám ở yêu thần đạo cung hại hắn nữ nhi, cứ việc Dương Nghị Vân trong mắt hắn là cái thần bí cường giả. Cũng thật dám ở yêu thần đạo cung trắng trợn táo bạo làm cái gì hẳn là không đến mức, cũng không cần thiết, càng không dám đi. Hảo, vậy như Hùng cung chủ mong muốn, không đủ ta yêu cầu một gian mật thất, hiệp trợ ngươi nữ nhi dùng, ta này thần thủy đặc thù, chính là thiên địa chi gian nhất đẳng nhất trí bảo, yêu cầu phối hợp một ít độc môn bí pháp, không biết Hùng cung chủ có dám làm nữ nhi thử một lần.
Lời nói cuối cùng Dương Mỗ Nhân mang theo ý cười nhìn về phía Hùng Du Thiên. Ha ha ha, Hùng Du Thiên hảo sảng cười to nói, tiền bối nói đùa, có gì có dám hay không, chúng ta chi gian nếu đã đánh thành đi trước thánh đạo thần vực nhất trí mục tiêu, ngài lại là tiền bối, có thể cho ra này một giọt thần thủy, chính là tiểu nữ tạo hóa, ta đây liền an bài tiền bối mật thất. Nói chuyện chung Hùng Du Thiên đối với đại điện một góc vung tay lên, tức khắc một cánh cửa xuất hiện. Lúc này mới đối Dương Nghị Vân nói, tiền bối thỉnh. Nói xong lại đối nữ nhi Hùng Hoan nói, Hoan Nhi đi theo vị tiền bối này đi mật thất đi, hết thảy nghe theo Dương tiền bối phân phó, thần thủy chính là trọng bảo có cải thiện huyết mạch chi công, có thể hay không làm ngươi có điều thay đổi liền xem ngươi tạo hóa. Nữ nhi đã biết lúc này Hùng Hoan ở phụ thân Hùng Du Thiên trước mặt có chút sợ hãi, cúi đầu theo tiếng. Ngay sau đó Dương Nghị Vân ý bảo Hùng Hoan đuổi kịp, hai người hướng về mật thất đi đến. Chẳng qua Hùng Hoan mỗi đi một bước đều phát ra ầm 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 thanh âm, làm cho cả đại điện đều mới thôi chấn động, hơn nữa nàng đi đường đều gian nan. Mật thất chung Dương Nghị Vân đi vào lúc sau, Dương Nghị Vân phất tay đóng cửa, hơn nữa không được kết giới. Một gian 60 mét vuông mật thất chung, chỉ có Dương Nghị Vân cùng Hùng Hoan hai người. Tiền bối ta nên làm như thế nào? Hùng Hoan nhược nhược hỏi. Nàng thanh âm mang theo một chút đồng âm, rất êm tai, nhưng lại có chút khiếp đảm. Cùng nàng thật lớn mập mạp thân thể hoàn toàn không đáp biên. Và miệng đem này một giọt thần thủy nuốt vào sinh mệnh chi thủy lấy ra tới sau, nhiều nhất có thể bảo trì 3 phút thời gian đi qua liền sẽ bốc hơi, hiện tại thời gian liền đến, Dương Nghị Vân cũng không có thời gian cùng nàng nói thêm cái gì, trực tiếp làm nàng nuốt sinh mệnh chi thủy. Nga Hùng Hoan nga một tiếng, lại là không chút do dự một trương miệng đem Dương Nghị Vân đưa đến bên miệng sinh mệnh chi thủy nuốt đi xuống. Dương Nghị Vân sửng sốt. Không nghĩ tới cái này hùng nữ sẽ như thế chạy nhanh lưu loát, không chút do dự nuốt vào sinh mệnh chi thủy, nhịn xuống hỏi, ngươi liền không lo lắng đây là nọc độc. Ta cảm giác được đến đại ca đối ta không ý xấu, hơn nữa này một giọt thần thủy, làm ta cảm nhận được trong cơ thể máu sôi trào. A, à, giống giống. Hùng nữ một phen nói còn chưa dứt lời, trong miệng liền phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó lại là gầm rú. Chạm vào. Nàng thật lớn thân hình một chút ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng nặng nề. Toàn thân đều bắt đầu sáng lên, nhưng lại là kia trương nhàn nhạt huyết quang. Dương Nghị Vân biết là sinh mệnh chi thủy công hiệu ở hùng nữ thể nội hiệu quả, mở miệng đối nàng nói, nhịn xuống, kiên trì qua đi, ngươi liền huyết mạch là có thể cải thiện. Tuy rằng ta không biết thân thể của ngươi là chuyện như thế nào, nhưng là ta biết yêu tộc huyết mạch một khi cải thiện, tất nhiên sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đích xác từ nhìn thấy cái này hùng nữ bắt đầu. Dương Nghị Vân liền phát hiện trên người nàng không có bất luận cái gì tu vi hơi thở, nhưng lại biết cũng không sẽ đơn giản như vậy. Có thể thân là yêu thần đạo cung cung chủ Hùng Du Thiên chi nữ, sao có thể sẽ là một cái không có tu vi hùng nữ. Đồng thời hắn cũng có thể đoán được một chút, có lẽ cái này hùng nữ hình thể như thế, cũng là làm nàng thoạt nhìn không có tu vi nguyên nhân nơi. Khác hắn không dám nói, ăn vào sinh mệnh chi thủy sau, huyết mạch một khi cải thiện thậm chí là tăng lên sau. Có lẽ nhiều ít có thể làm hùng nữ trước mắt tình huống có điều cải thiện đi. Đối với cái này hùng nữ Dương Nghị Vân kỳ thật ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy lúc sau, cười một tiếng, ở lúc sau thấy được nàng trong ánh mắt tự ti sau cùng đối mặt nàng phụ thân Hùng Du Thiên thời chờ sợ hãi sau, ngược lại là có chút đồng tình nàng. Có thể tưởng tượng được đến, thân là yêu thần đạo cung công chúa, thân là Hùng Du Thiên nữ nhi, nàng cái này xấu xí mập mạp đi đường đều khó khăn tình huống. Làm nàng ở yêu thần đạo cung sẽ là một cái dạng gì tình cảnh. Không hề nghi ngờ tất nhiên sẽ xưng là người khác trong miệng chê cười. Lại còn có không có tu vi, thoạt nhìn chính là bình thường cái loại này yêu thần, không bị người ta nói ba đạo bốn mới là lạ. Dưới loại tình huống này, hùng nữ kỳ thật chính là cái đáng thương hài tử, cho nên Dương Nghị Vân ngược lại đối hắn đồng tình. Sinh ra như thế thân thể không phải nàng có khả năng khống chế, nếu có thể ai lại không muốn làm một cái soái ca mỹ nữ. Cho nên nói Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ có thể giúp một chút hùng nữ Hùng Hoan, hắn rất vui lòng. Hiện tại xem như sinh mệnh chi thủy tiến hóa giai đoạn, liền xem nàng có thể hay không hấp thu. Nhưng vị này hùng nữ không tu vi, hấp thu sinh mệnh chi thủy ngược lại đều là vấn đề. Ngẫm lại sau Dương Nghị Vân chuẩn bị tự mình ra tay, trợ giúp nàng hấp thu sinh mệnh chi thủy. Chỉ chớp mắt muốn ngồi xổm xuống thân thể thời điểm, lại là hùng nữ trên người quang mang đại tác. Ngay sau đó trực tiếp hóa thành bản thể. Nhìn qua là một con gấu. Một đầu thân hình dài đến 3 mét phì hùng, toàn thân lông tóc lại đạm màu xám. Thoạt nhìn thực bình thường,
chính là một đầu tầm thường gấu xám bộ dáng. Chẳng qua Dương Nghị Vân biết, càng là như sau liền càng là thuyết minh nàng không phải tầm thường hùng tộc. Ta tới giúp ngươi một phen. Ngồi xổm xuống thân đi, vươn tay đặt ở cuốn xúc lên hùng nữ trên người. Dương Nghị Vân tại hạ một khắc lại là tức khắc nhíu mày. Bởi vì thần lực tiến vào hùng nữ thể nội một khắc, hắn lại không có phát hiện có sinh mệnh chi thủy năng lượng tồn tại. Đây là không phù hợp lẽ thường. Chính hắn dùng quá sinh mệnh chi thủy, cấp rất nhiều yêu tộc dùng quá sinh mệnh chi thủy, đều biết sinh mệnh chi thủy một khi tiến vào trong cơ thể nháy mắt, to ra sinh cơ lực lượng liền sẽ tản ở toàn thân mỗi một tấc địa phương. Nhưng hắn cư nhiên ở hùng nữ thể nội không phát hiện sinh mệnh chi thủy. Kỳ quái! Sinh mệnh chi thủy lực lượng đi nơi nào? Dương Nghị Vân nhíu mày, bắt đầu nhắm mắt cẩn thận đi kiểm tra. Rốt cuộc tại hạ một khắc, hắn phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Sinh mệnh chi thủy hư không tiêu thất. Không lưu lại một chút ít tung tích. Nhưng lại phát hiện, ở hùng nữ trong cơ thể nàng máu lại tồn tại dị thường. Hùng nữ thể nội huyết mạch cư nhiên lưu chuyển vô cùng nhanh chóng, tựa hồ muốn so bình thường yêu tộc nhanh mấy chục trăm, thậm chí thượng gấp trăm lần lưu động tốc độ. Máu ở trong cơ thể lưu động mặc kệ là người vẫn là động vật, đều ở tồn tại. Nhưng tuyệt đối không có nhanh như vậy, hùng nữ máu thật giống như là vận công pháp lực giống nhau ở bay nhanh lưu chuyển. Dương Nghị Vân thần thức thả ra tiến vào hùng nữ trong máu, nội tâm cảm ứng một chút càn khôn hồ nội sinh mệnh thạch, rốt cuộc hắn phát hiện vấn đề. Sinh mệnh thạch có cảm, lại là minh bạch sinh mệnh chi thủy bị hùng nữ máu hoàn toàn cắn nuốt, hoặc là nói dung hợp đi vào. Hơn nữa hắn còn phát hiện một vấn đề là, hùng nữ thể nội mạch máu thực hỗn loạn, căn bản không phải bình thường sinh trưởng bộ dáng, cứ việc biết yêu tộc cùng nhân tộc bất đồng, nhưng lại cũng càng thêm rõ ràng, liền tính là yêu tộc mạch máu đều không nên là cái dạng này. Hùng nữ đặc thù ở nàng máu, thậm chí là nàng trong cơ thể mạch máu kinh mạch phân bộ đều có vấn đề lớn. Dương Nghị Vân hiện tại rõ ràng sinh mệnh chi thủy không phải biến mất, mà là bị hùng nữ thể nội máu đồng hóa, hoặc là nói cắn nuốt. Hắn vẫn là hắn lần đầu tiên đụng tới cư nhiên có trái lại trực tiếp cắn nuốt rất sinh mệnh chi thủy yêu tộc. Lúc này hùng nữ, tuy rằng cắn nuốt sinh mệnh chi thủy, nhưng lại là vô cùng thống khổ trạng thái, nàng trong cơ thể tình huống, Dương Nghị Vân phỏng chừng liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Cũng đúng là này máu cùng mạch máu kinh mạch vấn đề. Tạo thành nàng trời sinh mập mạp nguyên nhân, Dương Nghị Vân biết nếu hùng nữ giải quyết vấn đề này, có lẽ nàng sẽ có thật lớn thay đổi. Trước mắt vấn đề lại là làm Dương Nghị Vân có chút luống cuống. Xem hùng nữ tình huống, tràn ngập thống khổ, hơn nữa máu ở mạch máu chung trực tiếp sôi trào lên, này biểu hiện là cắn nuốt sinh mệnh chi tuổi sau, trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa không được trạng thái. Ở trọng điểm là nàng mạch máu một đoàn loạn, có chút địa phương thậm chí có kết dựa ở. Này liền dẫn tới máu mau sắc lưu chuyển nhưng lại chịu trở lúc sau khởi tới rồi phản tác dụng. Dựa theo cái này tình huống phát triển đi xuống, Dương Nghị Vân cảm giác cái này hùng nữ thậm chí khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Này ngược lại là nhiên hắn lâm vào bị động chung. Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn làm cho hùng du thiên mặt, làm cho đại điện chung sở hữu thiên đạo cường giả mặt nói, hắn thần thủy yêu cầu độc đáo pháp môn, yêu cầu hắn tự mình đi cấp hùng nữ dùng mới được. Đương nhiên nói như vậy. Kỳ thật chính là tưởng cùng hùng nữ trước tiên câu thông hảo, không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết dùng hắn thần thủy lúc sau sẽ bị hắn cấp khống chế sinh tử. Nhận không ra người, cho nên này chỉ là một cái cớ. Nhưng hiện tại lấy cớ này lại làm hắn nhảy vào chính mình hố. Nếu hùng nữ chân nhân thứ mà nổ tan xác mà chết, hắn chính là hung thủ. Bởi vì hiện tại mật thất chỉ có hắn cùng hùng nữ, tìm không thấy cái thứ ba, muốn cho người bối nổi đều tìm không thấy. Có thể tưởng tượng, nếu là hùng nữ bởi vậy mà quải rớt, hùng du thiên thậm chí toàn bộ yêu thần đạo cung đều sẽ với hắn là địch, ở yêu thần đạo cung hang ổ, bọn họ tất nhiên sẽ bị một lưới bắt hết. Mặc dù ở hùng du thiên nhãn chung hắn là cái siêu việt thiên đạo cấp thần bí cường giả, cũng thật hùng nữ chết, chưa chừng hùng du thiên sẽ không bão nổi, đến lúc đó hắn bão nổi động thủ, hắn cái này giả vương giả liền lòi. Cho nên nói cái này hùng nữ trăm triệu không thể có việc. Nếu không đến lúc đó có việc chính là hắn. Ai thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Dương Nghị Vân nhìn cuốn xúc trên mặt đất thống khổ run rẩy hùng nữ tự nói. Nói thật hắn thật là có chút bội phục cái này hùng nữ, bởi vì từ hắn nói một câu ngươi muốn kiên trì xuống dưới lúc sau là có thể đối với ngươi trước mắt trạng thái có điều cải thiện sau, hùng nữ liền không có phát ra gào giống. Cứ việc đều hóa thành bản thể,
nhưng nàng lại cắn chặt khớp hàm nhịn xuống trong cơ thể thống khổ, như thế tình huống cố nén thống khổ, hàm răng sợ là đều cắn một miệng, dù sao khóe miệng nàng ở đổ máu. Đây là thừa nhận rồi thật lớn thống khổ mới có biểu hiện. Cũng sứ mệnh cái này hùng nữ kỳ thật để ý chí thượng vượt quá thường yêu. Chỉ cần điểm này liền đáng quý, kỳ thật Dương Nghị Vân cũng là đồng tình nàng. Đừng nói hiện tại hùng nữ an nguy cùng hắn thoát không được can hệ, liền tính là có thể thoát, hắn cũng sẽ giúp một tay cái này đáng thương hùng nữ. Đến nỗi như thế nào giúp, đơn giản là giải quyết hùng nữ thể nội mạch máu kinh mạch vấn đề. Vấn đề này có lẽ đối người khác tới nói rất khó, nhưng Dương Mẫu Nhân lại là trong lòng có phương án. Cái gì phương án đâu? Cấp hùng nữ làm giải phẫu. Hắn lúc trước tu chân chính thật lại nói tiếp, kỳ thật sớm nhất là từ y đạo bắt đầu rồi, chẳng qua theo tu vi tăng lên, đã tiếp xúc không đến người bệnh, sở đối mặt đều là tu sĩ, căn bản sẽ không xuất hiện cái gì sinh bệnh vấn đề. Nhưng là hùng nữ cái này tình huống, tựa hồ có thể làm ngoại khoa giải phẫu. Dương Mẫu Nhân chuẩn bị thử xem. Tốt xấu là yêu thần lúc sau, liền tính là không có tu vi, ở trên người khai đao là sẽ không có vấn đề. Dương Mẫu Nhân cái này ý tưởng nghe tới có chút hoang đường, nhưng lại chưa chắc không thể được. Bởi vì hùng nữ vấn đề chính là trong cơ thể huyết quang vấn đề, lung tung rối loạn còn có thắt, loại tình huống này hùng nữ thân thể không ra vấn đề mới là việc lạ. Mặt khác chính là một cái đại phát hiện, Dương Nghị Vân phát hiện hùng nữ máu vô cùng bá đạo. Phi thường hung hãn, nàng trong máu ẩn chứa cường đại lực lượng, làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Trong lòng âm thầm nghĩ, có thể đem hùng nữ chữa khỏi, có lẽ hắn liền kiếm lớn. Hùng nữ trong máu lực lượng trước đây chưa từng gặp. Chỉ cần có thể một chút đem sinh mệnh chi thủy lực lượng cắn nuốt, liền không đơn giản. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn biến mất không thấy, chuẩn xác mà nói sinh mệnh chi thủy bị hùng nữ máu lực lượng đồng hóa. Hắn như cũ có thể cảm ứng được sinh mệnh chi thủy hơi thở tồn tại, nói cách khác hắn như cũ có thể khống chế hùng nữ. Sinh mệnh chi thủy trước nay đối yêu tộc đều có tác dụng, không có là hiệu quả. Lần này chỉ là bị hùng nữ máu áp chế mà thôi. Nhưng là mặt khác, sinh mệnh chi thủy liền thật sự nhược thế sao? Đương nhiên không phải. Thậm chí có thể nói, sinh mệnh chi thủy như cũ cường đại vô địch. Liền tính là bị hùng nữ thể nội máu cắn nuốt sinh mệnh chỉ là... Sinh mệnh chi thủy ở hùng nữ thể nội trong máu vẫn là ở phản kháng hậu quả, đó là hùng nữ máu sôi trào, này kết quả đó là làm hùng nữ đau bất kham, có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Dương Nghị Vân hiện tại phải cho hùng nữ làm ngoại khoa giải phẫu, muốn đem nàng mạch máu chảy vuốt, thậm chí có thể nói là trợ giúp hùng nữ trọng tố mạch máu kinh mạch, chỉ cần vấn đề này giải quyết. Hùng nữ trong máu sinh mệnh chi thủy lực lượng cùng nàng máu lực lượng mới có thể hoàn mỹ kiêm dung ở bên nhau. Do đó đạt tới huyết mạch cải thiện thậm chí là huyết mạch tinh lọc hiệu quả. Đến lúc đó nàng trong cơ thể nguy hiểm tự nhiên liền sẽ kết thúc. Đối với một tôn thần chủ tới nói, làm một cái ngoại khoa giải phẫu, căn bản là không cần bất luận cái gì chữa bệnh phương tiện, bởi vì sở hữu yêu cầu chữa bệnh phương tiện đều có thể đồng hóa pháp lực biến ảo mà đến. Chỉ cần hùng nữ phối hợp. Nhưng là chung quy đối tượng là thần giới thần linh, là yêu thần chi hùng, trong quá trình sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Dương Nghị Vân đều là vô pháp đoán trước. Có thể làm chỉ là hy vọng hùng nữ phối hợp. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân nhìn thống khổ xúc thành một đoàn hùng nữ nói, hùng hoan nghe, ngươi trong cơ thể tình huống hiện tại phi thường nguy hiểm, nếu không giải quyết, đến lúc đó liền có nổ tan xác mà chết nguy hiểm, ngươi đã chết ta cũng sẽ đi theo mất mạng. Nhưng là ngươi trong cơ thể vấn đề ta có thể giải quyết, yêu cầu cho ngươi mạch máu kinh mạch làm chảy vuốt, cái này quá trình khả năng sẽ rất thống khổ, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Không đủ một khi thành công, từ nay về sau ngươi là có thể thoát khỏi hiện tại thân thể này mập mạp vấn đề, ngươi có thể tin tưởng ta, phối hợp ta cho ngươi làm giải phẫu sao? Dương Mẫu Nhân những lời này đều không phải là hư ngôn, nhưng chung quy có thể hay không thành công chính hắn cũng không biết, bất quá đối hùng nữ nói thời điểm, cần thiết phải cho nàng hy vọng mới được. Nếu là không chiếm được hùng nữ phối hợp, đừng nghĩ thành công. Rốt cuộc hùng nữ là yêu thần chi khu, hắn ý nghĩ kỳ lạ cho nàng làm phẫu thuật. Xem như tam giới trong lịch sử trường hợp đầu tiên đi. Ta, tin tưởng ngươi. Dây tiếp theo hùng nữ khớp hàm trung bài trừ tới bốn chữ, lại là làm Dương Mẫu Nhân nội tâm đều run lên. Bất luận cái gì thời điểm, có thể bị người không chút do dự tín nhiệm, đều là một loại chấn động cùng cảm động. Hùng nữ cơ hồ là không có bất luận cái gì suy xét liền nói ra ta tin tưởng ngươi những lời này, đối Dương Nghị Vân tới nói mà ở trong tai xúc động rất lớn. Hô! Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, nhìn hùng nữ nói, Hoan Nhi,
ngươi muốn nhịn xuống, cũng muốn tuy là nghe ta nói, người ta chi gian yêu cầu phối hợp hảo, ta mới có thể giúp ngươi, minh bạch sao? Ân, hùng nữ e hèm. Dương Nghị Vân đối cái này hùng nữ tín nhiệm, lúc này ngược lại chuyển hóa thành một trách nhiệm. Đến nỗi cái này giải phẫu nắm chắc, Dương Nghị Vân vẫn là có điểm, rốt cuộc hắn đối chính mình y đạo chi thuật vẫn là có tin tưởng, trước kia chính là chuyên môn làm quá không phải. Đặt ở trong đầu y thuật, sẽ không ném, đáng tiếc thật lâu vô dụng qua, này y đạo chi thuật, cũng ở chỗ quen tay hay việc, xảo có thể sinh tinh. Hiện tại là thật lâu vô dụng, nói thật Dương mẫu nhân trong lòng còn có điểm chột dạ. Bất quá hiện tại là không lựa chọn, không được cũng đến hành. Thấy hùng nữ nói chuyện, Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, trong tay thần nguyên lập lòe, ngưng tụ thành một phen một thước tiểu đao đảm đương giao phẫu thuật. Trong lòng ở động từng cây cỡ siêu lớn châm cứu lấy pháp lực ngưng tụ ra tới. Vèo 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 chát ở hùng nữ toàn thân mà đi. Này đó châm cứu thành trận pháp, phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Có được tụ linh, cầm máu, an thần từ từ công hiệu, đây là vì xuất hiện ngoài ý muốn. Châm cứu trận pháp lạc thành sau, Dương Nghị Vân trong tay pháp lực ngưng tụ mà thành tiểu đao bỗng nhiên chợt lóe. Phốc, lại là trực tiếp cắt mở hùng nữ thân thể. Có thần thức tại hạ đao chút xíu không kém, miệng vết thương dài hơn bao sâu, đều ở hắn trong đầu. Kế tiếp Dương mẫu nhân bắt đầu rồi một hồi xưa nay chưa từng có tam giới ngoại khoa giải phẫu. Đương nhiên động là hùng nữ thể nội chủ yếu động mạch mạch máu, này đó mạch máu mới là ra vấn đề mấu chốt, một đoạn đoạn đều có nói lắp, hắn yêu cầu làm đầu tiên là đem này đó nói lắp cấp cắt bỏ, sau đó ở lấy pháp lực một lần nữa tiếp thượng, lại đi trải vuốt lại hùng nữ mạch máu cùng kinh mạch vấn đề. Đây là một cái dài dòng đi ngang qua sân khấu, không dám xảy ra sự cố. Không thể không nói Dương mẫu nhân phương pháp này có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng trên thực tế thật đúng là bị hắn mông đúng rồi, đương một cái chủ mạch máu thượng nói lắp bị cắt bỏ trọng tiếp thượng lúc sau, không tưởng được hiệu quả xuất hiện. Máu lưu sướng lên, chủ mạch máu thượng từng điều mao tế mạch máu đều hiện hóa ra tới trải rộng mà đi. Phía trước Dương Nghị Vân cũng chưa phát hiện có nhiều như vậy mao tế mạch máu tồn tại. Hắn hộc ra một ngụm chọc khí, trong lòng có tin tưởng. Thành công một cái, liền có tiếp theo điều. Hắn lựa chọn đơn giản thô bạo, từ trái tim bắt đầu, lúc sau là tứ chi mà đi. Vấn đề nơi cũng chính là như thế. Cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Dương Nghị Vân chính mình cũng không biết, liền biết toàn thân đổ mồ hôi, quần áo ướt lại khô làm lại ướt lặp lại vô cùng. Rốt cuộc hùng nữ thể nội cuối cùng một cái mạch máu nói lắp thuận thông. Liền ở hắn lấy pháp lực tiếp hảo cuối cùng một cái mạch máu thời điểm, ầm vang một tiếng. Thực nặng nề thanh âm từ hùng nữ thể nội vang lên, chuẩn xác mà nói là từ nàng trái tim trong vòng phát ra. Ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng không ngừng nổ vang. Huyết quang tại đây một khắc đại tác phẩm. Cường đại vô cùng khí lãng từ hùng nữ thân thể phát ra. Lần này làm Dương Nghị Vân đều có chút tim đập nhanh. Thân thể bị hùng nữ thể nội khí lãng không tự chủ được bức bách hồi hồi lùi lại tới rồi góc tường. Giờ khắc này Dương mẫu nhân vô cùng kinh ngạc a. Hắn phẫu thuật còn không có hoàn thành đâu. Trải vuốt mạch máu vấn đề chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có một ít thác loạn kinh mạch không nhúc nhích, còn muốn khâu lại, còn có chát ở hùng nữ toàn thân các nơi pháp lực ngưng tụ châm cứu bị rút ra lực. Nhưng hiện tại cái này tình huống, thực rõ ràng là hùng nữ thể nội bạo phát lực lượng nào đó. Tự chủ xuất hiện lúc sau, hắn căn bản là tới gần không được. Đôi tay sơn còn dính đầy vết máu, Dương Nghị Vân liền như vậy nhìn hùng nữ. Nhưng là ngay sau đó hắn liền kinh ngạc. Giống. Hùng nữ phát ra một tiếng thét dài. Ngay sau đó hắn chát ở hùng nữ trên người châm cứu sôi nổi bay ra nàng trong cơ thể, lại là hóa thành không cần. Điểm này đảo cũng bình thường, bản thân chính là pháp lực ngưng tụ mà thành châm cứu, ở hùng nữ lực lượng cường đại hạ, bị chấn nát, cũng không có gì. Thần kỳ chính là, Dương Nghị Vân đến hùng nữ trên người bị hắn làm phẫu thuật cắt ra ước chừng có 2 mét lớn lên miệng vết thương ở huyết quang lấp lánh chung cơ hồ nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là tự mình khôi phục. Rồi sau đó hùng nữ toàn thân huyết sắc vầng sáng càng ngày càng nồng hậu, trong nháy mắt hùng nữ hoàn toàn đã bị huyết quang cấp bao trùm. Dương Nghị Vân trong mắt nhìn lại, hoàn toàn hóa thành một đại đoàn huyết vụ, hoàn toàn nhìn không thấy hùng nữ thân thể. Dương Nghị Vân không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xem cái này tình huống tựa hồ không phải chuyện xấu. Nhưng ít ra có một chút, Dương Nghị Vân có thể xác định, hắn cấp hùng nữ ngoại khoa giải phẫu thành công, ít nhất thành công một nửa. Mà hiện tại xem ra,
hùng nữ tướng dư lại một nửa tự mình khôi phục. Dương Nghị Vân biết hùng nữ trong máu chất chứa cường đại năng lượng, tất nhiên không phải là bài trí, giờ phút này mạch máu bình thường lúc sau, hoàn toàn tiến vào tự mình chữa trị chung. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được sinh mệnh chi thủy lực lượng đang ở phát sinh công hiệu. Xem ngươi tạo hóa đi, ta tận lực. Dương Nghị Vân vung lên đôi tay vết máu tiêu tán chạy nhanh. Dư lại thời điểm chính là chờ. Trận này giải phẫu xuống dưới, hắn mệt quá sức, thần hồn cùng pháp lực hai bên mặt tiêu hao, may mắn hắn có đạo trùng xét duyệt, nếu không thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ xuống dưới. Lúc này cảm nhận được hùng nữ tiến vào tự mình chữa trị trạng thái sau, hắn cũng ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng khôi phục. Thần đạo tu luyện không biết năm tháng ở, đả tọa bế quan không nghe thấy thời gian tồn. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Nghị Vân rốt cuộc khôi phục lại đây. Mở hai mắt nháy mắt, hắn lại là dọa nhảy dựng, toàn thân cũng căng chặt lên. Bởi vì hắn vừa mở mắt trong tầm mắt chính là một đầu thật lớn huyết hồng lông xù xù thật lớn đầu, đôi mắt như chuông đồng, sinh trưởng có răng nanh, coi trọng lại rất dữ tợn. Liền ở hắn cái mũi trước nhìn chằm chằm hắn. A, à, chạm vào. Tư, thình lình so dọa một cú sốc ra tiếng. Theo bản năng về phía sau dựa vào, lại là đầu đánh vào trên vách tường, hắn điều dưỡng phía trước bản thân liền ở góc tường tác giả, cái này cái gáy xác hung hăng va chạm đánh, làm Dương Mỗ Nhân hít hà một hơi. Nhưng mà đúng lúc này, trên mặt một trận ướt nóng, một chút lại làm hắn thân thể cứng đờ. Là trong tầm mắt quái vật vươn quạt hương bổ giống nhau đại đầu lưỡi cư nhiên ở trên mặt hắn Liota một chút. Dính dính nhiệt nhiệt đới có mang thứ, tả nửa bên mặt đều lửa nóng nhiệt cảm giác. Không chờ hắn làm ra cái gì phản kích, cái này thật lớn đầu lui ra phía sau, lại là miệng phun nhân ngôn nói, hùng hoan đa tạ chủ nhân cứu giúp. Ầm vang, toàn bộ mật thất đại địa đều mới thôi run lên, cư nhiên là này đầu quái vật hai đầu gối quỷ gối trước mặt hắn. Dương Mỗ Nhân rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng thấy được trước mặt quái vật xem như cái gì. Là một con gấu, một đầu đại mao hùng. Xem thân hình đều có 8-9 mễ cao lớn. Toàn thân huyết hồng lông tóc. Xem khởi phi thường yêu dị vô cùng. Nhưng là Dương Nghị Vân lại biết này đầu thật lớn cuồng dã, sinh có bén nhọn răng nanh, thoạt nhìn bộ mặt dữ tợn vô cùng đại gia hỏa, chính là phía trước hùng nữ hùng hoan. Đương nhiên nếu không phải nàng miệng phun nhân ngôn nói sau tự bảo vệ mình tên, cùng thanh âm nói, Dương Nghị Vân tuyệt đối vô pháp đem trước mắt này đầu huyết hồng đại hùng cùng phía trước hùng nữ liên hệ ở bên nhau. Không hề nghi ngờ, hùng nữ tiến hóa. Nếu không phải hùng nữ quỷ gối miệng xưng chủ nhân, nghe được nàng thanh âm, Dương Nghị Vân thật đúng là không thể tin được nàng chính là hùng nữ. Thật sự là dọa Dương Nghị Vân một cú sốc. Nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa, hắn thật rất khó đem cùng hùng nữ liên hệ ở bên nhau, nhưng sinh mệnh chi thủy cảm ứng cùng thanh âm đều nói cho hắn, thật là hùng nữ hùng hoan không thể nghi ngờ. Ngươi là hùng hoan, nuốt khẩu nước miếng, Dương Nghị Vân sau khi lấy lại tinh thần vẫn là hỏi một câu. Ân, là ta. Ta là Hùng Hoan, chủ nhân của ta. Quỳ gối ở Dương Nghị Vân trước mặt đại gia hỏa mở miệng nói chuyện, như cũ là cái loại này mang theo thoáng đồng âm tràn ngập từ tính thanh âm. Rất khó tưởng tượng một đầu thân cao 8-9 mễ, như núi giống nhau hình thể, toàn thân huyết hồng lông tóc phá lệ trường, đôi mắt như chuông đồng trường bén nhọn răng nanh huyết hùng, có thể phát ra như thế dễ nghe thanh âm. Xinh đẹp cùng phía trước 360 độ xoay tròn đại biến dạng, phía trước hùng nữ ở Dương Nghị Vân trong mắt cũng khổng lồ. Nhưng cũng chính là 2 mét nhiều thân hình, hơn nữa trên người lông tóc là thổ hôi cái loại này, thoạt nhìn vô cùng bình phàm, giống như là một đầu cẩu hùng bộ dáng, chỉ là thực phì cái loại này thân hình. Cùng hiện tại hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai đầu hùng, giờ phút này hùng, thân cao đều 8-9 mễ, hơn nữa đã không có một thân thịt thừa, đứng lên tới thời điểm thực mạnh mẽ, tràn ngập cuồng dã đánh sâu vào thị giác, thực chấn động. Được đến xác nhận lúc sau, Dương Nghị Vân không thể không thừa nhận. Thật là hùng nữ hùng hoan. Hô! Dương Nghị Vân hộc ra một hơi, đứng lên. Ngươi thật là hùng hoan a. Dương Mỗ Nhân ngó trái ngó phải đều có điểm không tin. Là đâu, là ta trước mắt huyết sắc đại hùng lại lần nữa gật đầu. Hảo đi, ngươi đứng lên đi. Dương Nghị Vân nhìn còn bái quỳ gối trước mắt hùng nữ làm đứng dậy. Ân! Ngay sau đó, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hùng nữ đứng lên. Tuyệt đối ước chừng 9 mét có thân cao, đứng ở Dương Nghị Vân trước mặt, cho hắn cảm giác như là một cái người khổng lồ. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Dương Mỗ Nhân hỏi ra những lời này thời điểm,
kỳ thật trong lòng là có chút chột dạ, ở hắn nghĩ đến có phải hay không chính mình cấp hùng nữ làm phẫu thuật làm hùng nữ hoàn toàn đại biến bộ dáng. Có thể hay không có di chứng gì gì đó. Vạn nhất có di chứng gì, đến lúc đó Hùng Du Thiên có thể hay không tìm hắn phiền toái đâu. Trong lòng miên man suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe hùng nữ cao hứng nói, chủ nhân đây là ta hùng tộc cuồng hóa trạng thái, này thức tỉnh chính là đệ nhất giai đoạn, đây là bình thường. Bất quá ta trên người lông tóc lại là đại biến bộ dáng, cùng ta phụ thân bọn họ đều không giống nhau, ta là thuộc về biến dị hùng tộc, nhưng là lại biến dị thành nhà ta thủy tổ hình thái, trở thành nuốt thiên huyết hùng, đây là chuyện tốt, muốn cảm ơn chủ nhân ban cho thần thủy, càng muốn cảm ơn chủ nhân ngươi đem ta trong cơ thể mạch máu vấn đề giải quyết. Đúng rồi, chính là chủ nhân phía trước nói ngoại khoa giải phẫu, ta hiện tại mới biết được, ta không phải không thể tu luyện, mà là ta tu luyện phương thức cùng các nàng đều bất đồng, lực lượng của ta nơi phát ra với máu, thuộc về cách đại truyền thừa thủy tổ huyết mạch lực lượng, là chủ nhân ngươi làm ta huyết mạch tiến hóa, làm ta thức tỉnh thủy tổ chi lực. Dương Nghị Vân nghe nàng nói tới đây, cuối cùng là minh bạch. Cũng biết hắn ngoại khoa giải phẫu phương án chính xác. Chỉ là ngẫm lại hắn phía trước làm phẫu thuật chỉ là làm giống nhau, vẫn là có chút không yên tâm, nhưng ở hiện tại xem, hết thảy đều là hùng nữ thể nội tự chủ đã xảy ra một ít hắn không biết biến hóa. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nói, ngươi làm ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi tình huống. Hảo hùng nữ đối Dương Nghị Vân trước sau như một tín nhiệm, thậm chí so với phía trước càng sâu. Kế tiếp Dương Nghị Vân duỗi tay đặt ở hùng nữ trên người kiểm tra. Nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân sắc mặt biến hóa vài lần, mới thu hồi tay. Hắn trong lòng thậm chí đều có chút hâm mộ này đầu hùng. Quả nhiên như thế chính hắn phỏng đoán như vậy, hùng nữ thể nội hết thảy khôi phục bình thường, chuẩn xác mà nói là huyết mạch hoàn toàn giãn ra mở ra, trải rộng toàn thân, nàng huyết mạch nhiều, vượt mức bình thường, ở hắn kiểm tra, chung, hùng nữ thể nội đích xác không có bất luận cái gì pháp lực tồn tại, nhưng huyết mạch mạch máu nhiều, giống như là một cái huyết mạch mạch máu thế giới, đếm không hết, vọng chi không đến, nàng có bao nhiêu huyết mạch mạch máu đâu. Là mấy vạn điều, vẫn là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn điều đều có khả năng. Phi thường chấn động. Hắn thể cấp hùng nữ làm phẫu thuật thời điểm, hắn nhìn đến hùng nữ thể nội mạch máu huyết mạch phân bộ, tuyệt đối không vượt qua trăm điều. Hiện tại còn lại là lớn lớn bé bé, đếm không hết. Tuyệt đối là phía trước tiến hóa lúc sau diễn vươn tới. Nói cách khác, này đó mạch máu nhiều ít liền đại biểu hùng nữ lực lượng lớn nhỏ. Dương Nghị Vân cũng ở hùng nữ trong máu cảm nhận được cuồn cuộn như hải lực lượng, cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, làm hắn cảm thụ dưới, đều kinh tâm động phách, thậm chí còn hắn cảm giác hùng nữ thể nội lực lượng cường đại đều phải vượt qua Medusa cái kia cấp bậc. Quả nhiên chính mình kiếm được. Dương mẫu nhân giờ phút này tưởng cất tiếng cười to, nhưng lại phỏng chừng hình tượng vẫn là nhịn xuống. Này đầu cuồng hóa liền có nuốt thiên huyết hùng, hiện tại về hắn. Sinh mệnh chi thủy lực lượng đã hoàn toàn dung nhập tới rồi nàng trong máu, liền tính là nàng máu lực lượng ở cường đại vô cùng, nhưng sinh mệnh chi thủy trước sau là độc nhất vô nhị. Hùng nữ thực thông minh, đã sớm hẳn là ở tỉnh lại sau cảm nhận được sinh mệnh chi thủy ở nàng trong máu là cái tình huống như thế nào, cho nên đối Dương Nghị Vân quỳ gối miệng xưng chủ nhân. Hết thảy đều xem như thực thuận lợi. Dương Nghị Vân biết lần này thật sự chuyển tới, bên người lại nhiều một cái thiên đạo cấp bậc cường giả. Hơn nữa vẫn là đặc thù thiên đạo cấp bậc cường giả. Chủ nhân cảm ơn ngươi. Ở Dương mẫu nhân lâm vào phán đoán thời điểm, hùng nữ miệng phun nhân ngôn thực nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó cười cười nói, không cần khách khí, ngươi không trách ta liền hảo, kỳ thật cho ngươi ăn vào thần thủy, có được khống chế công hiệu, điểm này là trời sinh, đều không phải là ta suy nghĩ, nhưng đích xác có thể cải thiện ngươi huyết mạch, sự thật chứng minh đích xác ngươi huyết mạch cải thiện, còn có. Ngươi còn có thể hay không biến hóa hình người. Nói như vậy lời nói mệt mỏi quá. Dương mẫu nhân cùng hùng nữ nói chuyện, là ngẩng đầu lên nói, tổng cảm giác thực biệt nữ, cũng không biết nàng còn có thể hay không biến trở về hình người bộ dáng, liền hỏi một câu. Hùng nữ gật đầu nói, có thể, chủ nhân sau đó. Ở hùng nữ dứt lời một khắc, chỉ thấy nàng toàn thân huyết quang đại tác phẩm lóng lánh. Ngay sau đó, liền hóa thành hình người. Chỉ là... Ở hùng nữ hóa thành hình người lúc sau, Dương mẫu nhân tròng mắt một chút liền trợn tròn, rốt cuộc không khép được. Bởi vì giờ phút này hùng nữ biến hóa hình người lúc sau, cư nhiên là toàn thân xích quả quả trạng thái, lớn nhất thay đổi. Nàng hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này như thịt sơn giống nhau mập mạp. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là một cái thân cao 2 mét,
có được S hình dáng người tóc đỏ mỹ nữ, thật sự là nữ thần trung chiến đấu cơ cái loại này cấp bậc. Một đôi chân dài phá lệ thấy được, ngũ quan cũng tinh xảo như họa, một đôi mắt mới là đại đại đen bóng, lông mi rất dài, mỹ trung mang theo manh hóa, quả thực. Quả thực đối Dương Mẫu Nhân tới nói muốn mệnh thiết tấu, lực sát thương vô địch. Bất chi bất giác hắn liền cảm giác cái mũi mạo nhiệt khí. Chủ nhân ngươi cái mũi đổ máu. Trong tai vang lên hùng nữ nhắc nhở. Dương Mẫu Nhân như ở trong mộng mới tỉnh, mặt đỏ tai hồng, nói lắp nói, ngươi. Ngươi có hay không quần áo trước mặc vào nói chuyện. Nói chuyện chung hắn vội vàng chuyển qua đầu, từng ngụm thở dốc, trong lòng thẳng hô, muốn mạng già. Hơn nữa trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu, mỹ nữ cùng dã thú. Tựa hồ đúng là trước mắt hùng nữ nhất chứng thực vẽ hình người. Bản thể trạng thái hùng nữ nàng chính mình nói là một loại cuồng hóa, thân cao 9 mét, bộ dạng dữ tợn hoàn toàn chính là dã thú trạng thái, mà lúc này lập tức biến thành siêu cấp mỹ nữ, nhưng còn không phải là mỹ nữ cùng dã thú miêu tả chân thật sao. Dương Nghị Vân quay đầu đi làm hùng nữ mặc tốt quần áo. Đối vị này hùng nữ, Dương Mẫu Nhân là, thật sự không dám có ý tưởng, bởi vì đôi mắt một bế, trong óc bầy biện ra tới chính là nàng cuồng bạo dữ tợn một mặt, thực sự có bóng ma. Cho nên vẫn là thôi đi. Không dám có dư thừa ý tưởng, đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, tưởng cũng bởi vì nàng cuồng bạo một mặt mà tắt lửa. Vì khắc chế chính mình phán đoán hắn quay đầu cố tình ở trong đầu tưởng tượng thấy hùng nữ cuồng bạo bản thể dữ tợn một mặt, cuối cùng là đem ngọn lửa cấp áp chế đi xuống. Chủ nhân hảo. Trong tai vang lên hùng nữ thanh âm. Dương Nghị Vân lúc này mới ngẩng đầu. Giây tiếp theo hắn lại một lần cái mũi nóng lên. Cứ việc giờ phút này hùng nữ mặc xong rồi quần áo, nhưng lại là mặc vào một kiện màu đỏ rực như sườn xám giống nhau quần áo, đem cao gầy hoàn mỹ dáng người bày ra linh ly tới tận cùng, càng thêm hấp dẫn trong mắt, mị lực bắn ra bốn phía. Cũng không biết nàng từ chỗ nào tìm như vậy giống nhau đối giống được gia súc có vô cùng lực sát thương quần áo, quả thực muốn mạng giả tiết tấu. Dương Mẫu Nhân vội vàng nhắm mắt lại, trong óc tưởng tượng hùng nữ thú hóa bản thể trạng thái. Một hồi lâu mới hảo điểm. Dù sao hắn biết ánh mắt là không thể nhìn thẳng hùng nữ, nếu không hắn không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, trọng điểm là mỹ nữ cùng dã thú hai cực hình ảnh, này khẩu vị thực sự quá nặng, hắn không thể đi xuống nhất khẩu. Hít sâu trong chốc lát khí, lúc này mới hảo một chút. Vốn dĩ hiện tại liền có thể đi ra ngoài, nhưng Dương Nghị Vân phía trước chính là nghĩ tới muốn nghiên cứu một chút hùng nữ máu, hiện tại có thời gian, tự nhiên không thể buông tha, bởi vì hắn từ hùng nữ trong máu cảm nhận được một ít đặc thù lực lượng. Đối hắn rất có lực hấp dẫn. Lúc này hùng nữ khôi phục bình thường lúc sau tự nhiên muốn một chút nàng máu nghiên cứu một chút. Muốn nhìn một chút hùng nữ trong máu rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, vì cái gì cho hắn một loại so với Medusa còn phải cường đại cảm giác. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân mở miệng nói, hùng hoan cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi thành không. Lúc này thời điểm Dương Mẫu Nhân nói chuyện căn bản là không dám nhìn hùng nữ, hắn sợ chính mình đạo tâm hỗn loạn. Trên thực tế cũng đích xác như thế, cái này hùng nữ thật sự là quá yêu, cho dù là hắn hiện giờ định lực đều khó có thể ngăn cản, cùng ngọc là lướt cùng sa hồ thánh nữ mị lực đều không giống nhau, hoàn toàn là mang theo yêu ma mị lực cái loại này, thực tà tính. Cho nên không dám nhìn hắn, nói chuyện đều là nhìn chằm chằm mũi chân nói. Hảo A hùng nữ đối Dương Mẫu Nhân yêu cầu không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Vậy cấp một giọt ta nghiên cứu một chút, Dương Mẫu Nhân nhưng thật ra có chút mặt đỏ. Hắn có thể cảm nhận được, hùng nữ đối hắn thực ỷ lại. Này nhưng không được đầy đủ là sinh mệnh chi thủy nguyên nhân. Muốn nhiều ít, hùng nữ trực tiếp hỏi. Ách cấp cái 3 năm tích đi Dương Mẫu Nhân khi nói chuyện lấy ra một cái nho nhỏ đan dược bình, ý bảo hùng nữ hướng bên trong trang. Tiếp nhận đan dược bình hùng nữ còn lại là không nói hai lời, ngón tay tiêm vừa động, nháy mắt trực tiếp cho Dương Nghị Vân một chỉnh cái chai. Cấp có đủ hay không? Hùng nữ đưa qua đi. Dương Nghị Vân tiếp nhận vừa thấy, hảo gia hỏa trực tiếp chứa đầy, này một đan dược bình ít nói 100 tích có. Vội vàng nói, đủ rồi vậy là đủ rồi. Dương Nghị Vân là thiệt tình có chút đối hùng nữ khờ, cảm thấy có như vậy điểm đáng yêu, trên thực tế ở hắn cảm giác chung hùng nữ đích xác bảo trì giả vài phần ngây thơ chất phác. Này có lẽ cùng nàng trước kia trải qua trưởng thành có quan hệ đi. Đương nhiên từ giờ trở đi. Hùng nữ đã hoàn toàn từ vịt con xấu xí lột xác thành thiên Nga trắng, nàng nhân sinh Nga không phải là yêu sinh đã thay đổi. Mà hết thảy này ngọn nguồn đều là hắn.
đối này Dương Mẫu Nhân là có vài phần kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu. Đương nhiên chủ yếu là sinh mệnh chi thủy đối vạn yêu đàn tộc vô địch tác dụng khởi tới rồi thật lớn công hiệu. Cái này làm cho hắn đối trong lòng cái kia đại ý tưởng tăng thêm vài phần tin tưởng. Nếu có thể dựa vào sinh mệnh chi thủy ở thu phục mấy cái thiên đạo cao thủ, như vậy hắn chuyến này vĩnh hằng thần giới mục đích liền tính là viên mãn. Bất quá hiện tại tưởng cái này còn hãy còn sớm, cũng yêu cầu xem cơ duyên lại nói. Dương Mẫu Nhân quan sát đến đan dược bình máu, một bên đối hùng nữ nói, hùng hoan a, sinh mệnh chi thủy đối với người có áp chế sự tình, sau khi ra ngoài cũng không thể đối bất luận kẻ nào nói lên, bao gồm phụ thân ngươi, cũng không thể kêu ta chủ nhân minh bạch sao. Nga, đã biết, ta sẽ không nói, ta đây có thể kêu ngươi Vân đại ca sao? Hùng nữ chớp mắt to hỏi. Có thể a, chỉ cần không cần chủ nhân gọi là gì đều hảo, xưng hô mà thôi không quan trọng. Dương Mẫu Nhân quan sát đến máu tùy ý trả lời. Hùng nữ kêu hắn chủ nhân cái này xưng hô dù sao ở hắn không có bắt lấy tiếp theo cái thiên đạo cấp bậc cường giả trước, là không thể kêu. Tốt, Vân đại ca. Hùng nữ vui sướng cười. Mà lúc này Dương Nghị Vân lại là trong lòng vừa động, từ đan dược bình lấy ra ra một giọt hùng nữ máu, càng ngày càng là đối hắn có lực hấp dẫn. Trong mắt hắn hùng nữ máu, đỏ tươi vô cùng, so với bình thường màu đỏ muốn tươi đẹp mấy lần, yêu dị chi hồng. Cảm giác chung liền này một giọt máu, lại là ẩn chứa phi thường cường đại thả lại cuồng bạo lực lượng, lại còn có rất có lực hấp dẫn, tản ra một cổ tử mùi hương, cư nhiên làm hắn có một loại đói khát cảm. Ngay sau đó nha một cắn, Dương Nghị Vân trực tiếp đem này một giọt máu nuốt đi xuống, hắn tưởng thể hội một chút này một giọt hùng nữ máu rốt cuộc là cái dạng gì. Thấy thì thấy không ra đa dạng tới, lúc này chỉ có trực tiếp nuốt vào cảm thụ một chút. Hắn tổng cảm giác phi thường đặc biệt, cũng rất muốn nuốt vào, đây là một giọt máu chính là lực lượng. Thử xem liền biết. Hà tất rối rắm. Oanh! Hùng nữ này một giọt máu nuốt vào sau, tức khắc ở trong cơ thể ầm vang một chút nổ tung. Nhưng không có cái gì nguy hại, ngược lại là khổng lồ vô cùng năng lượng ở trong cơ thể khuếch tán, bất quá lại là tất cả đều chui vào chính mình trong máu, mà là không hợp pháp lực. Hắn máu tức khắc bay nhanh lưu chuyển lên. Toàn thân cơ bắp đều bắt đầu nhảy lên. A! Dương Nghị Vân cảm nhận được một cổ tuyệt luân cuồng bạo lực lượng ở trong máu nổ tung, trải rộng toàn thân mỗi một tấc cơ bắp. Trên người bộc phát ra huyết quang cùng kim quang đan chéo thần quang. Bùm bùm! Lại là toàn thân cốt cách phát ra âm thanh. Giờ khắc này Dương Nghị Vân sợ hãi, hắn cảm nhận được chính mình thân thể ở lớn mạnh. Như thổi khí giống nhau đại trướng. Từ đầu bắt đầu, hắn cảm nhận được phát ngứa nóng lên, như là cháy giống nhau. Ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, hắn đầu chọc thượng cư nhiên bắt đầu mọc ra tóc. Trong nháy mắt tóc trường tới rồi ba tấc, lúc này mới dừng lại, nhưng như cũ là màu trắng đầu tóc, giống như trước đây đầu bạc. Điểm này Dương Nghị Vân biết cùng chính mình năm đó phát hạ thí nghiệm có rất lớn quan hệ, năm đó Liễu Lanh Canh tự bạo sau, hắn một đêm đầu bạc, phát quá thể, nếu là không đem Liễu Lanh Canh từ U Minh giới tìm được, cả đời này tóc đều bất biến hắc, thiên đạo lời thề đảo hiện tại như cũ hữu hiệu. Hắn không nghĩ tới hùng nữ máu cư nhiên làm hắn tóc một lần nữa dài quá ra tới, đương nhiên trọng điểm là giờ phút này hắn cảm giác chính mình trong cơ thể long trời lở đất, máu lưu chuyển tốc độ, cơ hồ mau tới rồi muốn thiêu đốt nông nỗi. Cực nóng từ đầu đến chân, thân thể hắn ước chừng trường cao tới rồi 3 mét, lớn một nửa. Thượng thân quần áo nếu không phải thần y có co rút lại công năng, đã sớm bị căng bạo, toàn thân đều là cơ bắp. Giờ phút này hắn cảm thấy lực lượng trải rộng toàn thân, thực lực cư nhiên trống rỗng gia tăng rồi gấp 3. Trừ cái này ra, tựa hồ cũng không có cái gì mặt khác cảm giác. Dương Nghị Vân ngây ngẩn cả người. Vân đại ca ngươi, ngươi tựa hồ cũng cuồng hóa. Trong tai vang lên hùng nữ thanh âm. Đích xác a, hắn cuồng hóa. Này tất cả đều là bởi vì hùng nữ một giọt huyết. Thần kỳ cuồng hóa máu, làm hắn cảm nhận được chính mình tràn ngập chiến đấu dục vọng, nội tâm cuồng bạo, nhưng lại ở khống chế trong phạm vi. Ước chừng nửa giờ sau, Dương Nghị Vân cảm nhận được trong cơ thể cuồng bạo lực lượng bắt đầu biến mất. Rốt cuộc hắn minh bạch, hùng nữ máu độc đáo chỗ, quả thực có thể nói nghịch thiên. Một giọt hùng nữ máu. Có thể cho người cuồng hóa nửa giờ, lực lượng chống rỗng tăng lên gấp 3. Nửa giờ sau, cuồng hóa sẽ biến mất, lại còn có không có di chứng, này quả thực chính là trời sinh chiến đấu máu. Dương Nghị Vân nhìn về phía hùng nữ ánh mắt tràn ngập lửa nóng, nàng một thân cuồng hóa máu A, nuốt thiên huyết hùng, quả nhiên bất phàm, lại không biết,
hùng nữ hoàn toàn sau khi cuồng hóa sẽ là bộ dáng gì, có bao nhiêu cường đại. Trách không được hắn ở hùng nữ trong máu cảm nhận được lực lượng hơi thở, so với Medusa còn cường đại. Cái này hùng nữ quả thực chính là lực lượng chiến thần, máu chiến thần. Về hùng nữ máu bí mật Dương Nghị Vân hiểu biết rõ ràng, ở hắn xem ra quả thực chính là nghịch thiên máu. Chưa từng có gặp qua một giọt huyết có thể làm người cuồng hóa, hơn nữa hắn vẫn là nhân tộc, bực này huyết đối yêu tộc tự nhiên cũng đồng dạng sử dụng, một giọt hùng huyết lực lượng tăng nhiều gấp 3, quả thực. Trời sinh chính là chiến đấu máu. Tuy rằng không phải vĩnh cửu tính chất, nhưng là nửa giờ gian, đối với thần linh tới nói, đã là phi thường lớn lên thêm vào, thần linh cấp bậc chiến đấu, có đôi khi căn bản là không dùng được nửa giờ thời gian, một giây là có thể kết thúc chiến đấu. Hùng nữ bực này biến dị huyết mạch, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Dương Nghị Vân biết hắn kiếm lớn. Có hùng nữ này một lọ tử huyết, ở thời điểm chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn nháy mắt cuồng hóa, sức chiến đấu tiêu thăng, có thể ở thời điểm mấu chốt khởi đến thật lớn tác dụng. Hơn nữa trọng điểm là hùng nữ từ nay về sau chính là người của hắn, yêu cầu máu tựa hồ có thể tùy thời có, hơn nữa. Có thể đại quy mô thêm vào. Quả thực là một tòa hùng bảo tàng. Cuồng bạo huyết hùng. Phản tổ thực hoàn toàn, dùng hùng nữ nói, chỉ có các nàng hùng tộc thủy tổ mới là cuồng bạo huyết hùng huyết mạch, nàng đây là cái thứ hai. Cùng hùng nữ công đạo một ít chi tiết lúc sau, Dương Nghị Vân mới mang theo hùng nữ đi ra ngoài. Không ra đi không được, hắn tính tính thời gian, hảo gia hỏa hơn 400 năm qua đi, thời gian này khoảng cách hùng du thiên theo như lời đi cái gì thánh đạo thần vực 500 năm cũng đã tới rồi. Hắn cùng hùng nữ ở mật thất cũng chính là cảm giác điều dưỡng trong chốc lát thời gian, nhưng cũng đã đi qua hơn 400 năm. Thời gian có đôi khi chính là như vậy, ở thần linh vĩnh hằng thọ nguyên thượng, căn bản không cần đi suy xét, chớp mắt chính là trăm năm ngàn năm đều là vô cùng bình thường. Lại không ra đi, đánh giá hùng du thiên sẽ vọt vào tới. Mật thất cửa mở ra, Dương Nghị Vân cùng hùng nữ đi ra ngoài. Nói cung đại điện chung, giờ phút này đã thiếu vài người. Thạch Mộc đạo cung Hồng Liên phu nhân, Hoang Hải Nam Bắc hai vị thiên đạo đều đã rời đi. Giờ phút này đại điện bốn người. Phân biệt là Hùng Du Thiên cùng Tam Cung chủ Thoán Thiên, Medusa cùng Sa Hồ bà bốn người. Hơn 400 năm qua đi, khoảng cách thánh đạo thần vực mở ra thời gian tới gần, Hồng Liên phu nhân cùng Hoang Hải hai vị đều phải trở về chuẩn bị. Mà Hùng Du Thiên đều đã sốt ruột chờ, nếu không phải Dương Nghị Vân minh xác công đạo quá không được quấy rầy, hắn đều tưởng mạnh mẽ vào xem, Dương Nghị Vân rốt cuộc đem hắn nữ nhi ở bên trong làm sao vậy. Đương nhiên nghĩ đến nữ nhi kia trọng tải cùng dung mạo. Hùng Du Thiên tâm trung liền tắt lửa, hắn nữ nhi hùng hoan hình dạng, ở toàn bộ yêu thần đạo cung cho không tìm cái con rể đều là tìm không thấy, ở Hùng Du Thiên tâm Dương mẫu nhân tự nhiên sẽ không đối nữ nhi thế nào. Hắn càng lo lắng chính là, Dương Nghị Vân còn không ra, đến lúc đó bỏ lỡ tiến vào thánh đạo thần vực thời gian, ở Hùng Du Thiên tâm thánh đạo thần vực mới là trọng điểm. Đến nỗi cấp nữ nhi dùng cái gì thần thủy, cải thiện huyết mạch việc, hắn kỳ thật nội tâm cũng không có báo bao lớn hy vọng. Không nói Hùng Du Thiên, liền tính là Sa Hồ bà trong lòng đều sốt ruột, đương nhiên nàng lo lắng chính là Dương Nghị Vân, tới gần nơi này là yêu thần đạo cung, cùng Dương Nghị Vân ở bên nhau vẫn là yêu thần đạo cung công chúa, nàng là sợ Dương Nghị Vân xảy ra chuyện gì. Nhoáng lên hơn 400 năm qua đi, nếu không phải Hùng Du Thiên còn chịu đựng được khí, vẫn luôn đang đợi chờ chung, Sa Hồ bà cũng tưởng đánh sâu vào mật thất đi xem. Sốt cuộc, mật thất đại môn mở ra. Đại điện chung tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Dương Nghị Vân đầu tiên ra tới. Thiên Chúa. Sa Hồ bà vèo một chút tới rồi Dương Nghị Vân bên người, nhìn đến Dương Nghị Vân trên người hoàn hảo không tổn hao gì, cuối cùng lại yên tâm. Làm bà lo lắng, ta rất tốt. Dương Nghị Vân vừa thấy Sa Hồ bà bộ dáng liền biết là ở lo lắng hắn, trong lòng cũng là ấm áp giải thích một câu. Đích xác hắn thực hảo, ít nhất tóc một lần nữa dài quá ra tới. Trước, Hùng Du Thiên cũng lại đây vừa muốn mở miệng hỏi một câu nữ nhi của ta tình huống như thế nào thời điểm, lại là đem câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì Hùng Du Thiên chạy đến theo sát ở Dương Nghị Vân phía sau, đi ra một cái. Một cái tuyệt sắc nữ tử, một thân huyết hồng quần áo, cao gầy dáng người huyết hồng đầu tóc vô cùng yêu dị mà ra. Trọng điểm là nữ tử này trên người phát ra hơi thở nhiên hắn đều cảm nhận được một cổ tử quỷ dị. Thậm chí làm hắn trong lòng đều có chút tim đập nhanh, trước nay chưa thấy qua a. Rõ ràng tiến vào mật thất chỉ có Dương Nghị Vân cùng hắn nữ nhi Hùng Hoan,
như thế nào ra tới thời điểm xuất hiện một vị như thế nhân vật yêu dị nữ tử. Hơn nữa làm Hùng Du Thiên cảm thấy một tia quen thuộc cảm. Ngươi, nàng. Hùng Du Thiên mở miệng có chút nói lắp, nhìn về phía Dương Nghị Vân cùng nữ tử áo đỏ. Phụ thân, ta là Hoan Nhi. Cái này nữ tử áo đỏ tự nhiên chính là Hùng Du Thiên nữ nhi Hùng Hoan. Dương Nghị Vân cười ha ha, hắn liền biết là bực này tình huống. Rốt cuộc Hùng Hoan cùng hơn 400 năm trước đi theo hắn tiến vào mật thất hoàn toàn chính là thay đổi một người. Đây là, sao lại thế này, Hùng Du Thiên trừng lớn đôi mắt. Kế tiếp Dương Nghị Vân cùng Hùng Hoan giải thích một phen. Nói xong lúc sau, tất cả mọi người thổn thức kinh ngạc cảm thán. Đối với Hùng Du Thiên tới nói, nếu không phải cùng nữ nhi có huyết mạch hơi thở cảm ứng, biết trước mắt nữ tử áo đỏ là chính mình nữ nhi, thật đúng là không thể tin được. Phía trước hắn nữ nhi cái gì hình thể? Hiện tại cái gì hình thể? Trọng điểm là Hùng Hoan huyết mạch phản tổ, hoàn toàn là thần tích. Nghe xong lúc sau Hùng Du Thiên kích động lên, hắn nhìn Hùng Hoan nói, Hoan Nhi người hóa thân bản thể vi phụ nhìn xem. Nói những lời này thời điểm, Hùng Du Thiên đều ở trong cơ thể tâm can đều đang run rẩy, chỉ có hắn biết huyết mạch phản tổ ý nghĩa cái gì. Huống chi, dựa theo Dương Nghị Vân cùng nữ nhi nói, nữ nhi huyết mạch phản tổ trực tiếp phản tổ tới rồi thủy tổ cuồng bạo huyết hùng nông nỗi, xưng là chính xác hùng tộc cái thứ hai. Hùng Du Thiên tự nhiên lúc sau cuồng bạo huyết hùng ý nghĩa cái gì, khi đó khai thiên tích địa đệ nhất đầu cuồng bạo huyết hùng tồn tại thân phận. Chỉ không màng vô số tuế nguyệt xuống dưới, bọn họ nhất tộc huyết mạch càng ngày càng loãng, rất khó phản tổ, cuối cùng đi lên pháp lực tu nguyên thần hệ thống, đương nhiên cũng có chút hậu bối kiên trì tu thể chi đạo, nhưng căn bản là không được. Ngược lại càng ngày càng yếu, cuối cùng không thể không tu nguyên thần pháp lực chi đạo. Mà hiện tại hắn nữ nhi cư nhiên phản tổ đi lên thủy tổ con đường, như thế nào không thể làm hắn kích động. Giống Hùng Hoan ngay sau đó hóa thân bản thể, trở thành cuồng bạo huyết hùng. Hùng Du Thiên cảm nhận được nữ nhi Hùng Hoan trong cơ thể phát ra huyết mạch hơi thở, đang xem nàng 9 mét thật lớn huyết ngực thân hình, kích động cả người phát run, liên tục tự nói quả nhiên quả nhiên quả nhiên a. Hồi lâu lúc sau Hùng Du Thiên tài bình phục kích động khó có thể khắc chế tâm tình, lại lần nữa nhìn về phía Dương Nghị Vân thời điểm hai tròng mắt chung lửa nóng quả thực thiêu đốt lên. Hắn biết nữ nhi biến hóa đều là Dương Nghị Vân công lao, hiện tại tưởng tượng đều hẳn là Dương Nghị Vân phía trước kia một giọt thần thủy, khi tuyệt đối là thế gian chí bảo, nghịch thiên thần thủy chí bảo. Sớm biết rằng hắn liền dùng, Hùng Du Thiên tâm nghĩ. Đương nhiên hắn suy đoán cái loại này thần cây thủy Dương Nghị Vân trên người còn có. Nói cách khác hắn vẫn là có cơ hội. Nghĩ đến đây Hùng Du Thiên nhìn Dương Nghị Vân mở miệng nói, tiền bối thánh đạo thần vực sắp mở ra, không bằng chúng ta đi trước thánh đạo thần vực như thế nào. Nghe được Hùng Du Thiên nói, Dương Nghị Vân ngược lại là sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Hùng Du Thiên sẽ trực tiếp hỏi hắn sinh mệnh chi thủy, từ vừa rồi Hùng Du Thiên hỏa nhiệt ánh mắt hắn thấy được dã tâm ngọn lửa, ai biết này lão đầu Hùng cư nhiên chỉ tự không đề cập tới, ngược lại đưa ra đi thánh đạo thần vực. Ha ha. Có ý tứ, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút này lão đầu Hùng có cái gì ý tưởng, chỉ mong ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Dương Nghị Vân trong lòng cười lạnh. Hắn nhiều ít đoán được một ít Hùng Du Thiên tâm tư, nhưng lại không xác định, bất quá Dương mỗ nhân trong lòng hiểu rõ. Hảo a, nếu đáp ứng rồi các ngươi, ta tự nhiên sẽ không lời thề, bất quá ta có cái kiến nghị. Dương Nghị Vân mỉm cười nhìn về phía Hùng Du Thiên. Tiền bối mời nói, Hùng Du Thiên nói. Mang theo Hùng Hoan. Có lẽ nàng có thể giúp đỡ chúng ta. Dương Nghị Vân nói chuyện trông được liếc mắt một cái hùng nữ Hùng Hoan. Hùng Du Thiên sửng sốt, lại không nghĩ rằng Dương Nghị Vân sẽ đưa ra cái này, đi trước thánh đạo thần vực yêu cầu đều là thiên đạo cấp bậc cường giả, đương nhiên không phải thiên đạo cấp bậc cũng có thể, nhưng lại đi chỉ có thể là chịu chết, cho nên thiên đạo dưới đều sẽ không suy xét, đến nỗi hắn nữ nhi Hùng Hoan, Hùng Du Thiên ngẫm lại vậy mang lên đi. Huyết mạch phản tổ lúc sau, Hùng Hoan cường đại huyết mạch chi lực. Tuy rằng không biết nữ nhi tưởng ở thực lực như thế nào, nhưng ngẫm lại trước kia nàng cuồng hóa trạng thái, hẳn là có thể đi. Hảo vậy làm Hoan Nhi đi theo cùng đi, Hùng Du Thiên đáp ứng rồi. Dương Nghị Vân cười cười, như thế rất tốt, vậy ngày mai xuất phát đi. Hành, Hùng Du Thiên gật đầu. Lúc sau Dương Nghị Vân mang theo Sa Hồ bà và Medusa rời đi, đi thần lâu. Lần này đáp ứng Hùng Du Thiên mời đi thánh đạo thần vực, cũng là đuổi kịp. Cũng ở bất đắc dĩ dưới tình huống, đáp ứng, liền không thể đổi ý. Nhưng là chỉ có thể là thiên đạo cấp bậc cường đại mới có thể đi, hắn đây là mạo hiểm hành vi.
hắn là không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi trước, khá vậy không thể đem mặt khác người ném xuống, cũng may hắn có Càn Khôn Hồ tồn tại, đến lúc đó đem mặt khác người đều mang tiến Càn Khôn Hồ chính là. Có một số việc cần thiết đóng cửa lại thương lượng. Trở lại thần lâu lúc sau, Dương Nghị Vân ngồi xuống, hỏi Sa Hồ bà nói, Ngọc Lả Lướt tình huống như thế nào? Hồi bẩm thiên chúa, nhân sâm quả không hổ là thiên địa chí bảo, Lả Lướt cô nương ăn vào sau sớm tại 300 năm trước liền khôi phục dung mạo, trong cơ thể một ít bệnh kín cũng khôi phục, chỉ là tu vi vẫn là không có khôi phục, làm nha đầu đi kêu nàng. Sa Hồ bà nói, không cần, ta đợi lát nữa chính mình đi xem, Dương Nghị Vân xua tay. Ngay sau đó nhìn Hoàng Thư Lang liếc mắt một cái nói, Hoàng Thư Lang ngươi đi dặn dò một chút thần vệ đội, làm cho bọn họ tạm thời lưu tại yêu thần đạo cung tu hành, chờ chúng ta từ thánh đạo thần vực trở về lại xoay chuyển trời đất không thần thành. Là, chủ nhân, Hoàng Thư Lang gật đầu đi ra ngoài. Sa Hồ bà có chút lo lắng nói, chủ nhân chẳng lẽ thật muốn đi thánh đạo thần vực. Dương Nghị Vân gật đầu, nếu đáp ứng rồi Hùng Du Thiên liền không thể đổi ý. Hơn nữa Hùng Du Thiên cũng nói là lướt tu vi tưởng khôi phục, sợ là chỉ có thánh đạo thần vực trung cửu trọng niết bàn chi hoa mới có thể khôi phục, một khi đã như vậy, liền đi xem. Chính là thánh đạo thần vực có thể đi đều là thiên đạo cấp bậc, chủ nhân tu vi không đủ, lão thân sợ đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sa Hồ bà lo lắng tự nhiên là có đạo lý. Người khác không rõ thô, các nàng những người này đều rõ ràng. Dương Nghị Vân cái này ở Hùng Du Thiên trong mắt tiền bối kỳ thật chính là bị nàng và Medusa phụ trợ ra tới tiền bối cường giả mà thôi. Chân chính tu vi còn ở sơ cấp thần chủ cấp bậc, nếu là thánh đạo thần vực thật sự yêu cầu thiên đạo cấp bậc tu vi, đến lúc đó chẳng phải là phải có tánh mạng nguy hiểm. Không lo lắng không thành A. Sa Hồ tộc đợi vô tận năm tháng chờ tới rồi thiên mệnh chi chủ, này nếu là xảy ra chuyện gì, toàn bộ Sa Hồ tộc vận mệnh cũng liền xong rồi. Dương Nghị Vân cười cười nói, điểm này ta có suy xét, bà đừng lo, lại nói có ngươi và Medusa ở ta bên người, cũng sẽ không có chuyện gì, còn có ta có khác át chủ bài, mặt khác nghe Hùng Du Thiên ý tứ, thánh đạo thần vực cũng không phải hắn có thể khống chế, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Từ hắn giảng thuật tình huống tới xem, thánh đạo thần vực chính là thánh đạo di tích, này đối với ngươi và Medusa ở tới nói đều cơ duyên, bọn họ có thể đi, chúng ta tự nhiên cũng có thể đi, có đôi khi cơ duyên thứ này. Không phải ai mạnh đại chính là ai, mọi người đều có cơ hội. Sa Hồ bà nghe được Dương Nghị Vân tâm ý đã quyết, liền cũng không ở nhiều lời, đến nỗi Medusa từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Kế tiếp Dương Nghị Vân cùng Sa Hồ bà thương lượng một phen chuyến này một ít muốn chú ý sự tình lúc sau, xem như kết thúc lần này hội nghị, ngày mai liền xuất phát, hắn nhiên đại gia đi xuống chuẩn bị. Theo sau lên lầu, đi tới thần lâu tầng thứ 8, Ngọc Lả Lướt liền ở tại tầng thứ 8. Nơi này cũng là hắn nơi. Nhân sâm quả khôi phục Ngọc Lả Lướt dung nhan, nhưng lại là không có khôi phục nàng tu vi, cho nên lần này thánh đạo thần vực hành trình, hắn cần thiết đi, lại đi kiểm tra, một chút Ngọc Lả Lướt khôi phục tình huống, hắn trong lòng cũng hảo cái đế. Ngọc Lả Lướt không phải ở bế bốn quan, mà là ở điều dưỡng chung, đại môn không có kết giới, Dương Nghị Vân đẩy môn liền đi vào. 8 tầng không gian, rất đơn giản, đẩy cửa mà vào là đại sảnh. Tả hữu các có một gian đả tọa thất, kỳ thật cùng mặt khác tầng lầu không có gì khác nhau, đều là chuyên môn dùng để đả tọa tu luyện bạch ngọc giường đá. Dương Nghị Vân đi vào liền tới đến bên phải mật thất liền thấy được Ngọc Lả Lướt khoanh chân mà ngồi ở bạch ngọc trên giường đá. Nàng như cũng mang theo khăn che mặt, bất quá nhìn qua tóc đều đã từ xám trắng biến thành đen nhánh, liền biết quả thực nàng dung nhan già cả vấn đề giải quyết. Vân tử ngươi đã trở lại. Ngọc Lả Lướt trước tiên mở hai mắt, thấy được Dương Nghị Vân. Ân, ta đến xem ngươi khôi phục tình huống. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đi qua ngồi ở bạch ngọc giường đá Ngọc Lả Lướt bên người, nhẹ nhàng nắm lên Ngọc Lả Lướt tay, pháp lực vừa động kiểm tra, rồi một chút tình huống của nàng, quả nhiên thân thể hết thảy đều khôi phục tới rồi trạng thái bình thường, duy độc tu vi còn không có khôi phục, cái này làm cho hắn càng thêm kiên định đi trước thánh đạo thần vực hành trình. Ngọc Lả Lướt từ Sa Hồ bà trong miệng biết được Dương Nghị Vân vì nàng đáp ứng rồi Hùng Du ngày trước hướng chỉ có thiên đạo cấp bậc cường giả mới có thể đi thánh đạo thần vực mạo hiểm, nàng thực cảm động, nhưng càng thêm lo lắng. Giờ phút này nhìn Dương Nghị Vân nghiêm túc nói, Vân tử nhân sâm quả công hiệu rất lớn, ta tu vi có thể chậm rãi khôi phục lại, chúng ta trở về đi, hồi chúng ta cái kia thần giới, không cần đi mạo hiểm hảo sao. Dương Nghị Vân lôi kéo Ngọc Lả Lướt tay. Nhìn nàng mang theo khăn che mặt chỉ lộ ra đen nhánh tỏa sáng hai mắt, nghe ra tới nàng là thật sự lo lắng cho mình,
khẽ cười nói, đừng lo, chuyến này lòng ta hiểu rõ, chỉ cần có thể làm ngươi khôi phục, đều đáng giá, lại nói lần này nói không chừng đối chúng ta mọi người đều là cơ duyên, yên tâm ta sẽ đem ngươi mang lên, sẽ không ném xuống ngươi. Ta, Vân Tử, Ngọc Lả Lướt chung quy là nữ nhân, nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, nàng há có thể không cảm động, tưởng ở đi khuyên bảo, nhưng nàng biết Dương Nghị Vân tính tình làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi. Nội tâm dòng nước ấm từng trận hiện lên, bị hắn nhìn chằm chằm đôi mắt xem, bắt lấy tay, Ngọc Lả Lướt tim đập thực mau. Nhưng Ngọc Lả Lướt cố lấy dũng khí, dây tiếp theo gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra nàng khôi phục bình thường tuyệt thế dung nhan, lại là chủ động đối với Dương mẫu nhân mà đi. Hảo đi, ngọn lửa thiêu đốt lên. Ở nhất thực happy thời điểm, lại là không nghĩ tới, một thanh âm vang lên, ngay sau đó lỗ mãng hấp tấp trực tiếp xuất hiện ở hai người nơi phòng tu luyện. Lả Lướt tỷ tỷ, ta tới tìm ngươi. A, à, lỗ mãng quỷ đúng là Sa Hồ thánh nữ, nhà đầu này cùng Ngọc Lả Lướt xưng là hảo tỷ muội, xông vào phóng tới tìm Ngọc Lả Lướt đều thói quen, nhưng lúc này đây nàng lại không nghĩ rằng, lỗ mãng hấp tấp tiến vào, thấy được không nên nhìn đến một màn. Trong lúc nhất thời sững sờ ở đương trường, không biết làm sao. Ngày hôm sau yêu thần đạo cung đại điện chung, hết thảy chuẩn bị tiếp tục. Dương Nghị Vân tả hữu mang theo Medusa cùng Sa Hồ bà hai đại thiên đạo cấp bậc cao thủ đã đến. Tiền bối chúng ta xuất phát, Hùng Du Thiên bên người cũng là nhị cung chủ Thiên Hạc cùng tam cung chủ Thoán Thiên, đương nhiên còn có hắn nữ nhi Hùng Hoan. Hảo Dương Nghị Vân tự nhiên cũng chuẩn bị tốt, hắn trừ bỏ đem 200 tới hảo thần vệ đội tạm thời lưu tại yêu thần đạo cung ở ngoài, Ngọc Lả Lướt, Sa Hồ thánh nữ, Đăng Sa, Thổ Tinh Nguyên cùng Hoàng Thư Lang đều bị hắn thu vào Càn Khôn Hồ chung. Đối với này đó thân cận người, Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ lưu tại yêu thần đạo cung, không chỉ có là lo lắng an nguy vấn đề, mang theo bọn họ ở thời điểm mấu chốt nói không chừng còn có thể giúp đỡ, mặt khác chính là nếu có cơ duyên làm cho bọn họ cũng có thể dính lên một phần. Từ yêu thần đạo cung ra tới, Hùng Du Thiên trực tiếp vung tay lên, không gian đại trấn xuất hiện một cái môn hộ, mở ra cánh cửa không gian, đại gia trực tiếp đi vào, trở ra đã xuất hiện ở vô tận hoang hải phía trên. Tiền bối chúng ta tới rồi, nơi này đó là hoang hải nam bắc phân giới chỗ, lại lần nữa chúng ta phải chờ đợi những người khác đã đến, cũng yêu cầu chờ hoang hải cơn lốc sóng thần xuất hiện, thánh đạo thần vực nhập khẩu chỗ liền ở đáy biển. Hùng Du Thiên giải thích một câu. Dương Nghị Vân đối Hùng Du Thiên phất tay chi gian không gian thần thông đảo cũng không kinh ngạc, thiên đạo cấp bậc cường giả thần thông pháp thuật đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi, càng không thể liền không phải tầm thường thần linh có thể tưởng tượng. Đối với bực này tùy tâm sở dục thần thông, Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng là thực hâm mộ, hắn cũng ở trong lòng nghĩ, tương lai tất nhiên muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thiên đạo chi cảnh. Cho đến lúc này, hắn cũng có thể đem rất nhiều thần thông, phất tay chi gian phát huy ra tới. Trên thực tế tới rồi thiên đạo cấp bậc sau, chính là đối thần thông đối pháp lực thao tác lý giải đỉnh, có rất nhiều thần thông chi thuật đều là hoàn toàn dựa vào chính mình là có thể sáng tạo ra tới. Hoàn toàn đã sẽ không dừng lại ở cái này mặt thượng, tương đối tới nói thần thông pháp thuật gì đó đều đã là phụ trợ, sẽ thể nghiệm đến càng thêm cao thâm lực lượng. Liền ở Dương Nghị Vân suy nghĩ bay loạn sốt ruột, Hùng Du Thiên mở miệng nói, tiền bối nếu là thần ma nói cung người xuất hiện, đến lúc đó vẫn là muốn cẩn thận một chút mới là, bọn họ nhất không biết xấu hổ. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, lão Hùng nghe người ý tứ thần ma nói cung người tựa hồ rất khó triền, chẳng lẽ so người yêu thần đạo cung còn cường đại? Ta không phải nghe nói các ngươi vĩnh hằng thần giới, tam đại nói cung đều tề danh sao? Hùng Du Thiên cười khổ một chút nói, tiền bối có điều không biết a, nghe tới ta yêu thần đạo cung, thần ma nói cung, thạch mộc đạo cung tam đại nói cung tề danh, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế, chúng ta tam đại nói trong cung thần ma nói cung thực lực cường đại nhất, nguyên nhân chính là vì như thế quay chung quanh ở thần ma nói cung chung quanh thế lực liền phải nhiều một ít, đương nhiên ta chỉ chính là những cái đó thiên đạo cấp bậc cường giả. Vô số niên hạ tới, kỳ thật nếu không phải ta yêu thần đạo cung cùng thạch mộc đạo cung liên hợp, đã sớm bị thần ma nói cung cấp cắn nuốt, chính là chúng ta hai đại nói cung liên hợp ở bên nhau, lại cũng như cũ ở vào hạ phân, vẫn là phải bị thần ma nói cung áp chế một đầu. Đây cũng là ta lần này cực lực mời tiền bối gia nhập nguyên nhân nơi, không có một cường giả tự ở, liền tính là chúng ta tiến vào thánh đạo thần vực, cũng là muốn có hại. Đây là vì cái gì? Thần ma nói cung thực lực đến tột cùng như thế nào ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Dương Nghị Vân lúc này cũng không khỏi nhíu mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 200.